Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 72. Ở hồn tộc lão tổ trong mắt, Diệp Thần chết còn chưa đủ, phải dùng để tế trận. Cho thiên địa hồn long làm nguyên liệu mới được. Đợi hồi cùng Diệp Thần tiến vào vạn niên hồn long trận, trực tiếp để cho cấm địa hồn long chiếm đoạt hắn, miễn được Diệp Thần chết ở chiến khôi trong tay, hoặc là ăn người cá chuối trong miệng lãng phí. Hai vị yên tĩnh yên tĩnh. Diệp Thần, người mau sớm chuẩn bị đi. Hồn tộc lão tổ, chúng ta vậy ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Bắc Cung Hoành Thiên đi ra làm người hòa giải. Có thể một khắc sau, một cổ không gian ba động truyền tới. Hồn tộc lão giả và Bắc Cung Hoành Thiên nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiêng kỵ. Đây là, cường giả hạ xuống. Loại này phá trận ngày, tại sao có thể có khác cường giả xuất hiện? Chẳng lẽ là Vạn Kiếm Đế Cung người tới phá hư? Không dự định để cho Diệp Thần xông trận. Ngay tại hai người nghi ngờ thời điểm, một vị ăn mặc sang trọng hoa lệ cẩm y phụ nữ trung niên đi ra. Chính là Linh Vận Tiên Tôn. Linh Vận Tiên Tôn chậm rãi rơi xuống đất, nàng nhìn lướt qua Bắc Cung Hoành Thiên và hồn tộc lão tổ, hừ lạnh một tiếng. Hai người các ngươi đối với một cái từ thấp võ vị diện đi lên hèn mọn tiểu tử, vậy như vậy sợ, vậy như vậy lo âu, thật là có tổn tạo hóa cảnh võ giả phong độ. Bắc Cung Hoành Thiên cười khổ một tiếng, làm không nghe được. Hồn tộc lão tổ tự mình uống trà, vậy làm không nghe được, vị này thực lực so bọn họ đều mạnh, hay là không tiếp miệng, miễn được đòi mắng. Mấu chốt, hắn kỳ quái cường giả loại này đột nhiên hạ xuống ở chỗ này làm gì? Ngay tại lúc này, Linh Vận Tiên Tôn tầm mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, đôi mắt tương đối, toàn bộ không gian tựa như thay đổi cực kỳ lạnh như băng. Diệp Thần, có thể để cho ta Linh Vận rời bước người rất ít, ta ngày hôm nay ngược lại là muốn xem ngươi như thế nào phá hồn tộc trận pháp. Dĩ nhiên, ngươi nếu như sợ, cũng có thể buông tha. Ngươi dẫu sao đến từ vậy con kiến hôi chi địa, hèn yếu chính là ngươi trong xương bản tính. Hồn tộc ông già nghe được Linh Vận gọi Diệp Thí Thiên là Diệp Thần, ngay tức thì nghĩ tới điều gì, con người thoáng qua một đạo tinh quang. Soát! Diệp Thần đứng lên, mắt lạnh đông lại một cái, Linh Vận. Chúng ta không ngại đánh cuộc như thế nào. Linh Vận Tiên Tôn nhướng mày một cái, do dự hồi lâu, vẫn là nói cái gì đánh cuộc. Chết đến ập lên đầu, còn muốn chơi hoa dạng gì. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, khoan thai nói. Ngươi nếu như thế thích con kiến hôi cái từ ngữ này, ta tác thành ngươi, nếu như lần này ta thành công phá trận, ta kêu ngươi một tiếng con kiến hôi, ngươi đáp một tiếng như thế nào? Linh Vận Tiên Tôn nghe được câu này, sát khí phóng thích, lạnh như băng cảm giác để cho một bên Bắc Cung Hoành Thiên và hồn tộc lão tổ cũng cả người lạnh run. Đây mới thật là cường giả ý định giết người. Thậm chí, chỉ cần Linh Vận muốn. Nơi này ngay tức thì có thể hóa là đất bằng phẳng. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần, con người tràn đầy hoảng sợ. Cái này Diệp Thần thật đặc biệt là bệnh thần kinh sao? Không sợ bọn họ cũng được đi, lại liền cường giả loại này vậy dám như vậy lời nói. Không ngừng kêu Linh Vận là con kiến hôi. Toàn bộ Linh Võ Đại Lục sợ rằng chỉ có Diệp Thần dám làm như vậy. Ngay tại hai người còn chưa phản ứng kịp lúc đó, Linh Vận Tiên Tôn ý định giết người thu liếm, nói thẳng, được. Nhưng là ngươi cho ta lập tức đi vào. Một giây kế tiếp, cuồng phong nổi lên, Diệp Thần thân thể tựa như bị một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đẩy vào trận pháp bên trong. Không mang theo bất kỳ do dự. Làm xong hết thảy các thứ này, Linh Vận Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, lấy linh lực ngưng tụ ra một cái ghế ngồi xuống, lại lấy thời không quy luật hóa thành một mặt thiên địa kính, đầu bắn tới vạn niên hồn long trận bên trong, dùng cho kiểm tra Diệp Thần tình huống, rất nhanh. Mặt kiếm xuất hiện Diệp Thần bóng người. Nàng uống mình thần trà, một vừa thưởng thức Diệp Thần ở vạn niên hồn long trận bên trong chịu chết, thỉnh thoảng nhìn về phía hai người khác, nói, hai người các ngươi, một cái là trung đẳng gia tộc gia chủ, một cái thượng đẳng tông phái chi nhánh đường chủ, lại có thể sợ loại rác rưởi này. Đời gió ngày hè, giết một cái hèn mọn tiểu tử, các ngươi cũng được như vậy, thật là buồn cười. Trên thực tế, Linh Vận Tiên Tôn lời còn chưa dứt. Nàng là thật lòng hy vọng, Bắc Cung Hoành Thiên hoặc là hồn tộc lão tổ, trực tiếp cho Diệp Thần giết chết. Nàng vừa vặn có mượn cớ lại làm thịt cái này hai người, trở về thì có thể cho ái đồ cửa giao nộp. Đáng tiếc à đáng tiếc.
Cái này hai cái mặt hàng, Bắc Cung Hoành Thiên đung đưa không chừng, nhìn như hai bên đầu tư, nói liếc cỏ đầu tường, bên kia gió lớn dựa vào bên kia, muốn chính hắn quyết định, tự mình ra tay, cơ hồ không thể nào. Hồn tộc lão tổ, nghe danh tiếng là một lão tổ, trên thực tế chính là hồn điện hạ các trưởng lão, 500 năm trước người bị thương nặng sau đi, một mực miêu theo chết tựa như, càng không muốn tự mình động thủ, cho tới để cho Diệp Thần đi xông vạn niên hồn long trận. Xông trận cũng tốt à. Linh vận tiền bối, Diệp Thần không có ta trợ giúp, là chắc chắn không thể nào xông qua trận pháp. Mà bản gia chủ đâu, cũng không có giúp hắn cái gì. Bắc Cung Hoành Thiên hơi tỏ ý nói, không ngoài cho một chai cấp 4 máu yêu thú tươi, cũng là vì cho vạn kiếm đế cung một cái thuyết từ, mặc dù Diệp Thần thiên phú lớn lao, nhưng vẫn là phải chết. Không cần lo lắng quá mức. Ngược lại là linh vận tiền bối vạn dặm điều điều chạy tới, vậy nhỏ như vậy lòng quay mũi, ngược lại để cho bản gia chủ có chút nghi hoặc à. Chẳng lẽ, Diệp Thần thằng nhóc này sau lưng, thật có người nào à? Vượt quá vạn kiếm đế cung, cho tới tiền bối cũng phải cẩn thận ứng đối. Bắc Cung Hoành Thiên ở khách sáo. Nhìn là ở lấy lòng linh vận tiên tôn, ở hướng tiền bối tỏ ý, là ở biểu diễn bản thân có không có cho đầu tư. Trên thực tế mục đích cuối cùng chính là khách sáo, hắn dự định hỏi rõ Diệp Thần lai lịch và người sau lưng. Bắc Cung Hoành Thiên. Bắc Cung gia tộc tìm ngươi làm gia chủ. Đáng tiếc. Linh vận tiên tôn một mặt than thở ý, Bắc Cung gia tộc những năm này không ngừng suy sụp, lại là sụp đổ, lớn nhất vấn đề, ở chỗ mù mắt. Chọn ngươi loại người này làm gia chủ, nhất định chính là lãng phí tài nguyên. Một ngày nào đó, Bắc Cung gia tộc sẽ hủy ở trong tay ngươi. Đây là ta linh vận mà nói, 10 năm sau, không ngại lại tới xem có hay không ứng nghiệm. Không cách nào. Bắc Cung Hoành Thiên không có tuyệt đối lập trường. Ai mạnh đi theo ai? Chủ yếu nhất là sở trường hoàn toàn phát giác thân phận của người khác địa vị, dù là người khác ẩn núp, hắn vậy sẽ nghĩ đủ phương cách tra được, một khi xác nhận người phần có thể đồ, lập tức đều không mang do dự, liền trực tiếp làm phản đi qua. Loại người này, ở hai phái tác chiến, hoặc là đoàn thể tông phái, gia tộc tác chiến, thậm chí còn vực giới tác chiến thời điểm, chết là nhanh nhất. Cũng là vô số cường giả ghét nhất tồn tại. Đứng đầu một nhà muốn không phải sống tạm và mưu lược, mà là thản nhiên và đại nghĩa. Mà Bắc Cung Hoành Thiên lòng dạ hẹp hòi, căn bản không có đứng đầu một nhà phong độ. Hụ hụ hụ, chưa đến nỗi chưa đến nỗi. Bắc Cung Hoành Thiên mặt mày vui vẻ tương đối, từ từ nói, nghe, huyết linh tộc lão tổ khuê ảnh, chính là vị kia hợp đạo cảnh cửu tầng thiên, không, nửa bước tạo hóa cảnh đại năng. Treo giải thưởng hợp đạo thần khí muốn chu diệt Diệp Thần. Hắn thận trọng hỏi, không biết, rốt cuộc vì sao à? Đồng thời gian, hồn tộc lão tổ vậy đưa mắt rơi vào linh vận tiên tôn trên mình, hắn cũng tò mò, lấy huyết linh tộc huyết kiếm môn địa vị, treo giải thưởng hợp đạo thần khí, thì tương đương với bọn họ treo giải thưởng một chuôi thời không chi binh, treo giải thưởng thần khí tới giết Diệp Thần. Có thể gặp hắn tầm quan trọng. Cũng có thể gặp huyết linh tộc đối với Diệp Thần căm ghét và tâm phải giết. Linh vận tiên tôn ánh mắt nhìn lướt qua Bắc Cung Hoành Thiên, cuối cùng rơi vào hồn tộc lão tổ trên mình, khí thế hơi phóng thích, mở miệng nói. Các ngươi hai ông già, ta có thể nói cho các ngươi câu trả lời. Tiểu tử này thân phận xa không có các ngươi nghĩ như vậy phức tạp. Diệp Thí Thiên, nguyên danh Diệp Thần. Đến từ Côn Lôn hư thấp phủ thế giới, bất quá. Căn cứ bổn tôn phái người thăm dò tin tức. Hắn đến từ một cái tên là Hoa Hạ Ninh Ba địa phương. Linh vận tiên tôn từ từ nói, hắn 20 tuổi trên dưới bắt đầu tu luyện, từ Hoa Hạ tấn thăng đến Côn Lôn Hư, trước sau trải qua 5-6 năm thời gian, từ Côn Lôn Hư thăng cấp tới Linh Võ Đại Lục. Tính được, hắn tu võ bất quá 7 năm mà thôi. 7 năm thời gian, từ người bình thường tu luyện tới nhập thần cảnh. Tốc độ như thế. Đối với người thường mà nói, đối với Hoa Hạ mà nói, chỉ sợ sẽ là đặc biệt ghi lại chuyện tu luyện sách cũng không dám ghi chép đi, bởi vì Diệp Thần quá mức yêu nghiệt. Nhưng đối với Linh Võ Đại Lục người mà nói, thật nhiều con có thể cảm giác được kinh ngạc, có thể cảm nhận được Diệp Thần tàn nhẫn và quả quyết. Không đủ tàn nhẫn, không đủ quả quyết người là không thể nào leo đỉnh cấp. Diệp Thần liên tục 2 lần leo đỉnh cấp, tiến vào thế giới mới. Đủ để chứng minh hắn làm việc tác phong. 7 năm,
không dài. Bắc Cung Hoành Thiên khẽ lắc đầu, nói, đứng đầu gia tộc, không tiếc bất cứ giá nào nói, 7 năm thời gian có thể để cho nhập thần cảnh võ giả, đào tạo đến tạo hóa cảnh. Ngược lại là có một vấn đề, mấy ngày trước Diệp Thần bộc phát ra đến gần hợp đạo cảnh tam tầng thiên chiến lực. Là chuyện gì xảy ra? Hắn có hợp đạo thần khí và hỗn nguyên tiên khí, cùng với hàng loạt binh khí chiến khôi, những thứ này ta biết. Hẳn là kim Phật mật tông bên trong có được, nhưng là, những thứ này thật nhiều còn có thể để cho hắn phát huy ra hỗn nguyên cảnh tam tầng thiên chiến lực. Như vậy nhiều hơn cổ lực lượng này, là ở đâu ra? Là cường giả phong ấn ở trong cơ thể hắn lực lượng, vẫn là nói, hắn vốn là có như vậy lực lượng, bởi vì huyết mạch cực cao, ra đời cực cao, cho nên thời điểm nguy hiểm, có thể vận dụng như vậy lực lượng. Linh Vận Tiên Tôn lắc đầu một cái, có chút giễu cợt nhìn về phía Bắc Cung Hoành Thiên, nói, bổn tôn lần đầu tiên và Diệp Thần động thủ thời điểm, liền cảm ứng được hắn có chút không giống tầm thường, trước kỳ ngày càng cảm ứng được hắn có một tòa cung điện loại tiên khí. Một người đến từ con kiến hôi đất tiểu tử làm sao có thể có loại bảo bối này? Nếu như ta không đoán sai, cái này hèn mọn tiểu tử hẳn lấy được một vị chết võ giả truyền thừa, có thể vận dụng cung điện loại tiên khí chiến khôi lực lượng. Bất quá cái này chết võ giả cảnh giới hẳn không cao, hoặc là hợp đạo cảnh, hoặc là tạo hóa cảnh. Đối với truyền thừa người, sợ rằng để lại mấy đạo lực lượng. Vậy coi là lên là tiểu tử này lá bài tẩy. Đi qua cái này mấy lần, lực lượng này hẳn bị thằng nhóc này dùng xong hết rồi. Còn như huyết mạch, các ngươi cho rằng từ Côn Lôn hư loại địa phương này đi lên người có thể có huyết mạch gì? Cho dù có, ở ta Linh Vận trong mắt, cũng là rác rưởi. Linh Vận Tiên Tôn giọng mang một tia dùng mình, có thể gặp nàng đối với Diệp Thần hận. Nàng cả đời thu học trò vô số, cái nào học trò đối với nàng không phải cảm đội ơn đức. Duy chỉ có Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Hai người trong lòng chỉ có Diệp Thần. Con đường tu luyện, muốn có thành tựu, nhất định phải chặt đứt tình duyên. Cái này kêu Diệp Thần tiểu tử, chỉ sẽ trói buộc Hạ Nhược Tuyết và Kỳ Tư Thanh con đường tu luyện. Làm sao có thể không hận? Nghe được cái này sao vừa phân tích? Bắc Cung Hoành Thiên và hồn tộc lão tổ thông suốt lĩnh ngộ. Được, được, tốt. Nguyên lai hắn lực lượng, đến từ hợp đạo cảnh và tạo hóa cảnh thần niệm. Phỏng đoán cái này thần niệm phải cùng Vạn Kiếm Đế Cung đệ tử hoặc là trưởng lão có liên quan. Nếu không Vạn Kiếm Đế Cung vậy sẽ không giúp thằng nhóc này. Đây chính là đại tông môn bao che. Bắc Cung Hoành Thiên ánh mắt sáng lên, nói, xem ra là ta một mực cao xem tiểu xúc sinh này. Bất quá là lượm một ít rác dưới cơ duyên mà thôi. Khó trách Vạn Kiếm Đế Cung không có mang đi thằng nhóc này. Sợ rằng thằng nhóc này đối với Vạn Kiếm Đế Cung mà nói cũng không có chúng ta nghĩ như vậy trọng yếu. Cho tới nay bất quá là Diệp Thần một người ở cáo mượn oai hùng. Hắn ở thời khắc mấu chốt, cảm ứng qua Diệp Thần trong cơ thể có võ giả khác lực lượng. Còn tưởng rằng là một vị phong thần cường giả, hoặc là một vị tiên tôn lực lượng. Không nghĩ tới, liền là một đám hợp đạo cảnh, hỗn nguyên cảnh, thần vương cảnh võ giả lực lượng mà thôi. Vậy còn có gì sợ hãi? Con kiến hôi mà thôi. Diệp Thần. Có thể giết. Nhìn chăm chú Bắc Cung Hoành Thiên dần dần thần sắc dữ tợn, hồn tộc lão tổ vậy mơ hồ lộ ra tà mị nụ cười, nhẹ sờ râu, coi như Diệp Thần thằng nhóc này thật có thể ở trong trận pháp sống sót, sợ rằng huyết linh tộc vậy sẽ không bỏ qua thằng nhóc này. Nếu như huyết linh tộc những người đó biết Diệp Thần ở chỗ này, sự tình kia sẽ thành được càng có ý tứ. Hắn ôm quyền tỏ ý nói, đa tạ Linh Vận tiền bối, chỉ điểm bến mê. Tiền bối cần, lại là chúng ta cần. Như vậy, Diệp Thần tiểu xúc sinh này, tất nhiên táng thân ở ta Vạn Niên Hồn Long trận bên trong, thành tựu ta trận Linh Thiên Địa Hồn Long, nuôi liệu. Hồn tộc lão tổ bỏ đi cuối cùng một tia nghi ngờ, hoàn toàn yên tâm lại, hoàn toàn an tâm, cảm thấy sẽ không lại có khó hiểu cường giả tới trợ giúp Diệp Thần, sớm biết như vậy. Mới vừa rồi khế ước cũng không cần ký phía sau bộ phận kia, dù sao Vạn Kiếm Đế Cung có tới hay không, vừa không có những người khác nói, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vào giờ phút này, Linh Vận Tiên Tôn giải đáp sau đó, hồn tộc lão tổ và Bắc Cung Hoành Thiên cũng hoàn toàn kiên định tín niệm. Biết Diệp Thần sau lưng không có cường giả, mặc dù có người cũng là không đủ gây sợ hãi con kiến hôi, như vậy, liền có thể mở ra quyền cước cái hố giết Diệp Thần.
lại không cần lo âu có những võ giả khác chạy đến. Ngay sau đó, ba người đều tự lấy ra tuyệt vời thần trà, thậm chí một ít tiên quả ăn, một bên ăn vừa chăm chú nhìn trước thời không cảnh bên trong, Diệp Thần là như thế nào chết. Vạn niên hồn long trận bên trong. Diệp Thần mới vừa bị linh vận tiên tôn lực lượng mang vào trong trận, thân xác không ngại, càng không có bị thương. Chỉ bất quá chung quanh luôn có một loại âm lãnh cảm giác. Giống như có một đôi mắt trong bóng tối nhìn chăm chú Diệp Thần. Loại cảm giác này rất khó chịu. Đồng thời, Diệp Thần phát hiện túi đá màu đen đang lóe lên yếu ớt quang. Ánh sáng rất tối, nếu như hắn không lưu ý, quả quyết không sẽ phát hiện. Đột nhiên, toàn bộ không gian nhiệt độ không ngừng lên cao. Diệp Thần quần áo suýt nữa cũng đốt đốt. Xem tới đây chính là hồn tộc trận pháp. Hắn bỏ dậy nhìn chăm chú chung quanh tình huống, một phiến màu đỏ sương mù dày đặc, gần như đưa tay không thấy được năm ngón, trên mặt đất còn có một cái lớn nhỏ như miệng chén trong cái hố sâu, phún ra ngoài bắn cao đến mấy trăm ngàn độ lửa cháy mạnh, khiến cho được trong không khí nhiệt độ cũng cao đến mấy ngàn độ. Thật may, Diệp Thần thân xác đi qua biến chất, lại vượt qua tiên phàm chi cách. Nếu không liền là mới vừa đi vào, không cùng những thứ khác chiến khôi đánh tới giết mình, cũng sẽ bị giờ phút này hoàn cảnh sống sờ sờ giết chết. Dựa theo chỉ thị đồ mà nói, nơi này là tầng thứ ba, cũng là phía ngoài nhất liền thành, lửa cháy mạnh cương gió tầng. Có thần vương cảnh liệt diễm chiến khôi, 70 hơn tôn chừng. Audio điện tử võ tấn bền. Diệp Thần thúc dục pháp quyết, ánh mắt hơn nữa sáng lên. Càng thấy được đi về trước nghìn mét khoảng cách, quét nhìn chung quanh, vạn niên hồn long trận là tròn hình, tầng thứ ba thuộc về phía ngoài nhất, cũng là khổng lồ nhất một tầng, chỉ cần hướng vị trí trung tâm đi, đường kính đi cái mấy chục ngàn mét, vậy đã đến. Nói cách khác, từ nơi này đến tầng thứ hai, phải đi chục nghìn mét chừng khoảng cách. Chục nghìn mét, so với Hoa Hạ mà nói, đã là vô cùng là khổng lồ địa vực. Nhưng là đối với Linh Võ Đại Lục mà nói, đối với chỗ này hồn tộc chỗ ở mà nói, vẻn vẹn chỉ là một tòa trận pháp phía ngoài nhất phạm vi, hơn nữa mình tới thời điểm, còn không có thấy tòa trận pháp này, ý nghĩa tòa trận pháp này, hoặc là ở to lớn đỉnh núi bên trong, hoặc là ở càng xa xa địa vực bên trong, nhưng là đều là thuộc về hồn tộc phạm vi. Chục nghìn mét, chỉ có 70 tôn thần vương cảnh chiến khôi, có chút ít chăng? Diệp Thần cũng không nói nhảm. Kỳ Lâm An Nguy liền nắm ở tay mình lên, không thể lại lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp lên đường chạy tới tầng thứ hai phạm vi. Hắn cảm giác được mình chiến lực, thần vương cảnh loài người võ giả, đụng phải mình hơn phân nửa đều là chết, huống chi là thần vương cảnh chiến khôi. Chiến khôi là không sợ chết, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu và sự linh hoạt, là không bằng võ giả nhân loại, hơn nữa có giới hạn tính. Hô hô hô! Hô hô! Diệp Thần tốc độ cực nhanh, thậm chí có chút lăng không. Phá ra tầng tầng mây máu ra, như cũng chỉ có thể thấy được phía trước trăm mét tả hữu phạm vi, cái này thị giác, so với hắn mà nói, quá ngắn, cho nên trong mắt sự vật và xương máu mây máu không ngừng đang thay đổi, rất khó hoàn toàn thấy rõ ràng một vật, nhưng phương hướng là đúng. Đang lúc này, một chuôi sắc bén trường đao từ phía dưới bắn nhanh tới. Là một chuôi ngũ phẩm thần vương khí. Thần đao lưu chuyển khí tức hủy diệt, là dùng hủy diệt quy luật rèn được thần vương cảnh chiến khôi. Hủy diệt quy luật, vừa vặn, là ta khắc chế. Phật gia đại đạo, mở, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, sau lưng hiện ra một cái cao lớn màu vàng sông dài, trên đó một tôn Phật Thích Ca ngồi cao đài sen, trong miệng lẩm bẩm kinh văn, từng cái kinh văn hóa thành thật thể ra, trong chốc lát thì có hơn 10.000 màu vàng Phật văn phun trào, lẫn nhau lần lượt thay nhau, nếu như tơ mang vậy. Quấn quanh ở trường đao. Thương thương thương. Ken két. Đi đôi với đạo đạo bể tan tành truyền ra, vô số màu vàng Phật văn vỡ ra, hóa thành màu vàng kết tinh thể phiêu tán. Thần vương khí trường đao thân đao là hủy diệt quy luật lực, vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua Phật gia đại đạo có thể áp chế phạm vi, trừ phi Phật gia lên cấp là Phật gia thần vương nói, nếu không tuyệt đối khắc chế không nổi. Vèo vèo vèo. Vèo vèo. Ngay lù lù, tám cái phương vị đồng thời bay tới tám chuôi thần vương khí, trên đó lưu chuyển phong cách cổ xưa mà tràn đầy lực lượng hủy diệt quy luật lực lượng, toàn thân phơi bày cổ màu nâu,
bao quanh đúng kiện thần vương khí, dọc đường biến dạng không gian đánh tới. Đao thương gậy gộc, diều Việt câu xoa cùng 8 loại thần vương khí quyết liên đánh tới, tựa hồ là muốn từ các loại phương hướng diệt sạch Diệp Thần né tránh và nhượng bộ, ép buộc Diệp Thần ngăn cản. Bất diệt đại đạo, sát lục đại đạo, càn khôn nhất kích, giết. Diệp Thần hoàn toàn bùng nổ, tay trái của diệt hồn ma thần thương, đầu thương đâm ra một tôn thần long hư ảnh, mang bất diệt đại đạo tính tình, bất diệt kẻ địch tuyệt không cần thiết tán, hướng 3 chuôi thần vương khí phóng tới. Tay phải ném động chu thần kiếm, bộc phát ra giết hại thiên hạ khí cơ, thân kiếm bắn nhanh ra lục đạo rộng lớn kiếm khí. Đồng thời gian, dưới chân tăng tốc độ, muốn chạy trốn chạy đi. 9 chuôi thần vương khí. Cho hắn cảm giác, có thể giết hắn. Đây là bổ sung thêm hủy diệt phép tắc binh khí, có thể bộc phát ra binh khí bản thân uy năng 10 lần. Nhìn là 9 chuôi 5 phẩm 6 phẩm thần vương khí, trên thực tế uy năng, giống như là 9 chuôi cửu phẩm thần vương khí đánh tới, mỗi một chuôi cũng có thể làm bị thương hắn thân xác, như hắn không có lĩnh ngộ tịch diệt chi đạo và Phật gia đại đạo, chỉ cần bị đánh trúng, không cần một ngày thì sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa. Vĩnh viễn không sống lại có thể. Đây chính là hủy diệt phép tắc bá đạo tính. Không có tu luyện muốn khắc chế lực lượng, một khi đánh trúng ngươi, ngươi không muốn chết vậy được chết. Thương thương thương. Thần long hư ảnh đánh bay 3 chuôi thần vương khí, tự thân vậy vỡ ra. 6 đạo kiếm khí phân biệt đánh trúng 6 chuôi thần vương khí, kiếm khí lên tiếng đáp lại bể tan tành, theo sát phía sau là bao quanh hủy diệt phép tắc 3 chuôi thần vương khí đánh tới. Thiên sát ma quyền, liệt diễm phần thiên trưởng, Diệp Thần thu binh khí, dùng hết mình dùng được nhất muốn gì được nấy thêm soạn lại liền trưởng pháp và quyền pháp, muốn dựa vào thân xác oai, đón đỡ cái này 3 chuôi thần vương khí. Nếu như vận dụng diệt hồn ma thần thương và chu thần kiếm đi ngăn cản nói. Sợ rằng mới tế luyện tốt 2 chuôi binh khí, cho dù không xảy ra vấn đề, vậy phải xuất hiện kẽ hở. Phịch, một đạo kéo dài thanh âm truyền ra. Diệp Thần quả đấm chính diện đập bay một chuôi trường côn kiểu thần vương khí, toàn bộ quả đấm nóng bỏng cảm giác cực kỳ mãnh liệt, một giây kế tiếp, máu tươi phiêu sái ra, một cổ sở đau thấm vào đầu óc bên trong, làm được Diệp Thần sắc mặt lớn đổi. Hủy diệt quy luật, thật là lợi hại. Chợt, hắn xoay người một trường vỗ bên trong một chuôi trường thương hình thần vương khí. Rắc rắc, ca, từng đạo kim loại bể tan tành thanh âm truyền ra. Trường thương thần vương khí đầu thương vỡ ra, thân súng nhưng là lướt qua Diệp Thần bàn tay, một cái vết thương hiển lộ ra, nhất thời thì có toàn tâm đau. Phốc, một chuôi trường đao hình thần vương khí, trực tiếp xuyên thủng Diệp Thần thân mặc lên người bát phẩm thần vương khí, chợt lại là vạch qua Diệp Thần bả vai. Từ phía sau lưng xuyên ra, mang ra khỏi mảng lớn máu tươi. Đối với mỗi nhất kích, Diệp Thần cũng cố ý tránh ra chỗ hiểm. Bị thương không tính là quá nặng. Hết thảy các thứ này đều ở đây tại Diệp Thần điên cuồng kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như đổi thành linh võ đại lục cùng cảnh giới người bước vào, một giây hẳn phải chết. Dù là thần vương cảnh đỉnh cấp, vậy không gánh nổi nhất kích. Một giây kế tiếp, Diệp Thần cảm giác một đạo lực lượng quấn vòng quanh toàn thân. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Hủy diệt quy luật lại vẫn để lại trên người. Chuẩn bị cho mình một kích chí mạng. Đáng chết, quá mạnh mẽ, khó khăn trách móc bọn hắn như vậy tự tin. Diệp Thần chợt từ trên trời cao rơi xuống đi xuống, mấy phen vùng vẫy dưới mới vững vàng rơi vào một nơi trong thung lũng, hắn nhìn một cái mình trên mình, hủy diệt quy luật, đã khuếch tán ra. Giống như độc tố. Đây chính là quy luật lực bá đạo. Ta vẫn là xem nhẹ trận pháp này, chỉ riêng ải thứ nhất liền gian nan như vậy. Luân hồi mộ địa lớn có thể nói không sai, tiến vào trận này, tất nhiên là cửu tử nhất sanh. Nhưng là ta không hối hận, đây là kỳ lâm sanh duy nhất cơ hội. Trận này coi như mạnh hơn nữa, ta Diệp Thần cũng phải phá vỡ. Diệp Thần nhìn lướt qua luân hồi mộ địa hôn mê kỳ lâm, giờ phút này kỳ lâm thương trắng lại non nớt gương mặt viết đầy thống khổ. Đây cũng là hắn chuyến này lớn nhất tín niệm. Dưới mắt. Phải mau sớm phá vỡ trên mình hủy diệt phép tắc lưu lại. Từng cổ một cổ màu nâu chất khí quanh quẩn Diệp Thần toàn thân cao thấp, liền giống như bệnh khuẩn vậy, không ngừng phá hoại cắn nuốt Diệp Thần thân xác lực lượng. Nguyên bản còn tản ra sáng bóng thân xác.
Tựa hồ một giây kế tiếp thì phải mình đầy thương tích. Thậm chí Diệp Thần diện mạo cũng thay đổi được trình độ cao nhất khô héo, giống như là một cái từ trong địa ngục bò ra khô lâu vậy, một chút cũng không có 20 hơn tuổi thanh niên hình dáng, sinh mệnh lực tính đang cấp tốc tiêu hao, sợ rằng không tới nửa ngày thời gian, Diệp Thần tuổi thọ liền sẽ tiêu hao không còn một mống. Hủy diệt quy luật, chủ yếu là phá hoại võ giả sinh mạng cơ nguyên, thân xác lực lượng, linh lực, thậm chí còn đại đạo lực. Vừa có tiêu hao võ giả thọ nguyên khả năng, cũng có phế bỏ võ giả công lực phương pháp. Cũng coi là không gian quy luật và mất đi phép tắc bản nguyên vẹn. Là thế gian cường đại nhất quy luật một trong. Cũng may cái này cổ hủy diệt quy luật, tựa hồ cũng không phải là do đại viên mãn tầng thứ hủy diệt quy luật tạo thành, nếu không Diệp Thần sẽ ở trong chốc lát hóa thành từng đạo khói xanh bay tản ra tới, thậm chí linh hồn và đạo uẩn cũng lưu tích chữ không xuống. Phật gia đại đạo, phá vỡ cho ta cái này hủy diệt chi đạo. Tịch diệt đại đạo, chống cự. Diệp Thần con người đông lại một cái, muốn vận dụng hai cái đại đạo lực tới chống cự, có thể vẫn là gian nan như vậy. Chán hắn phủ đầy mồ hôi hột, dai dứt đau đớn, dù là cắn răng kiên trì cũng không có dùng. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng, thậm chí còn mặt đất dính đến hủy diệt quy luật lực lượng, cũng tiếp liền hóa thành từng đạo khói xanh bay tản ra đi, vốn là thung lũng mặt đất. Từng bước đi xuống lại trống rỗng một cái hố to, thậm chí còn theo Diệp Thần tồn tại mà không ngừng đi xuống đi sâu vào. Đất bằng phẳng xuất hiện hố to. Hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất. Hủy diệt phép tắc lực lượng, khủng bố đến trình độ cao nhất. Đáng chết! Một chút xíu hủy diệt quy luật, chỉ muốn phá hủy lão tử à? Không thể nào! Hỗn nguyên tiên khí còn dư lại nồng cốt lực lượng. Cho lão tử dung, cho lão tử luyện, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, để dành tại thân thể bên trong hỗn nguyên tiên khí nồng cốt, ngay lù lù nở rộ ra lực lượng, không ngừng tư bổ thân xác và đại đạo, là về phần căn nguyên căn cơ và sinh mạng cơ nguyên. Ta bách chiến cuộc đời còn lại, chưa từng như này, chính là hủy diệt quy luật. Cũng muốn giết ta, si người nằm mơ. Thời khắc này Diệp Thần ngay lù lù đứng lên, nếu như ma thần vậy, không sợ hết thảy. Hắn quanh thân dần dần hiện lên một tia ánh sáng. Ánh sáng lại chủ động đang chống cự trước hủy diệt phép tắc lực lượng. Nguyên bản nơi bị thương đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại, mới máu thịt sống lại, trong xương cốt ẩn chứa không gian quy luật lực lượng và mất đi quy luật lực lượng kết hợp, từng bước đem hủy diệt quy luật lực lượng khu trừ chạy đi. Phật gia đại đạo chữa lực, đang nhanh chóng vận chuyển. Diệp Thần đại đạo lực lại mạnh mẽ đứng lên. Một khắc sau. Một cổ hào hùng khí cơ nở rộ ra. Đây là đột phá hơi thở. Diệp Thần lại đang hủy diệt phép tắc lực lượng dưới nhân họa đắc phúc, lên cấp đến nhập thần cảnh bát tầng thiên. Phật gia đại đạo lại sâu hơn một bước hoàn thiện, hắn thân xác lại là bước chân vào hư thể kỳ cấp 2, xoay người thấy được một cái giống như quỷ mị vậy thần vương cảnh chiến khôi đánh tới, chính là một vươn tay ra, nếu như long chảo vậy, trực tiếp nắm cái này tôn chiến khôi. Hô hô hô. Hô hô, nhìn như hình người chiến khôi, nhưng giống như âm hồn vậy. Màu đen da và khôi giáp, phi gió, hai con người tản mát ra lục quang, trong miệng toát ra đạo đạo lửa cháy mạnh, tay chân không ngừng cua múa, muốn công kích Diệp Thần. Bọn ngươi loại này chiến khôi, muốn giết ta, trừ phi hồn tộc lão kia tạp mau đích thân đến còn thiếu không nhiều. Diệp Thần sừng sững dùng sức, nghe, rắc rắc, một tiếng. Thần vương cảnh ngũ tầng thiên chiến khôi, trực tiếp bị hắn bóp vỡ. Hắn tung người vừa nhảy ra, rơi vào thung lũng nơi ranh giới, nhìn chăm chú bay vụt đến tám tôn chiến khôi, lộ ra lạnh lùng nụ cười, chợt trong tay hiện lên một đoàn quang trạch, sáng bóng tán loạn, chu thần kiếm xuất hiện, một kiếm sử dụng, bốn phương kiếm khí ngang dọc, nếu như giang hải đào đào liên miên không ngừng. Nho nhỏ chiến khôi, lấy là có hủy diệt quy luật, chỉ muốn giết lão tử. Lão tử cho các ngươi đổ sát sạch sẽ. Vèo vèo vèo. Hô hô. Hào hùng kiếm khí nếu như hải lãng triều tịch vậy dày đặc mà cuồng bạo tập sát ra. Tám tôn chiến khôi tựa hồ biết mình không ngăn được, không hẹn mà cùng ném ra binh khí của mình, ẩn chứa hủy diệt phép tắc thần vương khí. Tám chuôi thần vương khí lại lần nữa đánh tới. Binh bịch bịch. Bịch bịch. Theo từng trận tiếng nổ truyền ra. Kiếm khí thủy triều lên xuống tiêu diệt còn lại 7 chuôi thần vương khí,
chỉ còn lại một chuôi lưỡi rìu kiểu thần vương khí đánh tới, ngay lù lù một búa chém vào Chu Thần kiếm lên, rìu thân hủy diệt quy luật nếu như có linh tính vậy, tự đi bay đến Diệp Thần trên mình, muốn hủy diệt Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng chấn vỡ những thứ này hủy diệt quy luật, nhưng là phát hiện mình thân xác, lại có thể không bị phá hoại chiếm đoạt. Hắn theo bản năng mừng rỡ, nói chẳng lẽ, ta bây giờ có thể giống như trước thu nạp tịch diệt đại đạo lực lượng thời điểm như nhau, thu nạp hủy diệt phép tắc lực lượng. Ban đầu, Diệp Thần tịch diệt đại đạo, mất đi lực lượng làm sao tới? Chính là bởi vì bị người dùng mất đi lực lượng đánh, kết quả may mắn sống sót, trong cơ thể có chống trả, cho nên có thể thu nạp người khác mất đi lực lượng, thành tựu mình, lúc này mới có tịch diệt đại đạo. Bây giờ, Diệp Thần có hủy diệt phép tắc chống trả. Há chẳng phải là nói, là có thể lĩnh ngộ ra hủy diệt đại đạo. Hơn nữa rất có thể lấy 5 cái đại đạo oai thế, lên cấp thần vương cảnh, cởi đổi là 5 cái thần vương đạo. Đạo lực chính là cùng cảnh người 50 lần mạnh. Như vậy uy lực cường đại, ngược lại là có thể đền bù không gian phép tắc uy năng, vượt cấp đối chiến hỗn nguyên cảnh, cũng không phải không thể nào à. Bất quá tại sao có thể làm được cái này, hắn cũng không biết. Chẳng lẽ là bởi vì mình luân hồi huyết mạch? Luân hồi mộ địa đại năng từng kinh ngạc Diệp Thần huyết mạch. Bây giờ nhìn lại, hắn huyết mạch chỗ kinh khủng chính là ở chỗ này. Ha ha! Hồn tộc lão già kia, muốn giết ta, nhưng là đưa tới cho ta liền bảo vật. Chờ ta hái đến vạn năm hồn long thảo, sẽ bị hủy ngươi trận pháp này. Diệp Thần bắt lại chuôi này thần vương khí, thu nạp phía trên hủy diệt quy luật lực. Mình thân xác nhưng hơn nữa mạnh mẽ, hắn càng thêm lớn vui, nguyên lai hủy diệt quy luật vượt quá tăng cường đạo lực, còn có thể tăng cường thân thể cường độ. Chợt một khắc sau, Diệp Thần chủ động chém giết ra, cùng mới vừa rồi bị bách bỏ trốn, suýt nữa chết trận cảnh tượng, đại vi không cùng. Trong chốc lát hắn cùng 8 tôn thần vương cảnh chiến khôi chém giết chung một chỗ, không sợ hủy diệt quy luật sau đó, hắn sát thần vương cảnh 5-6 tầng ngày thần vương cảnh chiến khôi. Liền và giết gà không có gì khác biệt, rất nhanh đánh bể 8 tôn chiến khôi, thu nạp chiến khôi trên người hủy diệt quy luật lực lượng. Hiện nay, Diệp Thần trong cơ thể đã có căn bản hủy diệt quy luật, thậm chí chủ động vận dụng một tia hủy diệt quy luật lực lượng, chiến lực tăng cường gấp đôi có thừa. Hắn lần nữa ngự không lên, thần giác buộc vòng quanh tà mị nụ cười, nói còn có 60 hơn tôn chiến khôi, ta liền ngự không chờ các ngươi từng giết tới. Giờ phút này, Diệp Thần trong mắt chỉ có nóng như lửa. Giết không chết hắn chỉ sẽ để cho hắn cường đại hơn. Ngoài trận mọi người tự nhiên nhìn thấy trong hình tình huống. Nguyên bản 3 người khóe miệng nụ cười, lại dần dần đọng lại. Ở bọn họ trong mắt, Diệp Thần lập tức phải chết ở hủy diệt quy luật dưới. Nhưng là thời khắc mấu chốt lại dị biến nổi lên. Mấu chốt nhập thần cảnh con kiến hôi làm sao có thể chống đỡ được hủy diệt phép tắc lực lượng. Bọn họ tự nhiên không biết Diệp Thần không chỉ ngăn cản, còn hấp thu hủy diệt phép tắc lực lượng. Dẫu sao cái này quá kinh thế hãi tục. Linh võ đại lục không người nào có thể làm được. Thiên tài đi nữa và yêu nghiệt tồn tại cũng không có tư cách. Giờ phút này, linh vận các người trong mắt trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi. Cái này không nên sự tình phát sinh lại xảy ra. Đáng chết tiểu xúc sinh. Lại có thể chống đỡ hủy diệt quy luật. Chẳng lẽ tiểu tử này thân xác dị biến, so ta tưởng tượng mạnh hơn, cái này đặc biệt nhưng mà hủy diệt quy luật à, không phải trò đùa à. Bắc Cung Hoành Thiên có chút nổi nóng, thậm chí có chút hối tiếc, hắn cảm giác được mình không nên cho Diệp Thần bình kia cấp 4 thiên kim thú máu tươi. Vốn là vì có tìm cớ, không nghĩ tới nhưng là giúp Diệp Thần. Nếu là Diệp Thần không có hư thể kỳ thân xác, nếu không bây giờ đã sớm chết rồi à. Ở hắn xem ra, Diệp Thần may mắn sống được, không phải là bởi vì thân thể mạnh mẽ. Thật là buồn cười. Xuất sắc ngày mai tiếp tục, cầu phiếu hàng tháng và phiếu đề cử nha. Không nghĩ tới chân chính cứu Diệp Thần sẽ là ta cấp 4 thiên kim thú máu tươi, ai, thế sự khó khăn liệu. Bắc Cung Hoành Thiên không biết làm sao than thở. Hắn không có lựa chọn. Nếu như không cần vật này làm giá, vạn kiếm đế cung tới. Mình lại không có biện pháp hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi, cuối cùng dù là vạn kiếm đế cung sẽ không đối với mình Bắc Cung gia tộc khai chiến, những cái kia thái thượng trưởng lão vì bảo toàn mình,
khẳng định sẽ để cho mình đi ra ngoài nói xin lỗi nhận sai, khó tránh khỏi còn được ai Vạn Kiếm Đế cung tránh cung chủ, hoặc là phó cung chủ một trường, chết, là khả năng không lớn. Nhưng là có thể bị thương nặng à. Giống như là đến bọn họ cảnh giới này, phong thức hiệu tiên tôn, thậm chí còn phía sau phong thần, phong thức hiệu chân thần cấp võ giả khác. Cũng vô cùng làm khó bị thương, nhưng mà một khi bị thương, không có tương ứng bảo vật chữa trị, như vậy thì được dựa vào mình tu luyện tới khôi phục, không cái 1800 năm đừng nghĩ khôi phục, thậm chí có thể giống như là hồn tộc lão tổ như vậy, 500 năm trôi qua tổn thương không chỉ có không tốt, còn khả năng trở nên ác liệt, lại qua cái 1000 năm, có thể rơi xuống tạo hóa cảnh. Cho hắn, là số mệnh đi. Bất quá, cái này hèn mọn tiểu tử, cuối cùng là phải chết. Hồn tộc lão tổ từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, hắn tự nhiên nghe được Bắc Cung Hoành Thiên nói tiếng nói, kinh ngạc nói, người này thân xác có thể ngăn cản hủy diệt quy luật, là bởi vì là ngươi cấp 4 thiên kim thú máu tươi. Không đúng à, cấp 4 thiên kim thú máu tươi đối với hủy diệt phép tắc thật có nhất định khắc chế tác dụng, nhưng là vậy không như thế khoa trương à. Ngay tại lúc này, Linh Vận Tiên Tôn thanh âm đạm mạc rơi xuống. Mới vừa rồi thằng nhóc này ở thời khắc mấu chốt chặn lại hủy diệt quy luật, có chút cổ quái, bất quá, nếu như vậy cấp 4 thiên kim thú là có cấp 4 tột cùng, ngược lại là có khả năng này. Chỉ sợ là thằng nhóc này vận khí tốt, lấy được cấp 4 thiên kim thú máu tươi đúng lúc là vô hạn đến gần ngũ phẩm tồn tại, hơn nữa, hắn chưa có hoàn toàn luyện hóa, để lại một số. Cái này một phần nhỏ, nếu như dùng bí pháp gia trì mà nói, ngược lại là có thể đối kháng hủy diệt quy luật. Nói xong, Linh Vận Tiên Tôn nhìn một cái Bắc Cung Hoành Thiên, mắng, được việc chưa đủ bại chuyện có thừa. Linh Vận Tiên Tôn thần sắc vô cùng là lạnh như băng, mặc dù có chút xem Bắc Cung Hoành Thiên không tốt, có thể cũng biết Bắc Cung Hoành Thiên làm như vậy nguyên do. Mặc dù không biết Vạn Kiếm Đế Cung, tại sao thu Diệp Thần làm đệ tử. Nhưng là lấy Thanh Kiếm Tiên Tôn, bọn họ cấp bậc này võ giả đối với Diệp Thần coi trọng trình độ mà nói. Tất nhiên Diệp Thần liên quan trước Vạn Kiếm Đế Cung một ít bí mật sự việc, dầu gì cũng là một vị kiếm tôn, kiếm thần truyền thừa. Có thể Linh Vận Tiên Tôn bỏ mặc như thế nhiều. Kiếm tôn, phong tước hiệu tiên tôn cấp bậc. Chính nàng chính là. Huống chi Vạn Kiếm Đế Cung đã dần dần đi về phía xa sút, dưới mắt lại là thụ địch rất nhiều. Nàng không sợ hãi chút nào. Dù là những cái kia cao cấp cường giả là Diệp Thần ra tay thì như thế nào. Sau lưng nàng cung chủ chính là phong thần cấp bậc tinh khiếu cảnh võ giả. Cũng không phải là chính nàng muốn đánh chết Diệp Thần, dù sao Diệp Thần là tự tìm chết, chết Vạn Kiếm Đế Cung đỉnh hơn chính là phát nổi giận, còn có thể làm gì? Không đúng. Đột nhiên, hồn tộc lão tổ thật giống như phát hiện cái gì, ánh mắt trực câu câu ngắm nhìn mặt kiếng bên trong đầu bắn ra cảnh tượng. Hai vị mau xem, thằng nhóc này rốt cuộc đang làm gì? Nghe được hồn tộc lão tổ thanh âm, Linh Vận Tiên Tôn và Bắc Cung Hoành Thiên tầm mắt lần nữa rơi vào hình ảnh bên trong. Chỉ gặp, Diệp Thần ngự không mà đi, lại hấp dẫn 11 tôn hủy diệt chiến khôi, những thứ này chiến khôi đều là lợi dụng hồn tộc mật pháp, đem võ giả khi còn sống trồng hủy diệt phép tắc lực lượng, lại đem hắn giết chết, khiến cho được chiến khôi từ đầu đến cuối đều bảo trì hủy diệt phép tắc uy năng. Theo lý thuyết, cái này cùng chiến khôi, lực công kích cực lớn. Nhưng là, Diệp Thần nhưng là liên tục đánh tan 11 tôn hủy diệt chiến khôi. Chiến tích như vậy, tuyệt không đơn giản. Diệp Thần tiểu tử này thể chất. Không đúng, tuyệt có đúng hay không sức lực. Hồn tộc lão tổ đứng dậy, thần sắc có chút khiếp sợ, bất chi bất giác đã tới hình ảnh trước. Hắn tỉ mỉ quan sát Diệp Thần ra chiêu, thậm chí còn tiếp nhận hủy diệt quy luật, chủ động thu nạp chiến khôi lên hủy diệt phép tác động tác. Không ở khẽ vuốt râu, nói, hắn thân xác, lại tương đương với hỗn nguyên cảnh. Võ giả tầm thường, có như vậy thân xác. Cố nhiên lợi hại, nhưng tuyệt không thể nào ngăn cản hủy diệt quy luật, huống chi hắn thật giống như còn. Chủ động thu nạp như thế nhiều hủy diệt quy luật. Đúng, chính là đang hấp thu hủy diệt phép tác lực lượng. Trời à, cái này mẹ hắn là quái vật gì? Hắn thân xác không đúng, tựa hồ là có một loại đặc thù ma đạo lực. Hấp thu lực lượng, ma đạo lực, mấy chữ này vừa ra. Bắc Cung Hoành Thiên, Linh Vận Tiên Tôn, hồn tộc lão tổ cùng ba vị tạo hóa cảnh võ giả, tất cả nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều mang kinh hoàng ý.
Tạm không nói hấp thu quy luật là biết bao hoang đường. Chỉ riêng ma đạo lực cái này bốn chữ, đủ để chấn động linh võ đại lục. Thuần túy trời xanh ma lực, không phải hậu thiên tu ma mà đến lực lượng. Diệp thần, càng không phải là từ nhỏ trải qua hung bạo khí, đến từ ma khí tu luyện mà thành võ giả. Vậy ý nghĩa, diệp thần huyết mạch không giống vật thường. Thậm chí, có thể là thượng cổ ma thần hậu duệ. Ma thần hậu duệ, cái này cổ ma đạo huyết mạch lực, cũng không có chủ động mở ra, thậm chí chỉ là bị động thu nạp hủy diệt quy luật. Hồn tộc lão tổ ngay tức thì nhớ lại mình lật xem qua tất cả thời kỳ thượng cổ tư liệu, một ít liên quan tới linh võ đại lục thời đại thượng cổ rất nhiều ma thần, ma thú vua, ma thánh tư liệu, tất cả khẽ lắc đầu, nói, không có tương ứng phù hợp. Ta hồn tộc ghi lại bên trong. Không có đóng tại diệp thần huyết mạch trong cơ thể lực ghi chép. Mà hắn huyết mạch xác thực rất mạnh. Hắn hoặc là một vị cực đoan cường giả ma thánh hậu duệ, hơn nữa là thuộc về thời kỳ viễn cổ, không muốn người biết ma thánh hậu duệ. Hoặc là chính là, mới sinh huyết mạch, hồn tộc lão tổ càng nói càng là hoảng sợ, trước hắn cảm giác được diệp thần huyết mạch trong cơ thể lực cuồng bạo, thậm chí có chút tà ác, nhưng không nghĩ đến diệp thần huyết mạch thân xác, lại có thể thu nạp được gọi là thế gian công kích mạnh nhất lực, hủy diệt phép tắc lực lượng. Một điểm này, nhất lưu huyết mạch vậy không làm được đi. Thánh Long gia tộc và Thần Long gia tộc con rồng long nữ, chưa từng nghe nói ai có thể như vậy à. Mới sinh huyết mạch, mới sinh huyết mạch. Bắc Cung Hoành Thiên và Linh Vận Tiên Tôn nhắc tới cái từ ngữ này, trong ánh mắt hơn nữa hội tụ sát ý. Mới sinh huyết mạch, ý nghĩa là một cái có sơ đại huyết mạch võ giả, huyết mạch là chính hắn sinh ra, hơn nữa là thứ nhất đời, cũng là mạnh nhất một đời. Diệp thần trên người huyết mạch, nếu như sơ đại huyết mạch mà nói, tương lai, tiền đồ vô lượng. Dĩ nhiên còn có một loại có thể, đó chính là phế mạch. Bất kỳ sơ đại huyết mạch, không có thức tỉnh chính là phế mạch. Ở linh võ đại lục, sơ đại huyết mạch không tính là thiếu. Nhưng là chân chính thức tỉnh chỉ có số rất ít. Phẩm cấp lại là không đồng nhất, giá trị càng thì không cách nào cân nhắc. Đây cũng là tại sao Diệp Thần ở Hoa Hạ từ vừa mới bắt đầu liền bị Hoa Hạ Giang gia không quan tâm. Vừa sanh ra, chính là kiểm tra ra phàm căn phế mạch. Không cách nào tu luyện. Loại này phàm căn phế mạch căn bản không có thể ở võ đạo có quá đại thành tựu. Hạt giống này cháu, chỉ sẽ làm bẩn Giang gia thậm chí còn Giang nữ dung mạnh mẽ huyết mạch. Nhưng là ai vậy không nghĩ tới, Diệp Thần ở trưởng thành đang lúc, sẽ dẫn động đá màu đen. Lại là tu vi nghịch thiên lên. Huyết mạch vậy dần dần tỉnh lại. Chỉ bất quá, giờ phút này Diệp Thần huyết mạch, chỉ thức tỉnh trong 1% mà thôi. Mọi người trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Cố nhiên sơ đại huyết mạch vô cùng có thể phế vật cả đời, nhưng là thời khắc này Diệp Thần đã toát ra một ít ánh sáng. Nếu như trưởng thành tiếp, quả thật có thể uy hiếp bọn họ. Không thể để cho hắn còn sống rời đi. Đã như vậy. Hôm nay không tiếc bất cứ giá nào để cho hắn ở lại trong trận. Hồn tộc lão giả và Bắc Cung Hoành Thiên tất cả lên tiếng. Giết! Phải giết! Chúng ta đã đắc tội Diệp Thần. Một cái như vậy có đệ nhất nghịch thiên huyết mạch thanh niên võ giả, tương lai thì có trong 1% cơ hội trở thành phong thần võ giả, thậm chí có thể đến phong môn cảnh, phong tước hiệu chân thần, đó là tuyệt không phải chúng ta có thể đắc tội. Nếu có nguy hiểm, liền muốn đem nguy hiểm bóp chết ở nôi bên trong. Hồn tộc lão tổ chợt lấy ra một quả màu xanh lam đá, trên đá lưu chuyển phong cách cổ xưa đạo uẩn, chợt đem đá đưa cho Bắc Cung Hoành Thiên, ánh mắt thâm trầm nói, ta đã ký khế ước, không thể đánh giết Diệp Thần, đây là điều khiển vạn niên hồn long trận trận lòng đá, do các ngươi tới điều khiển và thay đổi trận pháp, khốn giết Diệp Thần. Linh Vận Tiên Tôn ánh mắt lóe lên, không có lên tiếng ngăn lại, cũng không có lên tiếng tiếp nhận. Bắc Cung Hoành Thiên ngược lại là nhanh chóng cầm trong tay, ngay sau đó trong đầu cảm ứng được vạn niên hồn long trận tầng thứ 3 trong phạm vi tất cả thần vương cảnh chiến khôi, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, nói, làm sao còn có 5 tôn thần vương cảnh tầng 8 tầng 9 ngày hủy diệt chiến khôi. Ẩn chứa hủy diệt phép tắc thần vương cảnh chiến khôi, còn có 5 tôn. 3 tôn thần vương cảnh bát tầng thiên. 2 tôn thần vương cảnh cửu tầng thiên. Không phải nói. Không có thần vương cảnh hậu kỳ chiến khôi à? Ha ha! Bản lão tổ khởi sẽ là đem lá bài tẩy đều đặt ở trên mặt nổi người.
Trận pháp trận linh thiên địa hồn long, không muốn đi tới tầng thứ ba chu diệt Diệp Thần, là xem thường Diệp Thần, nhưng là chúng ta có thể điều động núp ở chỗ sâu chiến khôi, đem chu diệt chi. Hồn tộc lão tổ trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn sáng bóng. Lão già này, còn có ẩn núp, còn có lá bài tẩy. Xem ra, trải ra ngoại giới liên quan tới vạn niên hồn long trận tin tức, không thể tin hoàn toàn. Cũng hoặc là, không thể làm tuyệt đối hướng dẫn tới sử dụng. Ha ha ha, tốt. Diệp Thần hôm nay hẳn phải chết. Bắc Cung Hoành Thiên nắm được màu xanh lam đá, một giọt máu tươi bước ra, ở lại trên đá. Nhất thời màu xanh ánh sáng không ngừng lóe lên. Tuyệt vời tuyệt luân. Sau đó, Bắc Cung Hoành Thiên cảm giác được cái gì, khóe miệng lộ ra một đạo tà mị mỉm cười, thần hồn lực lưu chuyển, một cổ ý thức thông qua xa vạn dặm, truyền tống đến trong trận pháp năm tôn chiến khôi trên mình, nguyên bản núp ở núi lửa dung nham bên trong năm tôn chiến khôi, ngay tức thì phóng lên cao, chạy thẳng tới Diệp Thần. Ý định giết người lúc này phóng thích mở. Trong trận pháp, hô hô hô, hô hô, đạo đạo tiếng xé gió truyền ra. Năm tôn dung nham hủy diệt chiến khôi ngự không mà thành, bảy thành rưỡi được đội ngũ, mỗi người khoác màu đen phi gió, eo bước trường cung, tay cầm trường kiếm màu máu, dung nhan nếu như hắc thiết vậy, đôi mắt nếu như dung nham, tản mát ra vô cùng mạnh mẽ sát khí, mỗi một đạo sát khí đều có chấn thiên thước oai, vô cùng mạnh mẽ. Năm tôn chiến khôi hợp lực, có thể so với những thứ khác 30 tôn hủy diệt chiến khôi kết hợp uy năng. Những thứ này chiến khôi là hồn tộc lão tổ cố ý bày để xuống, nhiều năm qua không thiếu may mắn xuyên qua 70 tôn hủy diệt chiến khôi liên thủ đánh giết thiên kiêu võ giả, cũng chết thảm ở thủ hạ của bọn hắn. Những ngày đó kiêu võ giả sau khi chết, thi thể cũng đều bị chế tạo thành mới hủy diệt chiến khôi, bày đặt ở tầng thứ ba bên trong. 70 tôn chiến khôi. Một mực duy trì số này hạng mục. Nhưng là đổi mấy rút, cơ hồ không có một tôn là ban đầu hủy diệt chiến khôi. Đều là do đời sau không tự lượng sức thiên kiêu võ giả thân xác luyện chế mà thành, chỉ có cái này năm tôn chiến khôi, là tầng thứ ba chân chân chính chính vương giả chiến khôi. Ngoại giới cũng chỉ biết là, những ngày đó kiêu võ giả, chiến thắng ở tầng thứ hai ăn người cá chuối trong miệng, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết, bọn họ là bị luyện chế thành chiến khôi, mà đem bọn họ luyện chế thành chiến khôi, chính là những thứ này dung nham hủy diệt chiến khôi, những thứ này chiến khôi thậm chí có nhất định linh tính. Xa xa, một nơi bảo cát bên trong. Diệp Thần một kiếm đâm ra, phổ biên kiếm khí ngang dọc bay vút ra, trực tiếp chấn bạo liền bảo cát, đồng thời một kiếm đánh tan ba tôn hủy diệt chiến khôi, xoay người một quyền đem một cái hủy diệt chiến khôi đập bay trên mặt đất. Hắn tay trái có móng, ngay lù lù rơi vào một tôn hủy diệt chiến khôi đỉnh đầu, lòng bàn tay nếu như nước xoáy hắc động vậy, điên cuồng hút vào hủy diệt phép tắc lực lượng, mỗi hơn một giây đồng hồ. Hắn tăng lên hơi thở liền mạnh mẽ một phần. Thậm chí đến phía sau, Diệp Thần có thể trực tiếp phá vỡ hủy diệt chiến khôi hủy diệt quy luật lực lượng, từ đó trực tiếp đánh tan chiến khôi. Hơn nữa có thể một bên công kích, một bên thu nạp chiến khôi lực lượng. Bình bịch bịch, khảng keng, mấy đạo tiếng nổ truyền ra. Năm tôn bị hút khô hủy diệt phép tắc thần vương cảnh chiến khôi, ngay lù lù bị Diệp Thần một chân đá bể. 28 tôn. 30 tôn, 37 tôn, 41 tôn. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm số lượng, trong tay Chu Thần kiếm kiếm quang lóe lên bầu trời, càn quét trước từng cái bay tới hủy diệt chiến khôi. Đến đây, hắn đã thu nạp 41 tôn hủy diệt chiến khôi lực lượng, cũng đem đánh nát, còn sót lại 20 cửu tôn chiến khôi, chỉ còn lại 18 tôn ở chỗ này, những thứ khác chiến khôi còn ở trên đường chạy tới. Phịch. Diệp Thần một quyền động mặc một cái hủy diệt chiến khôi ngực, cánh tay quanh thân bùng nổ vô cùng mạnh mẽ thu nạp lực, nếu như ma vương vậy hút khô chiến khôi lực lượng, chợt cánh tay chấn động một cái, chiến khôi trực tiếp nổ lên, hóa thành vô số mảnh vỡ phân bay ra. Hắn khua kiếm đánh giết những thứ khác chiến khôi, theo bản năng suy tư nói còn chưa đủ. Không đủ. Những thứ này chiến khôi còn chưa đủ đem trong cơ thể ta hủy diệt phép tắc lực lượng, tổ hợp thành hủy diệt đại đạo. Hủy diệt đại đạo, chỉ cần có đạo lực làm căn cơ, như vậy, lĩnh ngộ hắn quy luật liền dễ dàng nhiều. Có đại đạo lực, có thần vương đạo lực lượng làm phụ trợ. Lại dẫn ngộ quy luật, đối với Diệp Thần mà nói chính là chuyện đỡ tốn nửa công sức sự việc. Hiện nay,
Diệp Thần trong cơ thể bốn con đại đạo. Tịch diệt đại đạo, có thể lĩnh ngộ thu nạp người khác tuổi thọ, bổ túc bản thể tuổi thọ mất đi quy luật. Bất diệt đại đạo, có thể lĩnh ngộ bản thể ý chí bất diệt, liền đánh giết bất diệt quy luật. Sát lục đại đạo, có thể lĩnh ngộ giết hại muôn vàn, lấy giết chỉ giết giết hại quy luật. Phật gia đại đạo, có thể lĩnh ngộ là chúng sanh quy luật, hoặc lĩnh ngộ độ hóa quy luật, hoặc là chữa quy luật. Nếu như lại nắm giữ hủy diệt đại đạo, lĩnh ngộ hủy diệt phép tắc, đến lúc đó thành tựu hỗn nguyên cảnh lúc, năm cái quy luật lĩnh ngộ hơn nữa dung hợp, uy năng vẫn còn ở ngũ hành quy luật trên, thậm chí toàn bộ dung hợp tu luyện tới đại viên mãn, uy năng vượt xa ra thời không quy luật. Đến lúc đó, bốn điều quy luật chủ công giết, một cái quy luật chủ trị khỏi bệnh. Diệp Thần sẽ vĩnh viễn đứng ở chỗ bất bại, trừ phi là gặp phải căn bản không có thể ngăn cản, vừa đối mặt liền sẽ bị đánh chết kẻ địch, nếu không cùng cảnh võ giả, thậm chí cao hắn một cái đại cảnh giới võ giả, cũng tuyệt không phải hắn đối thủ. Giữa lúc Diệp Thần không ngừng thu nạp hủy diệt lúc, một chuôi ẩn chứa thuần túy kiếm ý máu trường kiếm màu đỏ, đột phá đạo đạo không khí, bộc phát ra tầng tầng không bạo đánh tới. Diệp Thần rõ ràng cảm giác không đúng, khua kiếm ngăn cản. Keng! Một đạo xa xưa kim loại tiếng va chạm truyền ra. Lực lượng cuồng bạo tấn công tới, ngay tức thì để cho Diệp Thần sắc mặt đại biến. Lực lượng này, làm sao có thể? Diệp Thần thân thể đổ bay ra, lăn xuống ở trên sa mạc, thần giác tràn ra máu tươi, nội tạng bị chấn động, vội vàng ăn vào một viên đan dược, bảo vệ mình thương thế, lại vừa thấy trong tay cửu phẩm thần vương khí Chu Thần Kiếm, lại có một đạo liệt ngân xuất hiện. Hơn nữa, cái này vết rách còn có mở rộng ý. Mới vừa rồi vậy rơi xuống là lực lượng gì? Đây chính là có thể so với cấp 2 hỗn nguyên tiên khí Chu Thần Kiếm à? Lại có thể chỉ là ngăn cản một đạo công kích, cũng nứt ra lái tới. Chẳng lẽ là có hỗn nguyên cảnh chiến khôi đánh tới? Vèo vèo, vèo. Diệp Thần ngẩng đầu lên, đột nhiên phát giác cái gì, con người hiện lên từng cơn hàn băng ý. Chỉ gặp ba chuôi trường kiếm màu máu từ ba cái phương vị đánh tới. Diệp Thần nhanh chóng tung người nhảy một cái, né tránh gián đất bay tới trường kiếm màu máu, vị ở giữa không trung lúc, một đạo kiếm quyết sử dụng, ngắn ngủi chặn lại một chuôi trường kiếm màu máu. Bất quá, không có kéo dài quá lâu, Diệp Thần vậy đạo kiếm quyết liền hoàn toàn vỡ vụn. Diệp Thần một cái xoay mình rơi trên mặt đất lúc, ngay lù lù lại là một đạo huyết quang thoáng qua. Tốc độ này quá nhanh, căn bản không để lại cho Diệp Thần phản ứng thời gian. Lại là dự định tới Diệp Thần vào chỗ chết. Lạnh như băng, tuyệt tình, thực cốt. Diệp Thần chỉ có thể dựa vào ý thức, cấp tốc xoay người. Nhưng vẫn là chậm. Thử. Một chuôi trường kiếm màu máu xẹt qua Diệp Thần cánh tay, kiếm khí mang hắn thân xác trong tương lai vọt mấy chục mét mới dừng lại. Vô tận ý định giết người tựa như vào giờ khắc này hoàn toàn bao quanh Diệp Thần. CMN, chuyện gì xảy ra? Ba chuôi cửu phẩm thần vương khí cũng bổ sung thêm cảnh giới tiểu thành hủy diệt quy luật. Diệp Thần bắt chuôi kiếm, đi phía trái lắc một cái, điều động trong cơ thể hủy diệt quy luật lực lượng chống đỡ, chợt đẩy lui trường kiếm màu máu, kết quả trường kiếm nhưng từ trong tay mình tránh thoát, trở lại ngoài ngàn thước chủ nhân trong tay. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu vừa thấy, nhìn thấy năm tôn hủy diệt dung nham chiến khôi. Mỗi một tôn ý định giết người đều đủ để cho trận pháp này đổi là vạn niên hàn băng chi địa. Diệp Thần đưa tay ra, lau sạch khóe miệng vết máu, không ở cười lạnh một tiếng, không tệ à, xem ra vậy hồn tộc lão già kia giữ lại hậu thủ. Chắc hẳn kịch hay vừa mới bắt đầu. Năm tôn thần vương cảnh đỉnh cấp chiến khôi. Có chút thành tựu hủy diệt phép tắc lực lượng, có thể so với hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên võ giả. Trong tay binh khí có thể so với tam phẩm hỗn nguyên tiên khí. Được, nếu ngươi điều động mạnh như vậy chiến khôi tới đây, lão tử sẽ dùng những thứ này chiến khôi để rèn luyện võ. Trong chốc lát, Diệp Thần tung người đánh giết, lấy một địch năm, trực tiếp tiến vào vòng chiến. Mặc dù mở đầu vô cùng dũng mãnh, nhưng là lực lượng tuyệt đối nhưng nhanh chóng chế trụ Diệp Thần. Năm tôn chiến khôi liệt là ngũ huyền chất pháp. Phân biệt đứng đông nam tây bắc bên trong năm cái phương vị, quyết liên phối hợp dưới, hoàn toàn vượt qua năm người lực lượng. Đừng nói là Diệp Thần. Cho dù là cao hơn Diệp Thần hai cái đại cảnh giới cường giả cũng không có tư cách đối mặt à.
Mấy phút sau, chỉ gặp giết được Diệp Thần cả người máu tươi, cảnh giới tiểu thành hủy diệt phép tắc lực lượng, vậy xa so với kia chút hủy diệt chiến khôi trên mình nhập môn tầng thứ lực lượng mạnh được hơn. Phổ thông hủy diệt chiến khôi lực lượng hủy diệt, Diệp Thần có thể ngăn trở, thậm chí có thể thu nạp. Nhưng là dung nham hủy diệt chiến khôi lực lượng, Diệp Thần không được, không đủ tư cách. Không tệ không tệ. Cái này nhãi con, chết liền tốt. Hồn tộc lão tổ nhẹ sờ râu, ngưng mắt nhìn Diệp Thần bị năm tôn chiến khôi vây giết, nhàn nhạt nói. Đoán chừng, không tới nửa giờ, liền sẽ tử trận tại chỗ. Hắn thân xác, ta thật muốn dùng để luyện chế một tôn dung nham hủy diệt chiến khôi à, đến lúc đó dẫn năm tôn dung nham hủy diệt chiến khôi, bố trí đại trận, chính là hỗn nguyên cảnh hai tam tầng thiên võ giả tới, đều là gãy kích trầm xa. Ở hồn tộc lão tổ xem ra, bất kể là Diệp Thần thân xác, cũng hoặc là huyết mạch, đều là luyện chế chiến khôi lựa chọn tốt nhất. Lại là mạnh mẽ trận pháp này yếu tố mấu chốt. Không nghĩ tới, Diệp Thần xông trận, ngược lại là cho hắn hồn tộc đưa một phần đại lễ. Đừng xem Diệp Thần chỉ là nhập thần cảnh, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng vật liệu, đem hắn cảnh giới đổi là thần vương cảnh, lại đem hắn thân xác sửa lại một chút, bổ sung thêm lên hủy diệt quy luật. Đến lúc đó Diệp Thần cái này một tôn chiến khôi, đều có thể một mình đối chiến hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên võ giả. Lại phối hợp những thứ khác năm tôn dung nham hủy diệt chiến khôi. Chính là hỗn nguyên cảnh hai tầng ba võ giả tới đều phải chết, hỗn nguyên cảnh tứ tầng thiên võ giả, cũng chưa chắc cầm được hạ bọn họ. Đáng tiếc à! Quá đáng tiếc à! Hồn tộc lão tổ tựa hồ đã phán định Diệp Thần hẳn phải chết, không khỏi được cảm khái nói. Đây là vạn kiếm đế cung đạo truyền đệ tử, thi thể được trả lại, nếu không, ai, bản lão tổ hiếm thi thể này à? Diệp Thần hẳn phải chết. Căn bản không cần nghĩ. Năm tôn có thể liên thủ săn giết hỗn nguyên nhị tầng thiên võ giả chiến khôi. Còn không tin giết không chết một người nhập thần cảnh bát tầng thiên Diệp Thần à? Còn như luyện chế chiến khôi. Hồn tộc lão tổ cũng mơ ước à, nếu là đạt được Diệp Thần thi thể. Lợi dụng hồn điện khen thưởng xuống hủy diệt thần thạch, rút ra lấy một ít hủy diệt quy luật, cho thân thể bên trong lưu lại có thể so với cảnh giới tiểu thành hủy diệt quy luật, vậy, coi như quá hoàn mỹ à. Lão gia, Diệp Thần cái này hèn mọn tiểu tử thi thể, người tốt nhất không nên đánh chủ ý. Hắn thi thể, ta và vạn kiếm đế cung đều hữu dụng. Linh vận tiên tôn sắc mặt lạnh như băng, lạnh nhạt nói, bổn tôn đệ tử, cần nhận thi thể. Vạn kiếm đế cung kiếm xanh, giống vậy cần nhận thi thể, ngươi đừng suy nghĩ. Thi thể. Chỉ có lấy về thi thể. Nàng hai cái học trò bảo bối, mới sẽ thật tin tưởng Diệp Thần cái này hèn mọn tiểu tử chết à. Đến lúc đó, hai cái ái đồ không chừng bởi vì tham sống động lực, có lẽ trong tu hành tốc độ sẽ hơn nữa siêu tuyệt đâu. Hụ hụ hụ. Hai vị thật là thú vị. Bắc Cung Hoành Thiên cũng là sang sảng cười một tiếng. Nhìn trong hình tình cảnh, tâm tình rất tốt. Diệp Thần một khi chết. Như vậy hắn tự nhiên vậy không cần lo lắng Tử Ngọc chuyện. Năm tôn chiến khôi. Nửa giờ. Không nghĩ tới, nhanh như vậy. Bắc Cung Hoành Thiên chợt dựa vào ghế, an nhàn uống trà, lại là hơi khép hờ trong mắt, chờ đợi tin chết truyền tới. Sau đó hắn đi vào lấy thi thể. Cuối cùng, thông báo vạn kiếm đế cung tới nhận thi. Dĩ nhiên. Có thể còn có linh vận tiên tôn đệ tử, và lão phu con gái bảo bối, đều phải qua tới nhận thi thể. Nhận hoàn thi thể, chuyện này liền hoàn toàn kết thúc. Hắn Bắc Cung gia tộc, cũng là lần này thu hoạch gia tộc lớn nhất. Bắc Cung Hoành Thiên thậm chí đang suy nghĩ, Diệp Thần con đường đi tới này, Kim Phật Mật Tông, cùng với cơ duyên không thiếu, trên mình tất nhiên đều là bảo vật, đến lúc đó có thể chia cắt một chút. Vạn niên hồn long trận bên trong. Vô tận ý định giết người dường như muốn tràn ra trận pháp. Sa mạc cuồng bạo, kiếm khí kéo theo dưới, tựa như một hồi tiếp theo một trận bão cát ở tàn phá. Mà bão cát bên trong, đứng một cái cả người là máu, ánh mắt nhưng tràn đầy kiên định thanh niên. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần dĩ nhiên có thể vận dụng luân hồi mộ địa, giải quyết những thứ này chiến khôi. Nhưng là hắn không muốn. Hắn không muốn lệ thuộc vào luân hồi mộ địa. Hắn sát lục chi đạo, chính là muốn trải qua sống chết mới có thể cường hóa. Địch nhân càng mạnh, hắn liền sẽ thành được càng mạnh. Đây là hắn võ đạo tín niệm.
cũng là ngắn ngủi kỳ năm, từ một cái mọi người phỉ nhổ phế vật, bước lên linh võ đại lục cái này quần hùng tranh bá võ đạo thế giới mạnh nhất pháp bảo. Hơn nữa, hắn rất rõ ràng, đây là hắn lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo cao nhất cơ hội. Vèo vèo vèo, bình bịch bịch, đạo đạo quang hoa lóe lên, từng đạo công kích lẫn nhau thông suốt. Diệp Thần từ đầu đến cuối không có ngã xuống, dù là trên người đồ dạo phố đã bể tan tành không chịu nổi, máu tươi nhiễm đỏ đúng bộ quần áo. Không tới 10 phút thời gian, hắn thân xác đã bị trường kiếm màu máu xuyên qua mấy mươi lần, nếu không phải hư thể kỳ cấp 2 thân xác, thật đã bị chết sạch. Phốc, lão tử còn không tin. Hủy diệt đại đạo, lão tử không lĩnh ngộ ra tới. Hút, cho lão tử thu nạp. Diệp Thần hoàn toàn buông ra, thu lại Chu Thần kiếm, hai tay phơi bày hình móng, nếu như rồng rắn vậy nhanh chóng, gõ đánh vào hai tôn dung nham hủy diệt chiến khôi đỉnh đầu, cưỡng ép thu nạp trong cơ thể hủy diệt quy luật. Hô hô, hô, từng cổ một cổ màu nâu hủy diệt quy luật, từ hai tôn dung nham hủy diệt chiến khôi trên mình hội tụ, dần dần lưu chuyển đến Diệp Thần trên hai cánh tay. Rõ ràng có thể gặp, Diệp Thần hai cánh tay biến thành cổ màu nâu, giống như là chúng độc vậy, kinh mạch đứt từng khúc, vẫn như cũ khó khăn được hút vào hủy diệt phép tắc lực lượng, hơn nữa ở trong người luyện hóa tinh luyện, muốn kết ra hủy diệt phép tắc đạo quả. Bình bịch bịch, bịch bịch, những thứ khác ba tôn chiến khôi, không ngừng thi triển quyền cước, trường kiếm màu máu đánh giết cái này Diệp Thần. Diệp Thần toát ra mấy chuôi hỗn nguyên tiên khí bảo vệ ở quanh thân, có thể như cũng bị thông qua kẻ hở đánh giết tới đây kiếm khí gây thương tích. Trong chốc lát, Diệp Thần trên mình bị kiếm khí xuyên thủng hơn trăm lần, càng bị một cái sát chiêu đánh trúng, bảo vệ ở trên người hết thảy ma khí và linh khí hoàn toàn nổ. Hôm nay, lão tử hoặc là thành hủy diệt đại đạo, hoặc là chiến chết ở chỗ này, bố đây không tin, chính là kỳ tôn chiến khôi, còn có thể muốn mạng ta. Các ngươi còn chưa đủ cách, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, không để ý hết thảy, hoàn toàn bộc phát ra, điên cuồng hút vào hai tôn dung nham hủy diệt chiến khôi lực lượng. Luân hồi mộ địa bên trong, băng kiếm tiên tôn nhìn một màn này, gật đầu không ngừng, thở dài nói, thằng nhóc này ta đây là càng ngày càng thích, hắn trên người có một cổ chúng ta tu luyện chưa từng có ngoan kính, đối với mình tàn nhẫn, tất nhiên đối với địch nhân tàn nhẫn. Như vậy hành vi, ít gặp, khó khăn gặp. Từ xưa có thể chịu đựng như vậy đau đớn người, nếu không phải chết, không một ngoại lệ cũng sẽ trở thành là chấn nhiếp thiên hạ kiêu hùng. Thằng nhóc này, vượt quá thiên phú siêu tuyệt, năng lực, vậy tuyệt không thấp à. Ta thật muốn xem, thằng nhóc này có thể hay không đứng ở linh võ đại lục đỉnh cấp. Như vậy, ta bản thể tháo ra trói buộc, tất nhiên muốn kiêu ngạo nói cho mọi người, người này, là ta băng kiếm tiên tôn đệ tử. Vạn năm trước, ta tuy thu học trò muôn vàn, nhưng chưa từng có chân chính hài lòng đồ, vốn cho là đây là cuộc đời này lớn nhất tiếc nuối. Bây giờ nhìn lại, ta bản thể bị kẹt ở chỗ đó, thần niệm tích chữ nơi này, đồ chưa tính là chuyện xấu, ngược lại, mà là chính công ý trời. Cuộc đời này, không tiếc. Hắn đứng chắp tay, cũng không có xuất thủ tương trợ Diệp Thần. Có hắn ở đây, có ba vị kim Phật ở đây, Diệp Thần chết không hết. Nhưng là Diệp Thần như vậy quyết tâm, như vậy quyết định, nhưng là rung động ở bọn họ bốn vị. Chống cự ba tôn dung nham hủy diệt chiến khôi công kích. Chỉ vì ngưng kết hủy diệt đại đạo. Chớ không có cách nào khác. Diệp Thần nếu không phải xả thân là dụ, nắm hai tôn chiến khôi thu nạp nói, một mực cùng năm tôn chiến khôi kịch chiến, liền thật sẽ giống như là hồn tộc lão tổ nói như vậy, không ra nửa giờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là Diệp Thần có thể trốn. Nhưng nếu là chạy, võ đạo tâm không có ở đây. Liền lại không có đánh bại năm tôn dung nham chiến khôi có thể. Cho nên, chỉ có chống cự ba tôn chiến khôi, thu nạp hai tôn chiến khôi lực lượng. Dĩ nhiên, còn có thể mời bốn vị sư tôn ra tay, chỉ là Diệp Thần khinh thường làm như vậy, vừa không có gặp được không thể ngăn cản kẻ địch, lại để cho sư tôn ra tay, cái này không phù hợp Diệp Thần hành vi quy tắc. Thành tựu võ giả, vượt quá muốn đỉnh thiên lập địa, càng phải dũng cảm đối mặt hết thảy kẻ địch. À! Phá cho ta! Ngay lù lù, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp hút nổ hai tôn thần vương cảnh bát tầng thiên dung nham hủy diệt chiến khôi. Một khắc sau lưng hắn hiện ra một cái hủy diệt sông dài,
vô số cổ màu nâu nước sông phun trào, từng cổ một hủy diệt khí cơ động triệt thiên địa trên dưới, giống như ma thần xuất hiện vậy, dù là một cổ hơi thở, một đạo hơi thở, đều có giết nhân thần hồn khả năng. Hủy diệt đại đạo. Ha ha ha. Được, hồn tộc lão già kia, người muốn giết lão tử. Vừa vặn thành toàn lão tử, Diệp Thần chợt nhìn về phía trước mắt ba tôn chiến khôi, thần giác miệng nhếch một cái tà mị nụ cười, nói, bây giờ, nên các ngươi. Diệp Thần thu hồi hỗn nguyên tiên khí, trực tiếp đánh giết ra, bắt lại một tôn chiến khôi, trong cơ thể hủy diệt đại đạo hiện ra mở, ngay lập tức gian hút nổ cái này tôn chiến khôi, đi theo đuổi giết những thứ khác chạy trốn chiến khôi, phong thái kiên quyết, bá đạo vô cùng. Còn muốn chạy? Có chút linh tính à, xem ra là người sống luyện chế được. Hồn tộc, thật đúng là tàn nhẫn độc à, thôi, ta cho các ngươi giải thoát đi. Diệp Thần tung người bay ra, bắt lại một tôn thần vương cảnh cửu tầng thiên chiến khôi, sừng sững không sợ đối phương hủy diệt quy luật, trực tiếp một quyền đập bể chiến khôi đầu lâu, đi theo một cước đá bể liền cái này tôn chiến khôi. Mặc dù không có lên cấp, nhưng là nhiều một cái đại đạo. Ý nghĩa chiến lực tăng cường gấp đôi có thừa, đối mặt chỉ là so mình cao một cái nhỏ tầng thứ chiến khôi, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Võ giả bây giờ, chiến khôi bây giờ. Không tính là binh khí và linh lực, thân xác chiến lực nói, chính là lấy ai đại đạo mạnh để phán đoán mạnh yếu. Nhất là Diệp Thần loại này, nhập thần cảnh liền nắm giữ năm cái đại đạo đứng đầu thiên kiêu, tầm thường hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên võ giả đến, cũng rất khó bắt hắn lại. Trừ phi là có hợp đạo thần khí hỗn nguyên cảnh võ giả, thì triển thời gian pháp tắc, ngược lại là có thể ngắn ngủi giam cầm Diệp Thần chốc lát. Còn như những võ giả khác, những binh khí khác và quy luật lực lượng, đại đạo lực lượng. Căn bản đừng nghĩ. Phịch. Theo cuối cùng một tôn dung nham hủy diệt chiến khôi nổ tung. Diệp Thần hủy diệt đại đạo, hoàn thiện đến 100%. Bây giờ, chỉ còn lại Phật gia đại đạo. Còn có 30% chưa hoàn thành, nếu không Diệp Thần lập tức có thể đặt chân nhập thần cảnh cửu tầng thiên, thậm chí có thể dung luyện hợp đạo thần khí tới đột phá. Lão già kia, ta biết ngươi ở xem xét lão tử. Ngươi nếu phái như thế cường đại chiến khôi tới đây, lão tử cũng không cho ngươi sắc mặt tốt, ngươi cái này tầng thứ ba chiến khôi dứt khoát toàn bộ đều đừng muốn. Diệp Thần phát ngoan, cũng không tiến vào tầng thứ hai, trực tiếp quét sạch tầng thứ ba. Mấy cái khác hủy diệt chiến khôi tránh cũng không tránh khỏi, trực tiếp bị hắn oanh bạo, để cho hắn lực lượng hủy diệt mạnh hơn một ít, hắn đi tới tầng thứ hai và tầng thứ ba chỗ giáp giới, lời nói, lão già kia, ngươi chờ đó, chờ ta từ trong trận pháp đi ra, cứu chữa Kỷ Lâm, tương lai liền diệt các ngươi chỗ này nơi hồn tộc. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp tiến vào tầng thứ hai, Hắc Thủy Huyền Vực, một phiến sông Hắc Thủy. Cái này phiến nước đen vô cùng rộng rãi. Cơ hồ có thể nói là toàn bộ do tử vong nước tạo thành con sông, cộng thêm lên cuồng bạo giết hại khí, liền tràn đầy vô cùng cường đại tính ăn mòn. Tầm thường kim thân phách thể võ giả đi vào. Chỉ cần rơi xuống nước, không bị ăn người cá chuối gặm ăn, cũng sẽ trong chốc lát hóa thành một bãi thịt nát. Chỉ có hóa cương kỳ trở lên thân xác mới có thể chống đỡ. Diệp Thần đang tìm qua sông mấu chốt địa phương, nhưng mà ngồi ở trong lầu các ba người đã sắc mặt xanh mét. Nhất là vị kia hồn tộc lão tổ, bây giờ khí được răng rắc rắc vang, cũng sắp đem ghế ngồi cho bóp vỡ. Diệp Thần cái này thằng nhóc, lại dám khi dễ bản lão tổ. Đáng chết à, tiểu súc sinh. Hồn tộc lão tổ khí được không thở được, nếu không phải bởi vì khế ước vấn đề, hắn cũng phải lập tức giết đi vào, đập chết Diệp Thần, chẳng bao lâu sau bản lão tổ nhận cái này cùng đê tiện võ giả làm nhục à. Này cùng làm nhục. Dù là dốc hết tam giang năm nước hồ, cũng khó tẩy cái này mặt đầy thẹn thùng à. Bản lão tổ, mới vừa còn nói Diệp Thần thi thể, có bao nhiêu chỗ dùng. Bây giờ Diệp Thần còn sống, còn phá hủy bản lão tổ trận pháp nhất bên ngoài một tầng à, bản lão tổ mặt mũi à. Tiểu súc sinh này, chúng ta đánh giá thấp hắn. Bắc Cung Hoành Thiên giống vậy sắc mặt không tốt xem, hô hấp trầm trọng, thậm chí không ở lắc đầu. Hắn ảm đạm than thở một tiếng, tiếp tục suy nghĩ Diệp Thần bối cảnh. Diệp Thần à Diệp Thần! Bối cảnh của ngươi, rốt cuộc như thế nào à? Ngươi lại có thể ngăn cản năm tôn dung nham chiến khôi công kích, hơn nữa đánh tan những thứ này chiến khôi,
thu nạp bọn họ hủy diệt quy luật lực lượng, đúc tạo ra được mình hủy diệt đại đạo lực lượng. Ai, ngươi rốt cuộc là bối cảnh gì thân phận à? Nếu là ngươi bối cảnh lợi hại nói. Ví dụ như ngươi thật sự là vạn kiếm đế cung một vị kiếm tôn trưởng lão đạo truyền đệ tử. Ngươi ngược lại là nói một tiếng à. Bản gia chủ lập tức làm phản tới đây giúp ngươi. Bắc cung Hoành Thiên giờ phút này lại bắt đầu dao động, mới vừa rồi còn nếu không phải là giết Diệp Thần, kết quả không có giết đến, ngược lại thấy được Diệp Thần càng thêm lợi hại, trong lòng thầm nhũ không ngừng, nếu không, đang len lén giúp một tay Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, nếu là giúp hắn, sẽ nhớ ân chứ? Chỉ phải nhớ kỹ. Sau lưng hắn nếu là thật có kiếm tôn, hoặc là kiếm thần cấp bậc võ giả nói, bản gia chủ cũng là kiếm à? Chí ít bản gia chủ không có trước mặt và Diệp Thần xé rách ra mặt à, có thể nói à, có vòng vèo bước à. Hai vị, cũng coi là linh võ đại lục có chút thân phận tồn tại, lại có thể không có cái này hèn mọn tiểu tử trầm ổn. Linh vận tiên tôn liếc mắt liền nhìn ra Bắc cung Hoành Thiên trong lòng nhỏ cửu cửu, thậm chí hồn tộc lão tổ tức giận. Nàng cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là cười nhạt đặc biệt là thịnh. Linh vận đối với Diệp Thần. Vậy coi là biết gốc biết rễ liền đi. Thằng nhóc này có bối cảnh gì có thể nói. Đơn giản chính là Côn Lôn hư thượng cổ đại năng đệ tử mà thôi. Còn như vạn kiếm đế cung, chống đỡ chết chính là một cái bên trong kiếm tôn đạo truyền đệ tử, Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết đồng dạng là bản tôn đạo truyền đệ tử. Dưới so sánh, cái này hèn mọn tiểu tử, thân phận ngược lại là còn có thể. Chỉ là đâu? Diệp Thần thằng nhóc này, không có bất kỳ lòng sợ hãi. Càng đối với nàng linh vận loại thái độ này, nàng thì không thể ngầm thừa nhận Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần sự việc. Nếu là Diệp Thần nguyện ý quỳ xuống, hướng nàng dập đầu nói xin lỗi, bổn tôn không phải là không thể tiếp nhận hắn. Mấu chốt thằng nhóc này căn bản không biết ở linh võ đại lục, sợ hãi tâm cường giả trọng yếu bực nào. Nếu là không có, chính là đáng chết. Hụ hụ hụ, hồn tộc lão gia, tầng thứ hai. Có một ít là ma cá chứ. Linh vận tiên tôn trong ánh mắt lóe lên sát khí, nếu Diệp Thần cái này hèn mọn tiểu tử, không muốn hướng mình cúi đầu, lại muốn dụ dỗ đạo của mình truyền đệ tử, dứt khoát, diệt đi. Vô luận như thế nào? Nếu là cái này hèn mọn tiểu tử, còn có thể sống được, rồi hãy nói. Là ma cá, không phải là không có. Có 30 đầu thần vương cảnh sơ kỳ ăn người là ma cá, liên hiệp dưới. Có thể điều động 300.000 chỉ đế tôn cảnh, nhập thần cảnh ăn người cá chuối, trong chốc lát gặm ăn Diệp Thần, chỉ là. Hồn tộc lão tổ tự giễu một tiếng, nói, lão phu chúng Diệp Thần cái này vô sỉ tiểu xúc sinh gian kế, không có biện pháp tự mình đối với hắn ra tay. Hắn ánh mắt rơi vào Bắc cung Hoành Thiên trên mình, chợt lộ ra lau một cái lạnh lùng nụ cười, nói, Bắc cung gia chủ, vẫn là được làm phiền ngươi à? Ta! Cái này hả? Bắc cung Hoành Thiên bắt đầu dao động, thỉnh thoảng nhìn về phía linh vận tiên tôn, nói, linh vận tiền bối ở chỗ này, nếu linh vận tiền bối nói ra. Hắn đem trận pháp đá đưa cho linh vận tiên tôn, nói, hẳn do linh vận tiền bối tới nắm trong tay. Diệp Thần, tiểu tử này sự việc, bản gia chủ còn chưa dính cho thỏa đáng. Trăm tông lôi đài thi đấu, Kim Phật Mật Tông, nơi hồn tộc, bây giờ vạn niên hồn long trận đợi một chút. Nguyên vốn cho là 4 lần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả mỗi lần đều không chết, thực lực còn càng ngày càng mạnh, bản gia chủ vẫn là lại xem một chút đi, nếu là Diệp Thần thật chết chắc, bản gia chủ lại tới gần. Không hổ là từng nhà chúa ơi! Phong độ rất tốt mà! Linh vận tiên tôn châm biếm một tiếng Bắc cung Hoành Thiên, nhận lấy trận pháp đá, trong lòng suy tư nói, Diệp Thần à Diệp Thần, ngươi không nên đối với bổn tôn bất kính, ngươi nếu không phải chết. Liền coi như là bổn tôn khảo nghiệm đối với ngươi. Làm chuyện sai, chính là phải gánh vác giá phải trả. Trước đây, bổn tôn còn hết lần này tới lần khác giết không được ngươi, một là bởi vì là ngươi thiên tư không tệ, bổn tôn nổi lên lòng yêu tài, cho nên không muốn giết ngươi. Hai đầu bổn tôn hai vị đạo truyền đệ tử, duy nhất hai vị đạo truyền, cũng ái mộ lên ngươi. Cho nên, bổn tôn trước kia không có biện pháp giết ngươi. Chỉ có thể để cho ngươi chết ở trong tay người khác, như vậy bổn tôn hai vị đạo truyền đệ tử mới có thể an tâm tu luyện. Nhưng là, bây giờ không giống nhau. Ngươi cái này hèn mọn thấp võ vị diện tiểu tử, lại 3 lần cự tuyệt bổn tôn cho ngươi có lòng tốt,
dập đầu quỳ xuống mà thôi. Cũng không phải là muốn mạng ngươi, cũng không phải là muốn ngươi lực lượng, càng không phải là khép kín ngươi. Ngược lại ngươi nếu như cam nguyện bái bổn tôn vi sư, bổn tôn chưa từng không thể đem ngươi làm là đệ tử, đến lúc đó ngươi quỳ xuống dập đầu cũng coi là ngươi lễ bái sư, chỉ là đáng tiếc, ngươi quá quật. Quá ngoan cố. Cho tới bổn tôn cũng muốn giết ngươi. Trong chốc lát, Linh Vận Tiên Tôn sắc mặt thanh tuyệt đứng lên, nắm trận pháp đá, thần hồn lực xuyên thấu xa vạn dặm, trực tiếp khống chế tầng thứ hai trong trận pháp là ma cá, xuất lĩnh mấy trăm ngàn chỉ ăn người cá chuối tuyệt sát Diệp Thần. Sống chết chỉ ở thời gian vừa niệm. Nàng tự lẩm bẩm, Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết. Hai vị ái đồ, người chớ trách sư tôn. Diệp Thần thằng nhóc này, quá mức cuồng ngông, quá mức bá đạo, sớm muộn có một ngày sẽ chết, dù là ngày hôm nay không chết, ngày mai cũng sẽ chết. Nếu hắn sẽ chết, dứt khoát chết ở vi sư trong tay, cũng tốt hơn chết ở trong tay người khác đi. Còn như Diệp Thần Côn Lôn Hư, bổn tôn sẽ là ngươi dưới sự che chở, sẽ không để cho ngươi Côn Lôn Hư lại còn người chết ở Huyết Kiếm Môn, Huyết Linh tộc trong tay, ngươi an tâm đi đi. Còn như Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết, các nàng sau này thành tựu đỉnh trước phi phàm, như muốn chọn bạn trăm năm. Vậy thì là thiên tài chân chính, tương lai cũng có thể lại bái nhập vi sư môn hạ, cùng các ngươi tương hợp. Hụ hụ hụ, ta uống chút trà. Bắc Cung Hoành Thiên vặn vẹo một cái cổ, hoạt động thân thể một chút, rõ ràng cảm thấy Linh Vận Tiên Tôn sát ý. Nữ nhân này, thật là ác độc, không có được thì phải hủy diệt. Ai kêu nàng thực lực mạnh mẽ, trực tiếp điều động tầng thứ hai trận pháp mạnh nhất huy năng, muốn tuyệt sát Diệp Thần, còn nói ra như thế một phen, người phụ nữ này quá độc ác, làm việc quả quyết tàn nhẫn, không thể ở trên mặt nổi đắc tội nàng. Nguy rồi. Bắc Cung Hoành Thiên nghĩ tới điều gì, thần sắc có chút biến hóa, âm thầm liên lạc Bắc Cung gia tộc 9 vị tạo hóa cảnh trưởng lão. Vạn nhất Linh Vận Tiên Tôn cái này ác độc bà cụ giết Diệp Thần. Muốn giá họa cho mình và hồn tộc lão ra đâu? Phải gọi các vị thái thượng trưởng lão ở trong hư không chờ. Để ngừa lão thái bà này đối với mình xuống tay tàn nhẫn. Hồn tộc ông già nhìn một màn này, rừng rừng uống trà, mục đích mình cũng đạt tới. Bất kể là cái gì hình thức, chỉ cần Diệp Thần là tự nguyện xông trận mà chết, lại không phải mình điều khiển trận pháp, giết chết Diệp Thần, liền cùng mình không quan hệ. Linh Vận Tiên Tôn làm như vậy. Ác như vậy. Chuyện không liên quan mình. Vạn Niên Hồn Long Trận. Tầng thứ hai Hắc Thủy Huyền Vực bên trong, Diệp Thần tìm được một cái tối tăm cầu, chợt đem tự thân hơi thở hạ xuống thấp nhất, liền giống như người chết vậy, nhẹ nhàng qua sông. Thậm chí có thể xem thấy chung quanh mặt sông Trung Du đi ăn người cá chuối. Diệp Thần ngưng mắt nhìn phía trước, từng bước một đều cẩn thận, cho dù đạp nước cũng rất nhỏ tiếng. Hắn nhìn những thứ này ăn người cá chuối, ngược lại là và trái đất cá ăn thịt người tất cả là không cùng. Trái đất cá ăn thịt người. Đỉnh hơn chính là lớn chừng bàn tay, răng sắc bén. Chủ yếu là thành đoàn điều động, rất nhanh có thể gặm ăn sạch sẽ con mồi. Chỉ cho hắn lưu lại xương, người bình thường té xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơi có chút công lực người, có thể ở trọng thương trước đạp nước ra, còn có thể bảo vệ tánh mạng. Nhưng là trong trận pháp ăn người cá chuối, cũng không phải là đơn giản như vậy à. Tùy tiện một cái đầu đều có một người lớn nhỏ, nhưng là miệng nhưng không phù hợp bình thường cá tỷ lệ, chỉ có thất thốn lớn nhỏ, một hớp có thể cắn nát hóa cương kỳ thân xác. Chỉ cần 15-16 cái hội tụ chung một chỗ. Một cái ăn người cá chuối cắn một cái liền đi, một hoàn chỉnh người, trong chốc lát cũng sẽ bị gặm ăn mảnh xương vụn đều không còn lại. Lại loại này ăn người cá chuối trên mình, tràn đầy một cổ thần hồn độc tố. Độc tính không thể so với hồn độc kém nhiều ít. Một khi dính đến thân thể con người bên trong, trừ phi hợp đạo cấp thần đan cứu chữa, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong đi lại, Diệp Thần không ở ngẩng đầu ngắm nhìn trời cao. Nghìn mét trên là một phiến phiến cuồng bão mây sấm, vô số thất luyện bắn ra bốn phía sấm sét qua lại lóe lên, đồng thời gian mênh mông bầu trời lại có thể không có bất cứ sinh vật nào. Không chung không thể đi. Ăn người cá chuối từ mặt sông nhảy lên, có thể trực tiếp nhảy đến mây sấm bên trong. Diệp Thần nhớ lại mình trước mua trong tình báo tin tức, đi không chung, sợ rằng trong chốc lát cũng sẽ bị mấy trăm cái ăn người cá chuối nhảy lên ngã nhào trong sông. Trừ phi có thần thể kỳ thân xác,
nếu không thì là hợp đạo cảnh võ giả, cũng sẽ trong chốc lát bị gặm ăn sạch sẽ. Bỗng nhiên lúc này, nước gợn hỗn loạn không ngừng. Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, mặt sông hai bên không ngừng dâng lên từng cái ăn người cá chuối, nháy mắt tức thì mình chung quanh trong vòng trăm thước dòng sông hiện đầy ăn người cá chuối, chừng mấy chục ngàn cái, hơn nữa mục tiêu cũng nhìn chằm chằm mình, chính giữa còn có một cái 10 mét lớn là ma cá ngưng mắt nhìn mình, hai đôi màu băng lam cá mắt, tràn đầy hơi thở tử vong. Đáng chết! Những xúc sinh này phát hiện ta! Còn có, không chỉ ăn người cá chuối, liền là ma cá tất cả đi ra, xem ra là có người điều động chúng. Hồn tộc lão già kia, Bắc Cung Hoành Thiên, Linh Vận. Ba tên khốn kiếp, Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, quanh mình mấy trăm cái ăn người cá chuối hướng mình nhảy tới, khí thế hung hãn, hắn không thể không lấy ra diệt ma thần thương và chu thần kiếm, bộc phát ra toàn bộ chiến lực thúc dục hai kiện thần vương khí, toát ra một phiến phiến thương cương kiếm khí lôi quang, tạo thành thủy triều lên xuống cuộn sạch chạy đi. Phốc phốc phốc, không ngừng có tiếng nổ truyền ra. Mấy chục cái ăn người cá chuối thân xác vỡ ra. Những thứ khác ăn người cá chuối rơi xuống thời điểm, lại có hơn ngàn cái ăn người cá chuối nhảy lên, muốn đánh giết đứng ở tối tăm trên cầu Diệp Thần. Mụ, bỏ mặc. Diệp Thần tung người nhảy lên một cái, không thể lại đứng ở tối tăm trên cầu, nếu không đối mặt liên tục không ngừng ăn người cá chuối, một khi rơi vào trong sông chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Hắn mới vừa nhảy lên trăm mét, đúng như dự đoán chúng trận pháp thiết kế, quanh mình mặt sông nhanh chóng nhảy lên hơn 10.000 cái ăn người cá chuối, rậm rạp chằng chịt một phiến, căn bản không thấy được bờ bến, tất cả lao thẳng tới Diệp Thần tới. Một ít cá cũng muốn gặm ăn lão tử. Hủy diệt đại đạo. Hủy diệt muôn vàn. Diệp Thần thu hồi hai chuôi binh khí, hai tay tạo ra trong tay mỗi người hiện ra liên tục không ngừng hủy diệt lực, tạo thành hai chuôi quang đao. Chợt kết hợp chung một chỗ, tạo thành một khối màn trời, hướng bốn phương tám hướng lan truyền ra. Phàm là bị mất đi màn trời đánh chúng ăn người cá chuối, tất cả đều vỡ ra. Chớp mắt gặp, hơn ngàn cái ăn người cá chuối nổ tung, năm sáu thiên điều ăn người cá chuối rơi xuống đi xuống, trực tiếp bị đồng loại gặm ăn. Cùng lúc đó, linh võ đại lục một nơi trên đỉnh núi. Mây mù lượn quanh, linh khí đậm đà. Nơi đây linh khí trình độ đậm đà, vượt qua xa linh võ đại lục bất kỳ địa phương. Không chỉ như vậy, dãy núi chung quanh càng là có vô số đạo viễn cổ trận pháp. Người bất kỳ cưỡng ép xông vào, tất nhiên hóa là bột. Dù là hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh, thậm chí trận pháp bên trong, còn có một tia căn nguyên lực. Trên đỉnh núi, một bức bàn cờ, hai vị tiên phong đạo cốt ông già đang đánh cờ. Hai ông cụ tròng mắt khép hờ, ngồi xếp bằng, không có bất kỳ động tác. Nhưng là trong bàn cờ con cờ nhưng là không ngừng di động. Nếu như có cường giả ở vùng lân cận, tất nhiên sẽ phát hiện nhìn như thông thường con cờ lại ẩn chứa quy luật. Một con cờ, liền đủ để cho linh võ đại lục vô số cường giả điên cuồng. Cùng thời khắc đó, cuộc cờ phía trên trời cao lại lơ lửng một bức tranh. Trong hình bất ngờ chính là Diệp Thần ở phá trận. Cái này còn không là kinh khủng nhất. Kinh khủng hơn là, Linh Vận Tiên Tôn, Hồn Tộc Lão Tổ, Bắc Cung Hoành Thiên, ba người đều ở đây hình ảnh bên trong. Bị cường giả giám thị, bọn họ hồn nhiên không có phát hiện. Mấy giây sau đó, một vị trong đó ông già mở mắt ra, ánh mắt kia, phảng phất từ mãi mãi tới, trường sinh chục triệu năm. Hắn nhìn một cái cuộc cờ, từ bàn cờ bên cạnh cầm ra một bình rượu, một hớp dưới vào. Sau đó đối với đối diện lão giả nói, ta nói qua, thằng nhóc kia là bàn cờ này mấu chốt, không sai đi. Hôm nay, hắn từ hồn tộc trong trận pháp thức tỉnh hủy diệt chi đạo, năm đạo thêm thân, chỉ cần không chết hiểu, bàn cờ này, ta tất thắng. Nhiều năm như vậy, chúng ta gặp qua nhiều ít thanh niên tài tuấn, nhưng là kia người thanh niên tài tuấn có thể làm được như vậy. Đối diện tiên phong đạo cốt ông già chậm rãi mở mắt ra. Hắn ngưng mắt nhìn phá trận ở giữa Diệp Thần, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hồi lâu, mở miệng nói, ngươi sai rồi, chẳng lẽ ngươi quên cái đó chúng ta đã từng xem nhìn sót họ Nhâm tiểu tử. Nghe được ông già nhắc tới danh tự này, vậy uống rượu ông già sắc mặt đột nhiên biến đổi, con ngươi càng là có vẻ kinh hoàng. Tiên phong đạo cốt ông già đứng lên, hai tay chắp sau lưng, từ đỉnh núi nhìn ra xa toàn bộ linh võ đại lục, tiếp tục nói cái đó Nhâm tiểu tử chúa tể cửu U.
chấn nhiếp vô số cao cấp cường giả, càng lấy tinh thần thần mạch và huyết nguyệt lực, ở linh võ đại lục lưu lại nhiều ít bất bại thần thoại. Ngươi nói, giờ phút này phá trận tiểu tử có thể hay không vượt qua hắn thành tựu? Cuộc cờ chưa tới cuối cùng, chúng ta vĩnh viễn không biết. Nhưng là vạn cổ nhân vật phong lưu, còn xem sáng nay. Có thể có chút độc giả cũng biết họ Nhâm này tồn tại là ai. Còn nữa, cảm ơn mọi người cho tới nay giúp đỡ, cười cười cảm ơn mọi người. Giờ khắc này, trên đỉnh núi vị kia tiên phong đạo cốt ông già bộc phát ra cực mạnh khí thế. Bầu trời mấy trắng đều ở đây phun trào. Như long phượng vũ động. Thậm chí mơ hồ xuất hiện một ít không gian vết rách. Có thể gặp cái này ông lão thực lực khủng bố. Một lời định càn khôn, một lời bể sơn hà. Chỉ có trong truyền thuyết cường giả mới có thể làm được. Hồi lâu, vị kia tiên phong đạo cốt ông già than thở một tiếng, khí thế lại nữa, hắn nhìn lướt qua đỉnh đầu trong hình đang qua cửa Diệp Thần, lẩm bẩm nói, linh võ đại lục sớm thì không phải là năm đó linh võ đại lục, bây giờ thế lực rắc rối phức tạp, liền ngay cả chúng ta cũng không cách nào chừng. Nếu như ngàn năm trước chúng ta còn tại vị, có lẽ còn có linh võ đại lục quyền phát biểu. Chỉ là, bây giờ chúng ta đã sớm không hỏi nữa quyền, mảnh thiên địa này, cuối cùng phải để lại cho những người tuổi trẻ kia. Một cái khác ông già vào lúc này cũng đứng lên, thuận tay cầm lên bầu rượu, lại uống một hớp, một số rượu dính ở râu trên, cảm khái nói cái đó Nhâm tiểu tử cũng không biết đi nơi nào. Năm đó, hắn ngang trời xuất thế, nhưng mà trấn áp linh võ đại lục tất cả gia tộc. Liền liền hai người chúng ta thời kỳ tột cùng, vậy không nhất định là tinh thần thần mạch hồi phục cùng với hóa ma đối thủ của tiểu tử đó. Chỉ tiếc, cái này Nhâm tiểu tử đối với linh võ đại lục không có hứng thú. Nếu như hắn chấn giữ, linh võ đại lục nào còn có năm vực phân chia. Vạn thú thần phục, thiên đạo sợ hãi. Vậy linh vũ đỉnh cấp đánh một trận, ta đến nay vẫn là ác mộng, dù là thần long gia tộc và thánh long gia tộc lão tổ, cũng bị thằng nhóc này dẫm ở dưới chân à. Ông lão thanh âm có chút run rẩy, tựa như đã từng là hình ảnh rành rành trong mắt. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, được rồi, chuyện này đã qua đi nhiều năm như vậy, Nhâm tiểu tử không biết còn sẽ không biết trở về, ta tổng dự cảm, hắn còn sẽ xuất hiện ở chúng ta trước mặt, có lẽ ngày mai, có lẽ trăm năm. Chuyện cũ không đề cập nữa, nói một chút cái này Diệp Thần đi. Thằng nhóc này, ta nhưng mà một mực ở chú ý, từ năm đó ngoài bầu trời vẫn thạch hạ xuống Côn Lôn hư bắt đầu, gia gia của hắn sẽ dùng mình thọ nguyên bố trí. Lão nhân kia không quan tâm Côn Lôn hư Diệp gia trước gia chủ, không quan tâm sống chết, chỉ hy vọng hắn suy đoán trong lòng là chính xác. Ta từng nhiều lần muốn cứu hắn, nhưng đều bị cự tuyệt. Bởi vì sơ đại huyết mạch tỉnh lại kỳ thích, chính là đời một thọ nguyên hy sinh làm giá. Cũng may, thằng nhóc này không chịu thua kém, bây giờ nhìn lại, lão nhân kia đánh cuộc đúng. Diệp Thần vẫn là đi ra Côn Lôn hư, hướng cái bí mật kia đang đến gần. Năm cái đại đạo dậy, cùng hắn bước vào thần vương cảnh, linh võ đại lục sợ rằng phải nghênh đón một tràng động đất. À, người đối với thằng nhóc này có lòng tin như vậy. Tiên phong đạo cốt ông già tới một chút hứng thú, hắn có thể là tới từ thấp phú thế giới, khởi điểm lạc hậu người khác quá nhiều, dù là huyết mạch nghịch thiên, vẫn là quá muộn. Huống chi, người này giết hại tâm quá nặng, tới linh võ đại lục bao lâu, thụ địch giống như này chi hơn. Nhâm tiểu tử đều không hắn như vậy biết gây chuyện. Nghe được câu này, bên cạnh ông già lại uống một hớp rượu, cởi mở cười nói, ngươi chẳng lẽ không phát hiện thằng nhóc này khí tức trên người rất cổ quái. Tiên phong đạo cốt ông già ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt bắn về phía trong hình Diệp Thần, rồi sau đó chợt ngẩn ra. Trên người người này ma khí lại như vậy thuần túy. Chẳng lẽ, hắn vậy sẽ đi lên cửu u nhập ma chi đồ. Nếu quả thật là như vậy, vậy không biết là linh võ đại lục chuyện may mắn, vẫn là linh võ đại lục ác mộng à? Không được, nếu như người này cuối cùng rơi xuống ma đạo, ta phải trước lúc này, đem hoàn toàn bóp chết ở nôi bên trong. Dứt lời, tiên phong đạo cốt ông già đột nhiên ngồi xếp bằng, trong mắt nhắm lại, ống tay áo bên trong bay ra một cái càn khôn đạo bàn. Đạo quanh quẩn chuyển, trôi lơ lửng ở trên không bên trong. Ông già chợt bước ra một giọt máu tươi nhất thời bắn vào càn khôn đạo bàn trên. Đạo trên khay cổ xưa chữ viết tại chỗ hiện lên, rồi sau đó nhanh chóng xoay tròn.
nháy mắt tức thì, trên bầu trời, mây đen đầy vải. Uống rượu ông già thấy bức họa này mặt, sắc mặt đại biến. Hắn nhưng mà biết đây là cái gì thuật pháp? Phá vỡ thiên đạo phương pháp. Bây giờ Diệp Thần ở hồn tộc cấm địa sông trận, thiên đạo lực nếu như hạ xuống đến trên người hắn. Cố nhiên có thể để cho ông già biết Diệp Thần sau này vận mệnh, nhưng là cái này sẽ bị thương nặng Diệp Thần à. Bạn mình thật sự là quá xung động. Coi như đối với người của ma tộc thống hận, vậy không cần phải làm ở Diệp Thần trên mình à. Hắn muốn ngăn cản, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Càn khôn đạo quanh quẩn chuyển, đột nhiên một đạo ngũ thải ánh sáng bắn về phía trong hình Diệp Thần. Nhất thời, vạn niên hồn long trận ánh sáng vạn trượng. Ông già sợ rượu trong tay bình đều rơi vào trên đất. Nếu như sớm biết chuyện này, hắn cũng không đem Diệp Thần sự việc nói cho người này. Cái này vô cùng có thể đối với Diệp Thần căn cơ tạo thành không cách nào xóa nhòa tổn thương à. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần không chịu nổi bằng hữu mình lực lượng à. Ngay tại ông già lo lắng đang lúc, dị biến nhô ra. Càn khôn đạo bàn kịch liệt run rẩy. Rồi sau đó, một giây kế tiếp, bót vô cùng chân quý càn khôn đạo bàn lại trực tiếp vỡ vụn. Đầy trời mây đen toàn bộ tản đi. Tinh không vạn giảm. Mà làm phép ông già lại là phun ra một ngụm máu tươi. Vô cùng chật vật. Hắn chật vật đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trong hình Diệp Thần, kinh ngạc nói, làm sao có thể. Người này lại có một đạo vô cùng lực lượng mạnh hộ thân. Mấu chốt lực lượng này không thua chi ta, thậm chí cả thiên đạo cũng không có tư cách đụng chạm. Hắn, vận mạng hắn lại không có ở đây tam giới bên trong. Không người nắm trong tay. Ông già làm sao có thể không khiếp sợ. Hắn tu vi, cơ hồ đứng ở linh võ đại lục đỉnh cấp. Người bất kỳ ở hắn trong mắt, tất cả là chân tránh con kiến hôi. Diệp Thần nhập thần cảnh, dù là có nghịch thiên huyết mạch, vậy ngăn cản không được hắn cha xem à. Một cái khác ông già thấy cái này hình ảnh thở dài một hơi, nghi ngờ trên mặt cũng là thật lâu tán chi không đi. Hắn bản đã cho là nắm trong tay tiểu tử này hết thảy. Bây giờ nhìn lại, hắn đối với tiểu tử này biết rõ chẳng qua là một góc băng sơn. Xem ra là thời điểm, lại đi tìm một chút thằng nhóc kia. Ban đầu không gian đường hầm một lời, chẳng qua là thành tựu trưởng bối tốt bụng đề nghị. Bây giờ, hắn cũng nên cho thằng nhóc này chỉ một ít chân chính đường sáng. Ông già nghĩ rõ ràng hết thảy, liền nhặt lên trên đất bầu rượu, trở lại bàn cờ chỗ ngồi, sâu xa nói, lão gia, tiếp tục đánh cờ. Này sợ không đơn giản à. Bị thương ông già sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, ánh mắt cực kỳ phức tạp, vẫn là trở về vị trí lên. Một viên trắng tử du như vậy rơi xuống. Tiếp tục hạ, ta đây là muốn xem, cái này ngăn cản ta kiểm tra tiểu tử làm sao phá cái này hồn tộc trận pháp. Chỉ mong thằng nhóc này không muốn ở trận pháp này bên trong chết hiểu, hừ. Ông già hiển nhiên là tức giận. Hắn ở linh võ đại lục. Không người không biết, không người không hiểu. Dù là Thánh Long gia tộc và Thần Long gia tộc tộc trưởng thấy hắn cũng phải cẩn thận đối đãi. Kết quả lại có thể bị một cái nhập thần cảnh tiểu tử gây ra vết thương chồng chất. Nếu như truyền đi, hắn tất nhiên bị vô số người nhạo báng. Cùng lúc đó, hồn tộc gác lửng trên. Linh Vận Tiên Tôn, Bắc Cung Hoành Thiên, thậm chí còn hồn tộc lão tổ đồng loạt phun ra một hớp máu tươi. Diệp Thần có thể ngăn cản lão giả kia lực lượng, không đại biểu bọn họ ba người có thể ngăn trở à. Linh Vận Tiên Tôn sắc mặt thảm trắng, lại là chợt đứng lên, kinh hô, nơi đây vẫn còn có cường giả. Mới vừa rồi vậy rốt cuộc là lực lượng gì, vì sao ta không có nửa điểm phát hiện. Sau lưng của nàng đã ướt đẫm. Nàng nhìn về phía hồn tộc lão tổ, lạnh lùng nói, nơi này là ngươi địa bàn, chẳng lẽ ngươi hồn điện đã người đến. Vì sao đối với chúng ta ra tay? Vậy hồn tộc ông già ngẩn ra, chợt chợt lắc đầu, Linh Vận Tiên Tôn, ngươi đây là đùa gì thế? Ta bây giờ thương thế so các ngươi hai cái còn nặng hơn, ta làm sao có thể đối với tự mình ra tay? Còn nữa, mặc dù ta đã đem tin tức truyền cho hồn điện đại nhân, nhưng là hồn điện người căn bản không có thể nhanh như vậy đến. Càng sẽ không đối với chúng ta ra tay. Ta cũng không biết là tình huống gì à. Nói xong, hồn tộc ông già lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn là có tổn thương, giờ phút này lại là tổn thương càng thêm tổn thương.
Linh Vận Tiên Tôn lúc này mới thu hồi tức giận trong lòng, nàng thành tựu cao cao tại thượng Tiên Tôn, bị người Mạc danh trọng thương, làm sao có thể không tức giận giận. Còn như Bắc Cung Hoành Thiên, nàng tự nhiên trực tiếp coi thường. Bắc Cung gia tộc ở khu vực này mặc dù có chút lực lượng, nhưng là còn không có tư cách như vậy đối với nàng. Huống chi, nàng đã sớm biết Bắc Cung Hoành Thiên cố nhiên là đứng đầu một nhà, nhưng chân chính nắm trong tay Bắc Cung gia tộc tất nhiên là sau lưng Thái Thượng trưởng lão. Không khí yên lặng, ba người mỗi người lấy ra đan dược, trực tiếp ăn vào, sau đó lại là vận công bắt đầu chữa thương. Không biết qua bao lâu, mọi người mới mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trong hình Diệp Thần trên mình. Tiểu súc sinh này lại còn chưa chết, nếu như hắn chết, hôm nay ta cũng không sẽ bị thương. Lại càng không sẽ căn cơ bị tổn thương. Rất hiển nhiên, Linh Vận đem trong lòng hết thảy tức giận chuyển tới Diệp Thần trên mình. Cùng thời khắc đó, trận pháp bên trong. Diệp Thần tự nhiên cảm nhận được trong trận pháp đột nhiên xuất hiện vậy đạo quang. Mặc dù không biết cái này quang lai lịch, nhưng là có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm. Đây là một loại cực độ nguy hiểm. Cũng may ánh sáng rất nhanh tiêu tán. Hắn mơ hồ phát hiện luân hồi mộ địa chỗ sâu, vậy đã từng dị động cột đá, sinh ra một chút biến hóa. Biến hóa này tựa hồ mang một tia lửa giận. Bất quá giờ phút này, Diệp Thần không có ở đây quan tâm những chuyện này, hắn chậm rãi rơi xuống, nhìn hủy diệt thiên mạc lực lượng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hủy diệt màn trời. Do hủy diệt đại đạo tạo thành. Do thế gian đánh giết lực mạnh mẽ nhất đạo lực tạo thành. Một khắc sau, Diệp Thần hai tay hiện ra vô số mất đi lực và bất diệt lực, hai cổ đạo lực đồng thời tụ vào hủy diệt màn trời bên trong, vô số ánh sáng lưu chuyển, đạo đồ đằng không, thoáng qua bây giờ hủy diệt màn trời khổng lồ 10 lần có thừa. Liền giống như một mặt to lớn gương, ngay lù lù xây đè xuống. Đem quanh mình tất cả ăn người cá chuối đánh chúng, cũng đem hơn nửa chôn vùi là từng đạo khói xanh. Số lượng không nhiều may mắn còn sống sót ăn người cá chuối rơi xuống ở khúc sông bên trong, bởi vì thân xác thối giữa, đưa đến bị khác ăn người cá chuối gặm ăn. Sóng sóng sóng, bình bịch bịch, từng đạo nước gợn tiếng truyền ra, rơi xuống đi xuống hơn trăm cái ăn người cá chuối trong chốc lát bị gặm ăn sạch sẽ. Giữa không trung Diệp Thần thấy một màn này, trong lòng dâng lên đạo đạo dùng mình, loại cá này loại thật đúng là lợi hại, tốc độ nhanh, dáng người lớn. Răng sắc bén, một chút đều không hợp với lẽ thường, giữ bình thường mà nói, dáng người khổng lồ loài cá, động tác cũng hơi chậm, nhưng là ăn người cá chuối nhưng là bình thường loài cá hung thú trăm lần nhanh, hơn ngàn cái ăn người cá chuối gặm ăn trăm cái bị thương ăn người cá chuối, lại có thể không tới một giây đồng hồ, liền đem toàn bộ gặm ăn sạch sẽ. Khó có thể tưởng tượng, Diệp Thần nếu là rơi xuống, lấy hắn thân thể độ cứng, chỉ sợ cũng không nhịn được bao lâu đi. Vèo vèo vèo. Mặt sông kịch liệt hỗn loạn, trong chốc lát bây giờ, đưa tới càng nhiều hơn ăn người cá chuối. Một khắc sau, quanh mình khắp nơi đồng thời nhảy lên hơn 10.000 cái ăn người cá chuối, tổng cộng là mấy chục ngàn cái ăn người cá chuối đồng thời nhảy ra mặt nước, thanh thế cuồn cuộn, tối om om một phiến phiến, đem thương khung và ánh trăng cũng che đậy ở, mỗi một cái ăn người cá chuối cũng giống như địa ngục sứ giả vậy, khủng bố tuyệt luân. Chúng trên mình tản mát ra đạo đạo kinh khủng hơi thở. Chợt giữa không trung dương ra hàm răng sắc bén, bên trong truyền ra đạo đạo đậm đà mùi máu tanh, như vậy trận thế dưới, hỗn nguyên cảnh võ giả như không tiến hành không gian truyền tống, hoặc là biến dạng không gian rời đi, cũng sẽ ở cá trận dưới sự công kích tiêu diệt. Xem ra, Linh Vận Tiên Tôn bọn họ là quyết tâm muốn giết chết Diệp Thần, nếu không phải điều khiển 30 cái là ma cá hội tụ. Nơi nào sẽ đưa tới như thế nhiều ăn người cá chuối à? Sông Hắc Thủy ở giữa ăn người cá chuối là không thiếu, nhưng là cả mặt sông bát ngát vô cùng, vẻn vẹn chỉ là có mấy trăm ngàn cái ăn người cá chuối. Có thể không nghĩ tới. Diệp Thần đến lúc này, hơi có chút động tĩnh, nguyên bản thật nhiều con có thể đưa tới hơn ngàn cái ăn người cá chuối chú ý. Nhưng cuối cùng nhưng là đưa tới đến gần 100.000 cái ăn người cá chuối mãnh công. Tịch diệt đại đạo. Hủy diệt đại đạo, bất diệt đại đạo, sát lục đại đạo. Diệp Thần khẽ gọi ra từng cái đại đạo, sau lưng rủ xuống hạ phong cách cổ xưa rộng lớn kiếm khí cùng khí sát phạt, Chu Thần kiếm và Diệt hồn ma thần thương ngang trời đứng, lưu chuyển càn khôn hai khí,
chừng 10 chuôi hỗn nguyên tiên khí bay ra, mỗi người toát ra từng đạo ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, một cái dài đến 3.000 mét sông dài chậm rãi xuất hiện ở Diệp Thần đỉnh đầu. Là Tịch Diệt Đại Đạo. Trên đó vô số mất đi Phật Thích Ca tiếp xiết liền ra, quanh quẩn đầy trời mất đi Phật văn. Đi theo ba cái 3.000 mét dáng dấp đại đạo sông dài nổi lên, hủy diệt sông dài bên trong dâng lên hai tôn bất diệt chiến thần, mỗi người cầm đao kiếm trong tay giết ra, đạp không giữa không trung, dưới chân sinh ra nhiều đóa năm múi hủy diệt đóa hoa, sau đó bay tản ra tới. Bất diệt đại đạo sông dài và sát lục đại đạo sông dài. Mỗi người bộc phát ra vô số mạnh mẽ sáng bóng và ý định giết người. Một tôn tôn đặc thù chiến khôi, cũng hoặc là ngưng kết ra chiến thần hư ảnh, rối rít hướng chung quanh ăn người cá chuối lướt đi. Ầm oanh, oanh oanh, từng đạo tiếng nổ truyền ra. Đầy trời máu bắn tung văng khắp nơi, mất đi Phật văn tạo thành từng đạo đồ, xoay tròn đánh giết ra, trực tiếp xé ăn người cá chuối tạo thành đội ngũ, càng đem bên trong bảy đầu là ma cá đánh tan. Hai tôn bất diệt chiến thần, chu diệt mấy ngàn ăn người cá chuối. Bất diệt chiến thần, giết hại chiến khôi đợi một chút, quyết liền đánh chết hơn 10 vị thần vương cảnh là ma cá. Vào giờ phút này, Diệp Thần liền giống như chiến thần vậy, một người đối kháng một cái chủng tộc. Một người diệt nhất tộc. Một người có thể nói trăm vạn hùng binh, coi là tuyệt thế thiên kiêu, không gì không thể. Không có bất kỳ người có thể chống đỡ hắn. Huống chi, chỉ là chính là ăn người cá chuối. Binh bịch bịch, bịch bịch. Trong sông không ngừng có ăn người cá chuối ngã xuống, vào nước tiếng này thay nhau vang lên. Nhưng mà, càng nhiều hơn ăn người cá chuối ở giữa không trung bị đánh trúng thời điểm, cũng đã chia năm xẻ bảy, cũng hoặc là bị lực lượng hủy diệt đánh trúng, thành phiến hóa thành khói xanh bay tản ra tới, vô cùng nguy nga. Như một màn này mạc, nhìn trong lầu các linh vận tiên tôn rơi vào trầm tư chính giữa, không ở tự lẩm bẩm, thật là mạnh, người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Không có dùng thân xác oai, không có dùng huyết mạch lực, đơn thuần vận dụng đạo của mình lực. Một cái cấp một đạo lực, ba cái cấp hai đạo lực. Bốn đạo lực kết hợp, lại có thể bộc phát ra nhất là nhằm vào ăn người cá chuối công kích, cho dù là mấy trăm ngàn ăn người cá chuối, thậm chí còn dần dần họp lại một nhóm khác hơn 200 ca con ăn người cá chuối, lại có thể đều ở đây Diệp Thần mãnh công hạ, 10 không tích chữ một. Diệp Thần, rất mạnh à. Vô cùng cường đại, nhập thần cảnh, lĩnh ngộ năm con đường lực. Cho dù là linh võ đại lục trong lịch sử, cũng không có như vậy võ giả, càng không có như vậy có thể đem năm con đường lực, mỗi một cái đều phát huy được sâu sắc võ giả. Diệp Thần hành động này, có thể nói khai sáng linh võ đại lục thần tích, sợ rằng đời sau mấy trăm ngàn năm, thậm chí còn mấy triệu bên trong, cũng sẽ không lại có võ giả có thể lập lại loại này cảnh tượng nguy nga. 350.000 đầu ăn người cá chuối. Bị Diệp Thần một người, chu diệt vượt qua 270.000 đầu. Bắc Cung Hoành Thiên nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt tràn đầy từng cổ một hoảng sợ ý, thậm chí bản tâm của hắn đều run rẩy. Diệp Thần! Cái này còn là người à? Đây quả thực là ma thần à, giết như thế nhiều loài cá hung thú, lại có thể không bị một chút sát khí ảnh hưởng đến. Ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, một chút nhập ma dấu hiệu cũng không có. Không đúng, hắn không biết nhập ma. Hắn vốn chính là ma. Bắc Cung Hoành Thiên nhớ ra rồi, Diệp Thần là sơ đại huyết mạch à, hơn nữa nghiêng về tại cổ đại ma thần huyết mạch à. Hôm nay oai, liền giống như thời đại thượng cổ những cái kia ma thần thanh niên thời đại uy mang. Thời đại thượng cổ, được gọi là ma thần hạng người, cái nào không phải trời nhảy vút anh tài. Cái nào không phải sát thần, cái nào không phải lòng dạ ác độc, quả quyết ngoan tuyệt hạng người. Giận dữ liền đồ sát thiên hạ ma bên trong thần minh. Bây giờ, một tôn tân sinh đời ma thần, đang quật khởi ma thần ngay tại hắn trước mắt, hắn như thế nào có thể chấn định lại? Bắc Cung Hoành Thiên tinh tế quan sát linh vận tiên tôn và hồn tộc lão tổ, tâm tính vô cùng cái biến hóa, không ngừng suy tư nói, giúp Diệp Thần. Diệp Thần huyết mạch, Diệp Thần tàn nhẫn và quả quyết chi độ, tuyệt đối đáng giá được ta Bắc Cung gia tộc đi đầu tư hắn. Diệp Thần chỉ cần không chết hiểu, tất nhiên đứng ở linh võ đại lục đỉnh cấp. Ta Bắc Cung gia tộc cùng ma thần giao hảo, lo gì không xưng bá Tây Vực. Bắc Cung Hoành Thiên ánh mắt lần nữa biến hóa,
nhìn chằm chằm thiên địa trong kính hình ảnh, Diệp Thần toát ra bốn con đại đạo lực, hoàn toàn hóa thân là ma thần, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm súng, cơ hồ tàn sát sạch liền nước đen huyền sông chính giữa tất cả ăn người cá chuối. Hắn càng xem càng là sắc mặt thảm trắng, tự lẩm bẩm, 4190k chỉ ăn người cá chuối à? 49 cái là ma cá à? Toàn bộ bị Diệp Thần tàn sát. Vì vậy, Diệp Thần còn bước chân vào nhập thần cảnh cửu tầng thiên, năm cái đại đạo đều có hướng thần vương đạo chất biến kích thước. Nếu như năm cái đại đạo, toàn bộ biến chất là thần vương đạo nói. Diệp Thần chỉ ít có thể trực tiếp bước vào thần vương cảnh trung kỳ chứ. Bởi vì năm cái đại đạo, mỗi một cái đều không phải là đặc thù đại đạo à, đều là vô cùng là mạnh mẽ, thậm chí thế gian hiếm có, trong triệu võ giả mới có thể có một cái võ giả có thể xây ra đại đạo, mà Diệp Thần trên mình nhưng hội tụ năm cái như vậy nghịch thiên đại đạo. Một cái đại đạo biến chất, đủ để cho Diệp Thần nhanh chóng bước vào một cái cảnh giới nhỏ. Năm cái đại đạo biến chất, Diệp Thần cho dù không được là thần vương cảnh ngũ tầng thiên, chỉ sợ cũng sẽ trở thành là thần vương cảnh tầng 3-4 ngày đi. Mấu chốt là, hợp đạo thần khí, Bắc Cung Hoành Thiên chợt nhớ tới Diệp Thần còn có một chuôi hợp đạo thần khí, hắn ánh mắt dần dần híp lại, chợt vô cùng hối tiếc à, thầm nghĩ, Diệp Thần nếu là dùng hợp đạo thần khí tới đột phá. Đây chẳng phải là trực tiếp có thể trở thành thần vương cảnh 5-6 tầng. Chiến lực sánh vai hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Trực tiếp một bước bước vào trung hạ du võ giả trong hàng ngũ, hoàn toàn thoát khỏi tầng thấp thân phận. Lại cho hắn một ít thời gian, hắn tiến vào thần vương cảnh đỉnh cấp, hoặc là hỗn nguyên cảnh, khởi không phải có thể chống lại hợp đạo cảnh võ giả. Một cái hỗn nguyên cảnh thanh niên võ giả, có thể làm hợp đạo cảnh tới dùng. Bắc Cung Hoành Thiên đã không dám tin tưởng cái kết quả này, Diệp Thần mang cho hắn rung động, quá lớn. Nhất là Diệp Thần tấn thăng tốc độ và tiềm lực, quá mạnh mẽ, vô luận thân xác, cảnh giới võ đạo, vẫn là đạo lực, linh lực, cơ hồ là ở toàn diện tăng lên, không có vậy một mặt là kém, nếu không phải phải nói yếu, cũng chính là cảnh giới võ đạo yếu đi một ít. Nhưng mà, hết thảy các thứ này cũng tất nhiên ngắn ngủi. Nhất định phải giúp Diệp Thần. Linh vận tiền bối, Diệp Thần đã vượt qua nước đen huyền sông, chúng ta liền không quấy nhiễu liền đi. Ta cảm thấy, hết thảy nhìn bầu trời mệnh đi, Bắc Cung Hoành Thiên lên tiếng tự vừa nói, đồng thời nhận lấy trận pháp đá, vật này bày mình nơi này tốt nhất, người khác không cơ hội lại đi hại Diệp Thần nhất định có thể phá trận. Bắc Cung Hoành Thiên tin chắc hết thảy các thứ này. Linh Vận Tiên Tôn thấy một màn này, khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói cái này hèn mọn tiểu tử, đích xác có chút thủ đoạn, Bắc Cung Hoành Thiên ngươi thái độ thay đổi ngược lại là mau. Bất quá. Bổn tôn ngược lại cũng có chút thưởng thức hắn. Có lẽ, hắn ra trận pháp, bổn tôn ngược lại là sẽ cân nhắc tiếp nhận hắn, đồng ý hắn. Dĩ nhiên đây hết thảy trước đề ra, hắn phải nghe theo bổn tôn bất kỳ an bài. Càng phải hướng bổn tôn nói xin lỗi. Linh Vận Tiên Tôn không ngốc, bây giờ Diệp Thần trên mình bạo phát ra cực mạnh tiềm lực đủ để cho nàng đem tức giận tạm thời gác lại. Thậm chí nàng có thể không so đo trước kia ân oán. Dù là cho Diệp Thần một ít cơ duyên, vậy không có vấn đề gì. Bởi vì Diệp Thần một khi lớn lên, rất có thể có giúp cho nàng trở thành linh tiên đế cung chân chính cung chủ. Đến lúc đó, Diệp Thần, Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh ba người, tất nhiên sẽ trở thành là nàng trợ thủ đắc lực. Dĩ nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là cái thằng nhóc này có thể nghe lời. Hồn tộc lão tổ nghe được hai người lời nói, nhất thời nổi nóng vạn phần. Hắn căn bản không chính xác Diệp Thần còn sống đi ra trận pháp. Hai vị, các ngươi nói những lời đó còn quá sớm, thiên địa hồn long, nhưng mà hợp đạo cảnh đỉnh cấp trận linh, Diệp Thần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồn tộc lão tổ cắn răng tin chắc Diệp Thần hẳn phải chết, hắn ngưng mắt nhìn hai người, lửa giận trong lòng mạnh mẽ cháy, bề ngoài nhưng là trấn định như thường. Linh Vận, Bắc Cung, các ngươi hai cái cỏ đầu tường. Diệp Thần cho thấy thực lực và thiên phú, các ngươi lại có thể không muốn giết hắn, còn muốn giúp hắn. Đáng hận à. Đáng hận bản lão tổ không cách nào động thủ à. Hợp đạo cảnh đỉnh cấp. Linh Vận Tiên Tôn và Bắc Cung Hoành Thiên nhìn nhau, tựa hồ cũng cảm thấy Diệp Thần có thể xông được qua. Chỉ bằng mượn ban đầu Diệp Thần nhập thần cảnh thất tầng thiên, có thể bộc phát ra hợp đạo cảnh nhất tầng thiên chiến lực.
Bây giờ, Diệp Thần sắp lên cấp thần vương cảnh, tất nhiên có thể bộc phát ra hợp đạo cảnh hậu kỳ chiến lực, huống chi, chỉ là hái vạn năm hồn long thảo mà thôi. Gác lửng bên kia ba đại cường giả. Đã có hai cái thay đổi quan niệm. Còn dư lại hồn tộc lão tổ, mặc dù cắn răng nghiến lợi, nhưng là làm sao không có biện pháp ra tay. Vạn niên hồn long trận bên này, Diệp Thần đi tới tầng thứ hai và tầng thứ nhất nơi ranh giới, chuẩn bị hướng chỗ sâu lúc, chính là cảm thụ đạo một cổ gió lạnh từ chỗ sâu tới, hắn thậm chí không nhịn được dùng mình một cái. Hắn thành tựu người tu luyện, đã không biết bao lâu không đánh dùng mình. Xem ra, lập tức phải đến gần trận pháp hạch tâm. Kỳ Lâm, bỏ mặc bên trong có hơn khó khăn, ta cũng sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Diệp Thần tiếp tục đi về phía trước, trong bóng tối, hắn mơ hồ bây giờ nhìn thấy một cái cự long, ngược lại giống như hoa hạ trong truyền thuyết thanh long vậy, cao lớn thân thể sinh trưởng tứ chi, sau lưng sinh ra hai cánh, hai viên to lớn quả nhãn, tản mát ra màu u lam lạnh người sáng bóng, tựa như liếc mắt nhìn liền sẽ rơi vào vô tận ngục vậy. Mấu chốt điều này cự long tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Chung quanh gió lớn chính là từ trên người nó tạo thành. Trận linh. Trấn thủ tòa đại trận này trận linh, thiên địa hồn long, cảnh giới hẳn là hợp đạo cảnh tầng 8 tầng 9 thiên. Diệp Thần cho ra cái kết quả này, đều không ở kinh ngạc. Không đạo lý à, vị kia hồn tộc lão tổ cũng chỉ là tạo hóa cảnh nhị tầng thiên, làm sao bố trí ra được tòa đại trận này? Chẳng lẽ là hồn điện tiên tôn cấp bậc trưởng lão bố trí ra? Cho nên chỉ là một tòa đại trận, đều có như vậy thần uy. Ngay tại Diệp Thần sâu tư đang lúc, dư quang đột nhiên phát hiện cái gì? Vạn năm hồn long thảo. Quá nhiều, Diệp Thần trước mắt sáng lên, ngưng mắt nhìn thiên địa hồn long long ổ dưới một phiến phiến rậm rạp màu băng lam thuốc thực, bất ngờ chính là vạn năm hồn long thảo, tỉ mỉ mấy cái tới có chừng trăm bụi cây chi hơn. Khó trách trông chừng đều là hợp đạo cảnh đỉnh cấp trận linh. Bên ngoài càng còn có một cái tạo hóa cảnh nhị tầng thiên hồn tộc lão tổ trấn giữ. Thanh thế như vậy, quá mức thật lớn. Sợ rằng chỗ này nơi hồn tộc, là đặc biệt là hồn điện bồi dưỡng vạn năm hồn long thảo đi. Nếu không, từ đâu tới như thế nhiều vạn năm hồn long thảo à? Vạn năm hồn long thảo phảng phất có linh, chú ý tới Diệp Thần tồn tại, chập chờn mà động. Một đạo ánh sáng nhàn nhạt mang theo gió lớn rơi vào Diệp Thần quanh thân. Trận pháp nồng cốt thiên địa hồn long tự nhiên chú ý tới Diệp Thần, nó quả nhãn hơi đảo qua, không có chút nào để ý. Ở nó trong mắt, một cái nhập thần cảnh tiểu tử, chân thực quá mức rác rưởi, nó căn bản không để được nửa điểm hứng thú. Nhưng là, chỉ cần Diệp Thần một khi đến gần, nó liền biết nhúc nhích dùng uy áp ngay tức thì để cho Diệp Thần hóa là bột. Đang lúc này, Diệp Thần phát hiện túi đá màu đen dị động. Ngay tại đá màu đen muốn lúc bay ra, Diệp Thần cưỡng ép đè lại đá màu đen bay ra ngoài xung động. Hắn có thể biết bên ngoài ba vị đang quan sát mình. Luân hồi mộ địa là hắn lớn nhất bí mật, không thể bị người bất kỳ phát hiện. Cũng may, đá màu đen rất nhanh an tĩnh lại. Mà cùng thời khắc đó, luân hồi mộ địa ba tấm bia đá nổ bể ra, ba cổ hơi thở ngất trời, sau đó bóng người nổi lên. Có đeo kiếm ngạo nghễ, có cầm đao đứng, có quanh thân lơ lửng mấy chuôi hợp đạo thần khí, hai nam một nữ, mỗi một vị cũng tản mát ra vô cùng khí tức mạnh mẽ. Chợt, ba đạo thân ảnh bắt đầu hồi phục, lầm bầm lầu bầu giới thiệu mình thân phận. Tựa hồ giống như là trình tự cố định vậy. Chính giữa, vị kia đeo kiếm người đàn ông bước ra một bước, mi để tâm một chút kiếm ý lan truyền, trường kiếm trong tay ngất trời hóa thành thần long bay lượn ở luân hồi mộ địa bên trong. Huyết kiếm là làm thần long thiên địa du, thế gian ước chừng ta tiêu diêu thần quân. Minh khí đỉnh, lấy đao vi tôn. Đao bên trong lấy ta vi tôn, ngang dọc côn luân 3000 trở, đến nay khó có thua trận, vạn tái càn khôn tìm địch thủ, chỉ ta đao bên trong chu diệt thần quân. Vị kia cầm đao người đàn ông trung niên tay cầm một chuôi bá đạo trường đao, giống như bá vương trên đời, hào khí can vân. Còn như cuối cùng một vị nữ tử, thanh âm thanh duyệt đứng lên. Nghìn năm gian, vạn năm vũ, thế gian vạn năm như mây trôi, chỉ ta điệu múa động chín tầng trời. Thanh âm rơi xuống, Diệp Thần kịp phản ứng, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía ba vị cường giả. Tiêu diêu thần quân, chu diệt thần quân, cửu vũ thần quân, côn lôn hư thời đại thượng cổ ba đại hợp đạo cảnh cửu tầng thiên cường giả,
đã từng liên thủ ngăn cản qua cường giả tạo hóa cảnh tồn tại. Bọn họ cũng đều là tương đương với nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại, cho dù độc thân hơi yếu một ít huyết linh tộc lão tổ, nhưng ba người hợp lực, đủ để đánh chết Khuê Ảnh, nếu không phải bị Nam vực Bắc cung gia tộc tạo hóa cảnh thái thượng trưởng lão ra tay, huyết linh tộc còn công không được Côn Lôn hư. Này cùng cái thế võ giả thần niệm, tỉnh lại. Hơn nữa một hơi vẫn là ba vị. Cái này đặc biệt vậy quá đã đi. Thời khắc này Diệp Thần có loại bị may mắn túi đại lễ đập trúng hưng phấn cảm giác. Năm xưa, thượng cổ đại chiến thời kỳ, Bắc cung gia tộc phân Nam vực và Tây vực. Tây vực Bắc cung gia tộc chính là Bắc cung Hoành Thiên gia tộc. Mà Nam vực Bắc cung gia tộc, cũng chính là huyết linh tộc chỗ ở Bắc cung gia tộc, điều động ba vị tạo hóa cảnh thái thượng trưởng lão. Chính giữa, một vị tạo hóa cảnh ngũ tầng thiên, một vị tạo hóa cảnh tam tầng thiên. Một vị tạo hóa cảnh nhất tầng thiên. Tạo hóa cảnh nhất tầng thiên vị kia thái thượng bát trưởng lão, nguyên vốn cho là Tiêu Diêu thần quân cùng ba người, bất quá tầm thường hợp đạo cảnh cửu tầng thiên võ giả mà thôi, như muốn đánh chết, kết quả vô tình dưới, lại có thể bị Tiêu Diêu ba quân ba người hợp lực bị thương nặng, thậm chí phai mở đối phương thần thể cấp thân xác, suýt nữa chém chết vị này thái thượng trưởng lão. Cuối cùng, vẫn là vị kia tạo hóa cảnh ngũ tầng thiên thái thượng ngũ trưởng lão ra tay. Mới đưa bọn họ ba người bị thương nặng, chợt bị Khuê Ảnh bắt cầm tới. Không thể không nói. Năm đó Côn Lôn hư, đứng hàng tại bên trong vũ thế giới, cũng là một cái thế giới, nội tình cũng không phải là một cái tông phái có thể sánh ngang. Tham chiến hợp đạo cảnh võ giả vượt qua 30 vị, hợp đạo cảnh hậu kỳ đỉnh cấp trên ít nhất có 10 vị, bảy đêm thần quân, bách kiếm thần quân, cùng với Tiêu Diêu thần quân, Chu Diệt thần quân, Cửu Vũ thần quân đều là. Như vậy khổng lồ chiến lực, nếu không phải là có Nam vực Bắc cung gia tộc tham chiến, Côn Lôn hư tuyệt không bị thua. Bái kiến ba vị thần quân. Nơi đây chính là luân hồi mộ địa, ba vị thần quân thần niệm bị đoạn lấy đến nơi này, mà ta là luân hồi mộ địa chủ nhân Diệp Thần, đồng thời cũng là hiện đảm nhiệm Côn Lôn hư đứng đầu. Diệp Thần ôm quyền thi lễ, đối với thời đại thượng cổ, bảo vệ Côn Lôn hư võ giả, hắn cũng tâm tổn lớn nhất kinh ý. Diệp Thần cũng ở đây đoán tạo thần quân chủ trong miệng biết được, năm đó bị huyết linh tộc bắt người, cùng với chết trận người tình huống đại khái. Trước mắt ba vị này, là Côn Lôn hư bị bắt cầm hơn 30 người bên trong, cường đại nhất một nhóm. Thậm chí liên thủ có thể giết tạo hóa cảnh nhất tầng thiên võ giả, nếu như tay cầm thời không chi binh, đánh chết tạo hóa cảnh hai tam tầng thiên võ giả, chưa chắc không thể. Diệp Thần thấy ba vị thần quân, còn đang khôi phục trí nhớ. Trong chốc lát không có phản ứng kịp, liền ngưng mắt nhìn luân hồi mộ địa rất nhiều mộ bia tình huống. Trăm khối mộ bia, ý nghĩa trăm vị đại năng. Chính giữa một số mộ bia hàm chứa Côn Lôn hư đại năng thần niệm. Một số mộ bia, hàm chứa linh võ đại lục càn khôn sát vực tất cả đại thiên tôn thần niệm. Còn như còn dư lại những thứ khác hơn 40 khối, hắn còn không có tư cách biết lai lịch. Nhưng là tuyệt đối rất mạnh. Còn như Côn Lôn hư. Bị giam cầm chừng 30 vị đại năng. Bây giờ, coi như ở luân hồi mộ địa, đã xuất hiện 16 vị. Thần vương cảnh 5 vị. Hỗn nguyên cảnh 4 vị. Hợp đạo cảnh 7 vị. Đối ứng đoán tạo thần quân nói tình huống, những thứ này bị giam cầm đại năng, đều có năng lực đặc thù, nắm giữ cấp 2 trở lên đạo lực võ giả, hoặc là lĩnh ngộ ra đặc biệt pháp quyết, cũng hoặc là biệt dạng phép tắc võ giả. Mới sẽ bị huyết linh tộc lão tổ giam cầm ở. Bất quá, huyết linh tộc lão tổ ngược lại là vô cùng gan dạ, cầm giữ hơn 10 vị hợp đạo cảnh võ giả ở mình môn phái chính giữa. Là thật lòng không sợ những thứ này Côn Lôn hư võ giả khôi phục, đem máu hắn linh tộc và huyết kiếm môn cho diệt tuyệt. Huyết kiếm môn, huyết linh tộc, cố nhiên rất mạnh. Đối với Diệp Thần mà nói, muốn không được bao lâu, hắn liền sẽ có tư cách dung chuyển. Thằng nhóc. Người khí tức trên người. Cửu Vũ thần quân thanh tuyệt trên gương mặt xinh đẹp, mang một cổ kinh ngạc thần sắc. Nàng cả người phượng hoàng hỏa bào, lộ vẻ được phá lệ giống như thần vai nữ một vậy, cặp mắt lẳng lặng quét nhìn chung quanh hết thảy, đánh giá bao gồm băng kiếm tiên tôn, dược sư Phật, nhật quang Phật và nguyệt quang Phật các người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, nói trên mình ngươi, có Trần An Bình đích vạn vật chế tạo quyết hơi thở. Vượt quá. Còn có Lâm Thanh Huyền y thuật hơi thở.
bất diệt đứng đầu bất diệt thần vương đạo hơi thở. Xiết thần quân vạn an tuyệt, đi tới, tỉ mỉ được đánh giá Diệp thần, càng xem càng là cảm giác hoảng sợ. Ngoài ra một vị tiêu diêu thần quân, lộ vẻ được phá lệ tiên phong đạo cốt trung niên võ giả, quan sát tỉ mỉ Diệp thần sau đó, không ở cảm khái nói, ngươi là bách kiếm thần quân đạo truyền đệ tử, thần hồn của ngươi lực không cùng, tựa hồ còn tu luyện thiên tuyệt huyền nữ mạc ngưng nhi thiên chuyển linh hồn, đi qua biến chất. Không, còn có càng hơn bạn già hơi thở. Hắn đứng chắp tay, mím môi một cái, nói Trần An Bình, Vương Càn Thiên, Niếp Bách Kiếm, Mạc Ngưng Nhi, bất diệt đứng đầu, vạn đạo kiếm tôn Trần An Lê chờ hơi thở, trên mình ngươi đều có. Ngươi để tu luyện bọn họ căn nguyên công pháp. Trước mắt cái này tự xưng Côn Lôn hư đứng đầu thanh niên võ giả. Lại có thể có như thế nhiều bạn già công pháp. Tựa hồ là hội tụ bọn họ công pháp làm một thể, cho nên trong cơ thể hơi thở vô cùng hỗn tạp. Các loại công pháp đều có, đánh giết chữa đợi một chút tinh thông mọi thứ, ngược lại giống như một cái hoàn mỹ thể, dường như những cái kia bạn già cũng xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa cho người này để lại mình công pháp truyền thừa. Tiêu diêu thần quân hơi nhắm mắt lại, nhớ lại nguyên nhân hậu quả, chợt nhìn về phía Diệp thần, hơi ôm quyền, nói tại hạ là tiêu diêu thần quân Lý Kiếm An, là thanh thiên môn khai phái lão tổ, nếu ngươi là Côn Lôn hư đứng đầu. Ta thanh thiên môn vẫn còn ở chứ? Ở. Diệp thần tiện tay đánh ra một đoạn trí nhớ đoạn phim, là liên quan tới thanh thiên môn vị kia nữ trưởng môn chẳng biết xấu hổ lôi kéo đạo tông tông chủ, kết hợp trên trăm vị đế tôn cảnh muốn tuyệt sát mình cảnh tượng, chính là ban đầu mình ở ngàn tuyệt thành chọn trăm phái thanh niên võ giả sau đó, đi ra ngoài gặp gỡ tập sát trận chiến ấy. Một màn này trí nhớ đoạn phim, còn bao gồm tám đại phái tông môn, bức bách đệ tử mình. Để đổi lấy mình sinh tồn cảnh tượng. Ba vị thần quân nhìn sắc mặt dần dần điên cuồng, Chu Diệt thần quân vạn an tuyệt chợt bóp vỡ cảnh tượng mảnh vỡ, tức giận không thôi nói, Côn Lôn hư tông môn, lại có thể biến thành như vậy hình dáng, những người này, thật là quên bản. Ta Côn Luân tông hậu nhân, giống vậy vô sỉ, đáng chết. Nói chuyện chính là cửu vũ thần quân là cửu khanh, tuy thân là cô gái, nhưng anh vũ không giảm. Ba vị thần quân, không cần quá tức giận, Diệp thần lại truyền qua một đạo đoạn phim, là liên quan tới phía sau sự việc, thẳng đến huyết linh tộc hạ xuống, mình đánh lui huyết linh tộc người, thống nhất Côn Lôn hư cảnh tượng đoạn phim hình ảnh. Hắn từ từ nói, bây giờ Côn Lôn hư lấy ta làm chủ, mà ta chính là Quang Minh Điện Đường vương chủ, chư vị thần quân cửa phái, hiện là ta Quang Minh Điện Đường dưới phân các, ban đầu đầu dựa vào huyết linh tộc hoàng gia, nhân vật đầu não cũng bị ta đánh chết. Còn lại tông phái vậy đại đa số lấy công chuộc tội, đều ở đây là chống cự huyết linh tộc cố gắng tu luyện. Bây giờ, ta đã là nhập thần cảnh cửu tầng thiên, xin ba vị thần quân giúp ta, đợi đến ta thành tựu hợp đạo cảnh lúc. Liền tiến vào huyết linh tộc bên trong, cứu giúp tất cả vị tiền bối thân phận thật sự. Ba vị thần quân nghe được lời này, lại liên tưởng chuyện lúc trước, thậm chí là từng màn kia cảnh tượng, cùng với Diệp thần trên người các vị bạn già công pháp. Bọn họ ba người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều khẽ gật đầu, ánh mắt tường hòa vậy không thiếu. Các vị bạn già thần niệm, hẳn đều ở chỗ này hồi phục. Hơn nữa đem Diệp thần vị này luân hồi mộ địa chủ nhân, làm là đạo của mình truyền đệ tử, truyền cho hắn công pháp. Bất quá, 20 hơn tuổi lên cấp nhập thần cảnh cửu tầng thiên. Đã rất kinh khủng. Không hổ có thể trở thành bây giờ Côn Lôn hư chủ nhân. Côn Lôn hư từ bọn họ rời đi, bị hạ xuống vì thấp phủ thế giới, đế tôn cảnh là đỉnh cấp. Chắc hẳn, Diệp thần tu luyện tới bây giờ, vậy hao phí không thiếu tinh lực đi. Được, chúng ta sẽ tương trợ ngươi. Đồng thời, cũng sẽ đem chúng ta công pháp căn nguyên, truyền cho ngươi. Trong ba người mạnh nhất Chu Diệt thần quân lên tiếng. Diệp thần chợt một mặt thận trọng, ôm quyền hơi cúi người, lại ngay sau đó được lễ bái sư. Nói, ba vị tiền bối vừa truyền thụ ta công pháp, chính là ta sư tôn, đồ nhi Diệp thần, bái kiến ba vị sư tôn. Thật tốt, như vậy thiên phú, như vậy tài cán thiên kiêu, thành tựu chúng ta đồ, chúng ta vui vẻ yên tâm à. Côn Lôn hư có ngươi, khôi phục cường thịnh có thể vọng à. Ba vị thần quân tất cả đều cảm khái một phen. Nói xong, băng kiếm tiên tôn, ba tôn kim Phật các người tiếp liền tới đây, lẫn nhau chào hỏi một chút. Biết đối phương thân phận.
nhất là ba vị thần quân biết băng kiếm tiên tôn là linh võ đại lục vạn kiếm đế cung trưởng lão, hoàn toàn đối với Diệp Thần thân phận và hành vi tin chắc không nghi ngờ. Ba vị sư tôn, đồ nhi ngày thường sẽ không để cho các sư tôn ra tay. Trừ phi là gặp phải không thể địch tình huống. Diệp Thần sâu đậm nhìn một cái ba người, vô cùng nghiêm túc nói, bây giờ, ta cần xông trận, hái vạn năm hồn long thảo, cụ thể sự việc mời băng kiếm sư tôn là các ngươi giải đáp. Đợi hồi, ứng đối trận linh thiên địa hồn long, ngược lại là cần ba vị sư tôn ra tay tương trợ một hai. Hắn giao phó xong, thần hồn lực lượng liền thối lui ra khỏi luân hồi mộ địa, chuyên tâm ngưng mắt nhìn thiên địa hồn long. Điều này chấn giữ đại trận trận linh, giờ phút này nhưng là bàn ngủ ở mình long ổ bên trong, là tốt nhất ra tay thời cơ. Tương đương với hợp đạo cảnh tầng 8 tầng 9 ngày trận linh. Diệp Thần một thân một mình, dù là điều động tất cả hỗn nguyên tiên khí và hợp đạo thần khí, cũng rất khó làm bị thương đối phương. Cho nên, cần muốn mượn mấy vị sư tôn lực. Đây thật ra là cử chỉ điên cuồng, giá phải trả vậy sẽ rất lớn. Nhưng là hắn không có lựa chọn. Một khắc sau, Diệp Thần lấy ra một chuôi chày kim cang, hơi thả ra khí cơ, tạo thành một cái bảo vệ che chở ở từ toàn thân của mình, khiến cho được hơi thở không ngoài lộ. Từ từ nói, bảy vị sư tôn, mời mượn ta một ít lực lượng. Ta đem thúc dục 10 chuôi hỗn nguyên tiên khí, 100 chuôi thần vương khí và một chuôi hợp đạo thần khí. Âm thầm phát động một kích chí mạng. Bị thương nặng thiên địa hồn long sau đó, ta sẽ ném ra chiến khôi, hấp dẫn nó rời đi, sau đó đi hái vạn năm hồn long thảo. Diệt thiên địa hồn long. Diệp Thần không cái ý nghĩ này. Vậy không cần thiết này. Trừ phi mình bây giờ hỗn nguyên cảnh cửu tầng thiên, lại còn cực lớn lợi ích, ví dụ như thiên địa hồn long long ổ dưới, có một chuôi thời không chi binh, nếu không mình không cần phải vì trả thù hồn tộc, mà hao phí cực lớn lực lượng, đi tiêu diệt thiên địa hồn long. Như vậy, cái mất nhiều hơn cái được. Được, chúng ta sẽ cho dư ngươi lực lượng. Băng kiếm tiên tôn trả lời một câu, chợt phối hợp ba đại kim Phật, ba đại thần quân, lại phóng thích mình lực lượng. Bảy cổ lực lượng trực tiếp tụ vào Diệp Thần trong cơ thể, giống như long nhập sông nhỏ, ngay tức thì chướng được Diệp Thần sắc mặt đỏ bừng, thân xác có mơ hồ căng bể dấu hiệu. Bảy cổ lực lượng. Quá mạnh mẽ. Cho dù là mỗi người một cổ lực lượng, hợp lại cũng có thể sánh bằng một vị hợp đạo cảnh hậu kỳ võ giả một kích toàn lực. Lại không thả ra ngoài, Diệp Thần phải bị căng bể. Chợt, Diệp Thần nắm chuôi này tam phẩm hợp đạo thần khí, là một chuôi thiền trượng. Năm đó Kim Phật Mật Tông chủ trì sử dụng phương pháp khí, toàn lực vận chuyển mình trong cơ thể lực lượng, đồng thời dưới vào năm đạo lực. Thương thương thương, thương thương thương, 10 chuôi hỗn nguyên tiên khí, 100 chuôi thần vương cảnh, tất cả nổi lên. Mỗi một chuôi phương diện binh khí, Diệp Thần cũng bổ sung thêm vô cùng lực lượng mạnh, chợt ở một cái nháy mắt tức thì đem ném bắn ra. Binh bịch bịch, đạo đạo tiếng xé gió truyền ra. Hơn 100 chuôi binh khí trình độ vạch ra, bộc phát ra chọc trời vậy hơi thở. Nguyên bản không có nửa điểm hứng thú thiên địa hồn long, trong mắt đột nhiên trợn to. Nó cảm thấy một cổ uy hiếp, cực độ nguy hiểm. Một giây kế tiếp, người của nó ngay tức thì đứng lên, một đạo long ngâm vang khắp thiên địa. Vô số hồn lực rực rỡ quanh thân. Trận pháp bên trong phảng phất là ngày tận thế hạ xuống vậy. Nhưng mà... còn chưa cùng thiên địa hồn long bùng nổ, thiên trượng hợp đạo thần khí dẫn đầu đến, trực tiếp xuyên thủng thiên địa hồn long thân rồng, hủy diệt lực và mất đi lực, đau được thiên địa hồn long ngay tức thì phát ra kêu thảm thiết vậy rồng tiếng ngâm. Hai cổ đều là đặc thù lực lượng, một cổ là thế gian mạnh nhất, một cổ là tạo hóa cảnh dưới thứ nhất lực lượng. Làm sao ngăn trở? Rột rột, tí tách. Thiên địa hồn long thân rồng quanh quẩn ra một phiến phiến do hai cổ lực lượng kết hợp sinh ra được sóng gợn, đem nó thực thể hóa vảy rồng toàn bộ chóc, giống như là đem nó lột ra rút gân, rồi sau đó thiền trường hợp đạo thần khí xuyên thủng thân rồng, cắm vào sau lưng núi to bên trong. Làm sao có thể, lực lượng này, rốt cuộc tới từ nơi nào? Thiên địa hồn long giận giống lên, lại là bộc phát ra cực mạnh ý định giết người. Nó trong miệng phun ra một đoàn hồn diễm. Hồn diễm lại là tạo thành vô số lợi kiếm hướng Diệp Thần phương hướng đi. Nhưng là, bây giờ Diệp Thần bùng nổ lực lượng có thể không chỉ là hắn lực lượng, mà là bảy vị sư tôn lực lượng chi và.
cái này bảy vị mặc dù đến từ Côn Lôn Hư, nhưng cũng là thượng cổ Côn Lôn Hư à. Khi đó Côn Lôn Hư nhưng mà bên trong vũ thế giới, cường giả như mây, hoàn toàn không thua bây giờ linh võ đại lục phần lớn cường giả à. Diệp Thần biết mình cây bản không có tư cách cùng cái này thiên địa hồn long chiến đấu, chỉ có thể như vậy bí quá hóa liều. Một giây kế tiếp, hồn diễm đột nhiên biến mất. Diệp Thần thả ra lực lượng chân thực quá mức cường thế. Theo sát phía sau, 10 chuôi hỗn nguyên tiên khí bay tới, giống như 10 mặt trời vậy bộc phát ra chói mắt sáng bóng. Tất cả xuyên thủng thiên địa hồn long, lưu lại một cái lỗ máu. Hống! Hống! Ai! Phốc! Thiên địa hồn long mới vừa gầm thét một tiếng, còn chưa phản ứng liền bị trăm chuôi thần vương khí bọc lại. Một khắc sau, trăm chuôi thần vương khí sừng sững tự bảo. Bộc phát ra uy năng, không kém chút nào hợp đạo thần khí uy năng. Như vậy ba đạo công kích dưới. Thiên địa hồn long hư thể kỳ cấp 9 thân xác gần như tan vỡ, vảy rồng tứ tán đầy đất, trăm trượng thân rồng bị nổ được mình đầy thương tích, cả người máu tươi đầm đìa, giống như từ trong địa ngục bò ra vậy, gặp này cùng công kích, trực tiếp bị thương nặng. Chợt, nó thấy một đạo thân ảnh hướng bay đi, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ngự không bay khỏi. Loài người đáng chết võ giả. Lại có thể gan dám đánh lén bản long. Còn muốn nhất kích tập sát bản long à? Tập sát không được, còn muốn chạy. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Thiên địa hồn long bay qua giữa không trung, Diệp Thần mới khó khăn lắm đứng dậy tới, đã là thất khiếu chảy máu, thân xác mơ hồ mau băng liệt. Dẫu sao hắn bây giờ thân xác căn bản không chịu nổi nhiều cường giả như vậy lực lượng à? Lần này, chơi quá lớn. Lực đạo thật là mạnh, mấy vị sư tôn, lần sau cho lực tính hạn chế một chút, mạnh hơn nữa một chút, ta sợ còn không có làm bị thương thiên địa hồn long, chính ta thân xác liền được bị căng bể. Mới vừa rồi những lực lượng kia, đừng cầm đi tác chiến, Diệp Thần chỉ có thể chịu đựng mấy giây. Mấy giây bên trong không phóng thích hơn nửa, đó chính là đem mình căng bể mà chết kết quả. Vèo vèo, Diệp Thần rốt cuộc đi tới vậy phiến vạn năm hồn long thảo trước. Làm nhìn một phiến tiếp theo một mảnh vạn năm hồn long thảo, hắn thần giác buộc vòng quanh tà mị nụ cười, nói, không uổng chuyến này. Hắn vừa định đưa tay ra đụng chạm vạn năm hồn long thảo, nhưng phát hiện một cổ sát ý cuốn tới. Hắn vội vàng rụt trở về. Hắn mới vừa rồi cảm giác mình suýt nữa cánh tay biến dạng. Cái này vạn năm hồn long thảo lên lại vậy hàm chứa quy luật lực. Đáng chết, vậy ta nên làm sao lấy? Ngay tại Diệp Thần mặt mày ủ rột thời điểm, túi đá màu đen tản ra một đạo yếu ớt quang. Ánh sáng dần dần từ túi bên trong bay ra, như đom đóm một nửa ghé vào Diệp Thần trên tay. Đá màu đen, người đây là đang giúp ta. Diệp Thần nhìn một cái tay mình, cũng không nói nhảm, chợt nắm lên một bụi vạn năm hồn long thảo. Quả nhiên, vậy quy luật lực lại trực tiếp miễn dịch. Giờ khắc này, Diệp Thần càng phát ra tò mò đá màu đen lai lịch. Dĩ nhiên dưới mắt không phải cân nhắc chuyện này thời điểm, hắn đem vạn năm hồn long thảo bỏ vào luân hồi mộ địa bên trong, trực tiếp mấy vị sư tôn, xin các người hãy hỗ trợ cứu chữa Kỷ Lâm. Được. Băng kiếm tiên tôn tay cầm vạn năm hồn long thảo đi tới hôn mê Kỷ Lâm trước mặt. Tay hắn chỉ bắt pháp quyết, một cổ băng hàn lực ngay tức thì đem vạn năm hồn long thảo bay lên không, rồi sau đó chậm rãi trôi lơ lửng ở Kỷ Lâm trên mình. Vạn năm hồn long thảo lên tràn ra từng đạo quang, tung ở Kỷ Lâm trên mình. Kỷ Lâm gương mặt tái nhợt ngay tức thì đỏ mấy phần. Vạn năm hồn long thảo, ngưng. Băng kiếm tiên tôn điểm ngón tay một cái, vạn năm hồn long thảo đột nhiên co rúc lại, dần dần ngưng tụ ra một giọt chất lỏng. Chất lỏng ngay tức thì rơi vào Kỷ Lâm trong miệng. Một giây kế tiếp, Kỷ Lâm trên mình bắt đầu đổi thành vô hạn sức sống. Hữu hiệu, sau đó. Băng kiếm tiên tôn tan ra vạn năm hồn long thảo, đem lực lượng dẫn nhập Kỷ Lâm trong cơ thể, nói, giải độc hơn nửa, 7 ngày bên trong sẽ tự đi thanh trừ, còn thừa lại dược lực cũng có thể cứu những thứ khác bé gái, hồn độc giống vậy sẽ ở 7 ngày bên trong tự đi tán loạn. Kỷ Lâm cứu được. Diệp Thần khẽ gật đầu, hơi thở phào, ánh mắt quét qua những thứ này vạn năm hồn long thảo, nói, khế ước lên là một bụi. Nhưng là, người lão này lại có thể ở tầng thứ 2. Tầng thứ 3 điều động mạnh hơn tồn tại giết ta. Nếu nghĩ như vậy giết ta. Hừ.
Vậy ngươi những thứ này vạn năm hồn long thảo cũng đừng nghĩ muốn. Hồn tộc thì như thế nào, nếu đắc tội, dù là hồn điện tới, ta như thường để cho các ngươi không tốt qua. Phá hủy. Không sai, Diệp Thần muốn phá hủy cái này phiến trồng trọt vạn năm hồn long thảo long ổ chi địa. Một bụi vạn năm hồn long thảo, lại phối hợp một chuôi thời không chi binh, ý nghĩa một vị hồn tộc thậm chí còn hồn điện tạo hóa cảnh võ giả ra đời. Lấy hồn điện thượng đẳng tông phái địa vị và thế lực, thời không chi binh cố nhiên thiếu, nhưng vạn năm hồn long thảo không biết thiếu, có thể hồn tộc võ giả cùng linh võ đại lục những võ giả khác không giống nhau, những võ giả khác chỉ cần thời không chi binh liền có thể đột phá. Nhưng là hồn tộc võ giả, vượt quá lúc cần không chi binh, còn cần một bụi vạn năm hồn long thảo, thành tựu thần hồn lực chất biến chủ yếu tái thể, khiến cho đột phá đến tạo hóa cảnh sau đó. Thần hồn lực phối hợp thân xác, có thể thúc dục thời không quy luật, nếu là không có vạn năm hồn long thảo, cho dù cưỡng ép bước vào tạo hóa cảnh hồn tộc võ giả, cũng chỉ là nửa bước tạo hóa cảnh. Thần hồn lực không có biến chất, lại không thể thi triển thời không pháp quyết. Thân xác không cách nào biến chất là thần thể, chiến lực cùng hợp đạo cảnh cửu tầng thiên võ giả, vậy không kém quá nhiều. Chí ít, huyết linh tộc lão tổ Khuê Ảnh là nửa bước tạo hóa cảnh. Gần như tương đương với loại này nửa bước hồn tộc tạo hóa cảnh võ giả, hai người dưới so sánh, Khuê Ảnh nội tình còn muốn thâm hậu được hơn, chiến lực muốn mạnh hơn một ít. Thậm chí Chu Diệt Thần Quân, Cửu Vũ Thần Quân, đều có thể sánh bằng như vậy nửa bước tạo hóa cảnh võ giả. Cho nên, vạn năm hồn long thảo, đối với hồn tộc mà nói, cực kỳ trọng yếu. Không biết hồn tộc lão tổ đối với đau mất như thế nhiều vạn năm hồn long thảo sẽ là dạng gì cảm tưởng. Diệp Thần trong đôi mắt toát ra từng đạo tàn nhẫn sáng bóng, khế ước lên chỉ cho phép ta mang một bụi rời đi, cũng không nói không chừng ta phá hủy những thứ này vạn năm hồn long thảo. Khá lắm, tỉ mỉ mấy cái tới. Chừng 217 bụi cây, nói nơi này không phải hồn điện đặc biệt đào tạo vạn năm hồn long thảo địa phương ta cũng không tin. Hắn chợt lấy ra Chu Thần kiếm, kiếm trong tay quang lóe lên, đang không ngừng xúc lực chính giữa, tay phải đảo qua. Thu hồi chuôi này hợp đạo thần khí và 10 chuôi hỗn nguyên tiên khí, lại đánh tính trồng trọt vạn năm hồn long thảo địa phương. Trên khối thổ địa này, chất đất rõ ràng và tầm thường đất đai không cùng, toàn thể phơi bày màu đỏ như máu, mơ hồ không ngừng tràn ra máu tươi, hơn nữa không phải là người tầm thường máu tươi, mà là võ giả, hơn nữa là đắt tiền võ giả, thân xác vô cùng là cường hãn người máu tươi. Lấy máu nuôi đất, lại lấy đất nuôi vạn năm hồn long thảo. Lớn như vậy đất đai, chỉ ít giết vượt qua 200 vị hỗn nguyên cảnh, thậm chí hơn mấy chục vị hợp đạo cảnh, hư thể kỳ thân thể võ giả đi. Rào rào. Một đạo kiếm quang thoáng qua, chợt hóa thành rồng rắn đi sâu vào màu đỏ như máu trong đất. Chợt chỉ nghe gặp từng đạo nặng nề tiếng nổ, màu đỏ như máu đất đai hạ giống như là nhiều mạch căn cơ bị chém nứt, rõ ràng có thể gặp trên mặt đất tản mát ra hơi thở tan mất, cũng sẽ không tràn ra máu tươi. Ngược lại trên đó 217 bụi cây vạn năm hồn long thảo, toàn bộ khô héo. Còn chưa có chết tuyệt. Lão thất phu, người thành tựu trông chừng chỗ này địa điểm trọng yếu trưởng lão. Ta đang mong đợi thấy được người tuyệt vọng mà không giúp ánh mắt, cùng với người bị hồn điện trưởng lão xử tử hình dáng. Diệp Thần vậy hạ ngoan tâm, tay phải lấy ra diệt hồn ma thần thương, sừng sững một nhát thương đâm ở màu đỏ như máu trên đất, hoàn toàn đoạn tuyệt mảnh đất này sức sống. Cũng đem tất cả vật chất phá hủy, cho dù là như thế nhiều vạn năm hồn long thảo đều bị chốc lát gian hóa thành một phiến phiến cho tàn. Rào 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 rào. Rào 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 rào. Bể tan tành trên đất toát ra màu máu đỏ sáng bóng, chiếu ở trên bầu trời, phảng phất là một vị phong thần cường giả chết vậy. Thiên địa tương chiếu rọi, ngay tức khắc thương khung một phiến màu đỏ như máu, lại không còn mây sấm. Càng thấy được bao phủ ở phía trên vô số mây đen và khí sát phạt, chỉ còn lại một phiến màu máu đỏ bầu trời, thậm chí có mưa máu nhỏ giọt xuống. Thậm chí, mơ hồ có một đạo ánh sáng ảm đạm, ghé vào Diệp Thần túi trên đá màu đen. Chỉ gặp vậy đạo quang cuối cùng rơi vào còn không có tỉnh lại Kỳ Lâm trên mình. Nháy mắt tức thì, Kỳ Lâm quanh thân sinh ra cực mạnh thần hồn lực. Nhưng là rất nhanh, lại biến mất không gặp. Phảng phất từ tới không có tồn tại qua. Luân hồi mộ địa bên trong. Gay gâu. Mảnh đất này không đúng. Chu Diệt Thần Quân thần sắc biến đổi, vội vàng nói, đồ nhi,
mảnh đất này trên có một vị tiên tôn võ giả thần hồn lực, thành tựu tái thể, kiếp sau dài những thứ này vạn năm hồn long thảo. Người đánh nát những thứ này đất đai, phai mờ vạn năm hồn long thảo, giống như là phá hủy vị kia tiên tôn võ giả thần hồn lực. Tiên tôn, sở dĩ tự hào tiên tôn, chính là bởi vì thần hồn vô cùng khổng lồ, có thể so với chư tiên chi hợp, dù là một số thần hồn lực chết, hắn động tĩnh và chết trình độ, cũng có thể sánh bằng một vị hợp đạo cảnh thất tầng thiên võ giả chết. Hợp đạo cảnh võ giả chết. Thiên địa cộng khóc. Thần vương cảnh chết, giữa trời đất hiển hóa thần vương đạo văng tung tóe. Linh võ đại lục võ giả, nói là người, trên thực tế người người cũng siêu thoát trói buộc, dù là nhất dưới đáy đế tôn cảnh võ giả đều có vạn năm tuổi thọ có thể sống. Đây mới thật là tiên người thế giới, tiên nhân chết, thiên đạo có cảm, đại đạo động xúc, tất nhiên hạ xuống dị tượng. Đi mau. Đồ nhi, đi mau à. Vậy cái hồn long kịp phản ứng, bên ngoài võ giả cũng đều kịp phản ứng, đi mau. Cửu Vũ Thần Quân vội vàng nói trước, nàng đã cảm thấy chỗ xa kia bay lên vài cổ khí tức mạnh mẽ, dù là không bằng năm đó đối mặt huyết linh tộc tạo hóa cảnh thái thượng trưởng lão, nhưng vậy không kém bao nhiêu. Hống hống, hống hống, xúc sinh, người tên xúc sinh này. Cốc cốc cốc, đông đông, tiếng rồng ngâm đi đôi với mặt đất chấn động thanh âm truyền tới. Giờ phút này giống như liệt sơn băng vậy, một cái cả người là máu hồn long đĩa bay tới, một song long hạng mục đẫm máu, thề phải giết Diệp Thần, hai con rồng khổng lồ móng cách không đánh ra nhất kích, sát phạt lực xuyên thủng tầng tầng hư không, lại đi thẳng tới Diệp Thần trước người. Giờ khắc này, Diệp Thần cảm giác cả người tựa như lạnh như băng. Đây là một loại bị tử vong để mắt tới cảm giác. Tựa như chỉ cần hắn hơi có động tác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không do dự nữa. Càn khôn nhất kích. Diệp Thần phóng thích toàn lực, huy động diệt hồn ma thần thương đâm ra nhất kích, nhất thời ngàn đạo màn sáng nổ vang, các loại lực lượng đồng thời dâng trào ra. Màn sáng thương cương và vậy đạo lực tính đụng vào nhau. Ngay lập tức gian đem đất mặt bốc hơi, cho tới quanh mình vách núi văng tung tóe, vô số màu máu thần lôi bổ rơi xuống, đem đất mặt hóa thành một vòng đất trắng. Giữa không trung, một đạo thân thể bạo bay ra, lăn xuống ngoài mấy trăm thước trên mặt đất. Là Diệp Thần, người mặc bát phẩm thần vương khí khôi giáp bể tan tành, thân xác lại là xuất hiện đạo đạo vết thương, quá mức chật vật. Trong tay diệt hồn ma thần thương đầu thương lại có thể gãy lìa một đoạn. Thậm chí còn toàn bộ thân súng cũng phủ đầy vết rách. Có thể gặp mới vừa rồi lực lượng có kinh khủng dường nào. Coi như luân hồi mộ địa bên trong đại năng thần niệm cũng sợ hãi à. Diệp Thần có cái gì tư cách chống cự? Không chết, đã coi như là vô cùng may mắn. Phốc, đây là hợp đạo cảnh bát tầng thiên thiên địa hồn long. Ngược lại là mạnh nhất mà, xem ra ta trước khi nhất kích cũng không có trọng thương đối phương. Diệp Thần tự giễu một tiếng, chợt đứng lên, quanh thân lưu chuyển vô số Phật văn, giãn nứt vết thương dần dần hợp nhất, trong tay lần nữa xuất hiện một chuôi chảy kim cang, là kim Phật mật tông cấp 4 hỗn nguyên cảnh hàng ma kim cương sử, lấy trước mắt hắn chiến lực, có thể miễn cưỡng thúc giục. Rào 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 rào, rào rào, Phật văn lưu chuyển, một kiện màu vàng cà sa mặc ở Diệp Thần trên mình, là một kiện cấp 6 hỗn nguyên tiên khí. Năm xưa 18 tôn kim Phật bên trong một vị kim Phật hộ thể cà sa, hôm nay mặc đeo ở Diệp Thần trên mình, Diệp Thần vậy toát ra Phật gia đại đạo, phối hợp hai chuôi binh khí, chuẩn bị nghênh chiến thiên địa hồn long. Đối mặt như vậy thiên địa hồn long, không thể nào trốn. Nếu là trốn, loạn trốn ngược lại dễ dàng rơi vào bể tan tành thiên địa hồn long trong trận một ít đường cùng bên trong, ví dụ như nham thạch nóng chảy, nứt ra phún ra đợi một chút. Đến lúc đó ngược lại không ổn. Chỉ có chiến. Dù là kẻ địch mạnh hơn nữa, cũng ở đây không tiếc. Vạn niên hồn long trận. Chung quanh hết thảy đều là tòa trận pháp này bao gồm trong phạm vi, mỗi một nơi đều là đường cùng, hung hiểm vạn phần. Dù là Diệp Thần đi tới tầng thứ ba, thấy thiên địa hồn long, cũng là cẩn thận một chút, cũng tránh tầng thứ ba trận pháp rất nhiều đường cùng, nếu không đã sớm bị thương thật nặng. Cho nên, Diệp Thần không dám chạy trốn, càng không thể trốn. Tầng thứ ba chung quanh, khắp nơi đều là kẽ hở khe cửa, bên trong phun ra đều là cao đến mấy trăm ngàn độ, thậm chí 2-300 ngàn độ lửa cháy mạnh vật chất, cho dù Diệp Thần thân xác có thể chống đỡ được,
nhưng vậy tuyệt đối sẽ bị thương, thậm chí có thể được trọng thương. Còn như tầng thứ hai, mặc dù ăn người hắc không có cá, thế nhưng cái nước đen huyền sông, hoàn toàn chính là dùng ăn mòn thân thể nước sông tạo thành à. Nói một câu do toàn bộ kịch Venom thể tạo thành sông dài vậy tuyệt không quá đáng. Còn như tầng thứ nhất, khắp nơi đều là lửa cháy mạnh dung nham và nứt ra suối phun. Đến lúc đó, một khi bị thiên địa hồn long lại lần nữa đánh cho bị thương, rơi xuống, thiên địa hồn long không xuất thủ nữa, Diệp Thần cũng vô cùng có thể xong đời. Thiên địa hồn long, hợp đạo cảnh bát tầng thiên. Ta đây là muốn xem ngươi, có bao nhiêu bản lãnh. Diệp Thần quanh thân lóe ra trăm ngàn đạo quang trạch, ngay tức khắc vô số chiến khôi, vô số thần binh lưỡi dao sắc bén bay ra, hắn tự mình tay cầm chảy kim cang, thần giác mở ra tà mị nụ cười, nói, ngươi trước đây bị lính của ta coi trọng chế, bây giờ, ngươi thật nhiều con có thể phát huy ra hợp đạo cảnh ngũ tầng thiên chiến lực. Cộng thêm lên, ngươi không phải thật tiên thú hoặc là hung thú, không có ở đây quy luật, càng không có không gian quy luật. Thậm chí thần vương đạo gia chỉ cũng không có, ngươi coi là cái gì hợp đạo cảnh hậu kỳ đỉnh cấp cao thủ, ngươi đỉnh hơn chính là một hợp đạo cảnh sơ kỳ thấp cùng yêu long, ngươi có thể phát huy ra hợp đạo cảnh tam tầng thiên chiến lực, coi là ngươi lợi hại. Sừng sững không sợ, không lùi chút nào. Thiên địa hồn long, cả người thần hồn lực và linh lực, có thể so với hợp đạo cảnh bát tầng thiên loài người võ giả. Nhưng là Diệp Thần tỉ mỉ xem xét dưới, đã xác định. Bây giờ thiên địa hồn long, chống đỡ chết chỉ có thể phát huy ra hợp đạo cảnh tam tầng thiên chiến lực. Vậy còn sợ gì? Cùng chạy ra khỏi đi bị hồn tộc cường giả liên thủ công kích. Không ngại làm thịt điều này hồn long, phá nhập thần vương cảnh, lại đánh ra. Binh bịch bịch, oanh oanh. Thoáng qua gian tiếng nổ nhanh chóng khuếch tán ra, ở giữa xen lẫn vô số bụi đất cát đá, thậm chí không thiếu nham thạch nóng chảy, cũng phân bay đến trăm dặm ra ngoài. Khiến cho được trong tầng thứ hai nước đen huyền sông hạ nổi lên nham thạch nóng chảy mưa, một ít chốn còn sót lại ăn người cá chuối, cũng hướng cảng phía dưới bơi đi, không dám phủ đến mặt sông bên trong. Thiên địa hồn long đôi mắt sắp nứt, không ngừng huy động long chảo, cách không đánh giết Diệp Thần. Nó bị thương thật nặng, có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh công kích, vậy cứ như vậy mấy cái, lần thứ nhất bị thương nặng Diệp Thần, phía sau ba hạ suýt nữa đem Diệp Thần thân xác đánh tan nứt ra. Có thể bốn chiêu sau này, nó lực lượng kịch liệt hạ xuống, chiêu thứ năm uy năng thậm chí không tới chiêu thứ tư 1/3. Tiểu súc sinh, ngươi xông vào địa bàn ta không có đối với ngươi ra tay, ngươi ngược lại là trước ám toán ta. Loài người hèn hạ, long ngâm gầm thét lên, vô cùng lạnh như băng. Đây là thiên địa hồn long sâu trong nội tâm lớn nhất tức giận. Hồn tộc ở hắn trong mắt không tính là cái gì. Địa vị của nó xa xa cao hơn hồn tộc. Thậm chí hồn điện mấy vị đại năng cũng không dám đối với nó lỗ mãng. Hôm nay, ở hồn tộc cấm địa, nó như vậy chật vật, làm sao có thể không tức giận giận. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, người địa bàn. Dùng như thế nhiều võ giả máu tươi tưới nơi đây, người hồn tộc căn bản không phải thứ tốt gì. Ngày hôm nay ta không chỉ muốn phá hủy vạn năm hồn long thảo, ta càng phải cầm ngươi hồn tộc cấm địa vậy cùng nhau phá hủy. Nghe được câu này, thiên địa hồn long càng tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Long vũ ngạo thiên. Nháy mắt tức thì, hồn long trên mình xông ra từng đạo huyết quang, hai con long chảo đồng loạt đưa ra, móng lòng quanh quẩn ra một phiến hồng quang. Hồng quang bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh diễn biến thành từng cái màu máu đỏ phi long, bay lượn đầy trời, chém giết Diệp Thần. Tiểu súc sinh. Dám can đảm hủy ta hồn tộc mật địa. Hủy ta hồn tộc vạn năm hồn long thảo, tất giết liền. Nếu không bản long yên có mặt mũi đi gặp chủ nhân. Phịch. Diệp Thần toàn lực cầm chảy kim cang, chợt đập một cái, vô số hủy diệt Phật văn phun trào ra, đánh nát hơn nửa phi long, mình tản ra đồng thời bả vai cũng bị lấy ra năm dấu máu, cũng không ở cười to nói, coi là được không sai, ngươi chỉ có hợp đạo cảnh tam tầng thiên chiến lực, thậm chí còn không bằng. Trong cơ thể hắn có 7 vị sư tôn lực lượng, liều mạng dưới, có thể so với hợp đạo cảnh nhất tầng thiên chiến lực. Quanh mình bay múa vô số chiến khôi và thần binh, vậy đưa đến vô cùng tác dụng to lớn. Không gián đoạn quấy nhiễu thiên địa hồn long, thậm chí chém giết thiên địa hồn long thân rồng. Thân thể khổng lồ thiên địa hồn long,
giờ phút này ngược lại rơi vào hạ phong. Phải đặc biệt tấn công Diệp Thần, tất nhiên bị chung quanh lơ lửng tiên khí đánh cho bị thương, muốn ngăn cản những thứ này tiên khí, tất nhiên bị Diệp Thần công kích. Vô cùng quấn quýt, thiên địa hồn long, ngươi không chỉ là thần hồn lực tạo thành đi. Lấy ta xem ngươi thân xác đã ngưng kết, hiển nhiên là dùng một chuôi và hợp đạo thần khí tạo ra. Thậm chí có thể không chỉ một chuôi hợp đạo thần khí, có thể là 5-3 chuôi hạ phẩm hợp đạo thần khí. Như vậy, ta giết ngươi, lần nữa ngưng tụ ra hợp đạo thần khí. Lấy đột phá này, ta sẽ mạnh hơn. Diệp Thần hai tay điều khiển các loại tiên khí toàn lực mãnh công thiên địa hồn long, không để ý chút nào tiên khí và chiến khôi tổn thất. Chỉ cần chu diệt thiên địa hồn long, tất nhiên đạt được kỳ kiện hợp đạo thần khí. Thậm chí vô cùng có khả năng có được 5-6 phẩm 7 phẩm hợp đạo thần khí. Đến lúc đó, dù là bạo bay hết thảy chiến khôi và tiên khí đều đáng giá. Thần vương khí sắp hàng. Hỗn nguyên tiên khí, khí linh chuẩn bị. Hợp đạo thần khí khí linh, vậy chuẩn bị bùng nổ một kích toàn lực. Diệp Thần trong miệng nhẹ nhàng lời nói trước, là ở cho những cái kia tiên khí khí linh truyền đạt mệnh lệnh. Chợt một khắc sau, hắn tay trái lòng bàn tay đổi thành một phiến phiến hồng quang, đầy trời chiến khôi sắp hàng thành quân đội dáng vẻ, mênh mông vô biên, tuy chỉ có mấy trăm tôn, nhưng cho người một loại thiên quân vạn mã đánh tới cảm giác, mỗi một tôn chiến khôi đều tràn đầy vô biên sát khí, giống như là từng cái thiết huyết tướng quân vậy. Thần vương cảnh chiến khôi, còn sót lại 150 cái. Nhập thần cảnh chiến khôi, còn sót lại 500 cái. Như vậy, lên đường. Theo tiếng nói vừa dứt, vượt qua 600 cái chiến khôi khinh thường hết thảy trực tiếp vào tới thiên địa hồn long quanh thân. Không không không, tiểu súc sinh, ngươi dám. Ta hồn điện trưởng lão tất nhiên. Lời còn chưa dứt hạ, ngay sau đó một hồi tiếng nổ truyền ra. Một cái màu máu mây nấm ăn bay lên không dâng lên, 650 cái thần vương cảnh và nhập thần cảnh chiến khôi cùng nhau nổ. Uy năng vô hạn tiếp cận với hợp đạo cảnh nhất tầng thiên võ giả một kích toàn lực, ở vô số xương máu và gió cắt bên trong, chỉ thấy được một cái tàn long sụi lơ trên đất, quanh mình máu rồng tràn ra, cũng sắp thành một phiến máu rồng hồ. Khốn kiếp à, ngươi lại dám như vậy, hôm nay chính là ngày cuối cùng của ngươi à. Ta muốn ngươi vĩnh viễn không xảy ra trận pháp này, thiên địa hồn long gần như sắp chết nằm trên mặt đất. Đã bị lột ra thân rồng nhưng là đổi thành từng đạo thanh quang, to lớn đầu rồng vừa không cam lòng kể nói, con rùa khốn khiếp, đến như vậy cảnh tượng. Dù là bản long không muốn hoàn toàn hóa hình là thật long cơ hội, cũng phải vận dụng cổ lực lượng này giết ngươi. Thiên địa hồn long hoàn toàn cảm thấy cảm giác nguy cơ. Nó không có lựa chọn, phải chu diệt Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần không chết, chủ nhân nó vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua nó. Nó không chút do dự quyết định vận dụng chủ nhân ở lại trong cơ thể nó lực lượng. Có lẽ chủ nhân đến sau đó, sẽ thương tiếc nó hăng hái hết tất cả lực lượng, suýt nữa sắp chết mới chu diệt Diệp Thần, cho nên lại cho dư nó một ít lực lượng, để cho nó trở thành chân chính sinh linh. Rào rào. Trên bầu trời một đạo thần quang trụ hạ xuống, trực tiếp bao phủ lại thiên địa hồn long. Chùm tia sáng giống như thần minh hạ xuống lực lượng vậy, vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí rơi xuống đất nháy mắt tức thì liền tung bay chung quanh hết thảy sự vật, trực tiếp đem đầy đất vết rách phún ra nham thạch nóng chảy bao trùm, tựa như giống như là một cái bàn tay trưởng xây đè xuống, bỏ mặc ngươi nham thạch nóng chảy suối phun mạnh bao nhiêu, có hơn sắc bén, đều ở đây nháy mắt tức thì trực tiếp bị ngăn chặn. Cốc cốc cốc, trên mặt đất chấn động kịch liệt. Hiển nhiên giao dịch gặp, bị ngăn chặn thiên bách nham thạch nóng chảy phún ra đưa đến vô số nham thạch nóng chảy trở về. Dưới đất đã không chịu nổi, mặt đất không ngừng lững lờ run rẩy, thậm chí có dạn nứt hiện tượng, có thể dạn nứt ngay tức thì lại bị cổ lực lượng kia áp chế trở về. Một khắc sau, dưới đất sừng sững nổ, mặt đất sụp đổ một số. Nhưng là dưới đất nham thạch nóng chảy nhưng là rất miễn cưỡng bị đè nổ, thậm chí bị tung bay. Diệp Thần nhìn một màn này, cũng một mặt mờ mịt, vạn niên hồn long trận à. Hắn phía dưới nham thạch nóng chảy chính là dựa vào một tòa đường kính vạn dặm lửa cháy mạnh núi lửa lực lượng à. Cái này ngọn núi lửa, cũng không phải là hoa hạ núi lửa có thể sánh ngang à. Tùy tiện cũng có thể phun ra ra cao đến mấy trăm ngàn độ, thậm chí còn mấy trăm ngàn độ nham thạch nóng chảy, nhiệt độ cơ hồ là trái đất nham thạch nóng chảy hơn trăm lần,
có thể trực tiếp hòa tan kim thân phách thể võ giả thân thể nham thạch nóng chảy, lại có thể trực tiếp bị cổ lực lượng này đè nổ. Đây là lực lượng gì? Không đúng. Thiên địa hồn long tình huống gì? Diệp Thần nhìn chăm chăm vừa thấy, thiên địa hồn long đã bay lên trời, nguyên bản máu đầm đìa thân rồng đã lần nữa dài ra ra, hơn nữa là màu xanh da, bổ sung thêm vảy rồng, nguyên bản ngắn nhỏ tứ chi lại có thể sinh trưởng mở ra, uy phong lẫm lẫm, sau lưng lại là dần dần diễn sinh ra đối với thanh hồng sắc xen nhau long rực, nhẹ nhàng kích động lại có thể đưa tới mưa to gió dữ. Cái này, diễn biến là long, giết. Diệp Thần có thể sẽ không cho thiên địa hồn long cơ hội, trực tiếp điều khiển hơn trăm chuôi tiên khí bắn ra. Bình bịch bịch, bình bịch bịch, thiên địa hồn long chung quanh, tựa hồ có một đạo bảo vệ che chở. Đến gần hơn trăm binh tiên khí trực tiếp vỡ ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ phân bay xuống, nhưng mà thiên địa hồn long vẫn còn đang tiếp thụ cổ lực lượng này truyền bá. Mơ hồ, thiên địa hồn long cặp mắt biến thành màu xanh, đỉnh đầu sinh ra sừng rồng. Trong cơ thể thậm chí sản sinh ra nội tạng bộ phận. Nguyên bản, thiên địa hồn long chỉ là trận pháp trận linh. Nhiều nhất chính là dùng hợp đạo thần khí phối hợp một tia thánh long huyết mạch, tạo ra nửa thật thể nửa linh hồn sinh vật, sở dĩ có linh trí biết nói chuyện, đều là bởi vì nguyên bản hợp đạo thần khí có khí linh, cộng thêm đại trận cũng có khí linh, hai người kết hợp lại để cho nó sinh ra linh trí. Nhưng là bây giờ, thiên địa hồn long lại có thể hướng chân chính long diễn hóa. Đồ nhi, nguy hiểm, hỏa tốc rời đi. Tiêu Diêu thần quân sắc mặt lạnh như băng, cũng sẽ không phe phẩy quạt lông, tính táo nói, năm xưa ta ở linh võ đại lục sông sáo, vậy thấy qua hồn điện thủ đoạn. Đây là một vị tiên tôn đỉnh cấp võ giả, vận dụng mình thời không quy luật lực, cùng với đạo của mình lực, thần hồn lực để giành xuống một loại thủ đoạn. Vốn là điều này hồn long thực thể hóa nội tình. Chỉ cần hồn long linh lực và thần hồn lực, sánh bằng loài người hợp đạo cảnh cửu tầng thiên sau đó, liền có thể vận dụng cổ lực lượng này, khiến cho được từ mình thân thể chân chính thật thể hóa, biến thành một tôn thanh long, trở thành chân chân chính chính long tộc, đến lúc đó vậy sẽ bước vào tạo hóa cảnh. Sau đó trở thành vị kia tiên tôn đỉnh cấp võ giả bản thân chân long. Bây giờ, nó bị buộc vận dụng cổ lực lượng này, bước vào tạo hóa cảnh là không thể nào. Nhưng là có thể thật thể hóa thân xác, giống như là người bây giờ đối mặt được chính là thượng cổ thần long nhất tộc, hơn nữa không phải hậu duệ, không phải thần long gia tộc như vậy long tộc và loài người kết hợp hậu duệ, mà là chân chân chính chính chân long. Chỉ có thể chạy mau. Chân long. Chân chân chính chính chân long, không phải huyết mạch thực thể hóa thần long. Mà là huyết mạch tồn tại, đã ở linh võ đại lục biến mất một đoạn thời gian rất dài thần long. Bây giờ linh võ đại lục ba đại đứng đầu thế lực. Đơn giản thần long gia tộc, thánh long gia tộc, cùng với phượng hoàng gia tộc, có thể ba gia tộc lớn thân xác loài người, vậy chỉ là chân long hậu duệ, mà không phải là chân long. Chân long, ý nghĩa thời đại viễn cổ nắm giữ, mặc dù thời đại viễn cổ xa sút. Nhưng là bọn chúng huyết mạch, vượt qua xa loài người, đơn độc hợp đạo cảnh chân long, thậm chí có thể niết chiến loài người tạo hóa cảnh võ giả. Bây giờ Diệp Thần, tất nhiên không địch lại. Trốn. Phải được nhanh lên trốn, căn bản không phải đối thủ, không thể liều mạng. Diệp Thần chỉ có thể xoay người nhắm mắt bắt đầu vượt qua một nguy hiểm trùng trùng khu vực. Bây giờ dù là thật nguy hiểm, thật sẽ bị thương, vậy được chạy, nếu không chạy cái này tôn chân long tiếp nhận lực lượng truyền sau khi kết thúc liền sẽ đến tìm mình. Đến lúc đó, trừ phi ba vị thần quân sư tôn thân phận thật sự ra tay mới có thể chống lại. Nếu không cũng phải là băng kiếm tiên tôn thân phận thật sự ra tay, mới có thể đem bắt được. Nhưng là luân hồi mộ địa chỉ có mấy vị sư tôn thần niệm à. Thần niệm cố nhiên rất mạnh, nhưng là cùng thân phận thật sự căn bản không cách nào như nhau. Cho nên, dù là luân hồi mộ địa có 7 vị sư tôn ở, thuộc về trước mắt mạnh nhất thời kỳ, có thể cũng không cản được cái này tôn mới sinh ra chân long. Hô hô hô, hô hô hô. Tầng thứ hai trong trận pháp mặt đất vậy phun trào suốt đạo đạo nham thạch nóng chảy, cho tới mặt sông đều sôi trào, từng đạo nóng nham thạch nóng chảy tạo thành cột nước phóng lên cao. Diệp Thần trong lúc vô tình đụng phải một cái mới sinh ra cột nước đánh vào, ngay tức khắc bị phún bay ra trăm mét ra ngoài, thân xác nóng bỏng, đạo đạo vết thương hiển lộ ra, suýt nữa liền bị nướng chín, nhưng cũng không lo đạt tới, trực tiếp đi bên ngoài sông lên.
Bỗng nhiên lúc này, thiên địa thay đổi, Diệp Thần thân hình ngắn ngủi đờ đẫn, bị không gian quy luật giam lại. Rồi sau đó một đạo thanh quang bay tới, rơi vào Diệp Thần trước mắt, là thiên địa hồn long, sống lại thiên địa hồn long, thân rồng ngàn trượng, cả người tràn đầy một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt bá đạo, dám giết hết thảy địch nhân khí khái. Bản long, để cho ngươi đi à? Con rùa khốn khiếp, làm như thế nhiều chuyện xấu. Ngươi liền muốn thản nhiên rời đi. Thiên địa hồn long ánh mắt lần nữa dữ tợn, dần dần hóa là màu đỏ như máu, thanh âm chấn thiên, dẫn được nước sông khắp nơi nổ tung, ngươi đoạn tuyệt bản long lên cấp tạo hóa cảnh hy vọng. Bởi vì ngươi, bản long dừng bước tại hợp đạo cảnh thất tầng thiên. Tuy có thể giết các ngươi loài người tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, nhưng bản long không cam lòng như vậy, nếu ngươi không trốn thoát, lại có nhiều đồ như vậy và đại đạo. Liền đem ngươi tặng cho chủ nhân, cũng coi là bản long không trông chừng tốt vạn năm hồn long thảo tha tội đi. Trong chốc lát, thiên địa hồn long đưa ra vô cùng to lớn long chảo, trực tiếp nắm liền Diệp Thần. Từng cổ một cường đại trói buộc lực để cho Diệp Thần căn bản không có phản kháng quyền lợi. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác đỉnh đầu đè từng ngọn đỉnh núi. Khổ không thể tả. Diệp Thần muốn vận dụng 5 cái đại đạo tới chống cự. Nhưng phát hiện đại đạo lực căn bản không cách nào sử dụng. Tiếp tục như vậy nữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Con rùa khốn khiếp à. Ở đem ngươi hiến tặng cho chủ nhân trước, bản long trước phải thăm dò một chút ngươi năng lực. Ngươi hủy ta lên cấp long tôn đường, bản long liền muốn móc sạch ngươi hết thảy, bao gồm công pháp của ngươi, nội tình, binh khí, vô luận là ai tới, ngươi ngày hôm nay cũng không trốn thoát bị lột da rút gân, tìm kiếm thần hồn khổ. Đáng chết, Diệp Thần cảm giác được đến từ quanh thân áp lực càng ngày càng lớn, tiếp tục như vậy nữa, hắn thân thể cũng có thể vô căn cứ nổ tung. Hắn thử nghiệm vận chuyển lực lượng toàn thân, thậm chí tiếp nhận 7 vị sư tôn lực lượng, ý đồ tránh ra khỏi đi, nhưng là khó mà như cũ khó mà nhúc nhích. Thằng nhóc, ngươi cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Thiên địa hồn long nhìn Diệp Thần kiếm không thoát được dáng vẻ, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Cố nhiên nó bị thương, nhưng là kết cục vẫn như cũ dựa theo nó suy nghĩ trong lòng lại đi. Một cái hèn mọn con kiến hôi, lại vẫn dám dung chuyển thần long. Thật là buồn cười. Thằng nhóc, ở ngươi trước khi chết, để cho ngươi cuối cùng nói một câu, như thế nào? Giờ khắc này, thiên địa hồn long tựa như nắm trong tay hết thảy. Ở nó trong mắt, nó cuối cùng là cái này phiến trong trận pháp nắm giữ. Con kiến hôi, cuối cùng sẽ bị nghiền nát. Diệp Thần không ngừng cảm thụ quanh thân truyền tới áp lực, hắn lạnh như băng con ngươi ngưng mắt nhìn dữ tợn thiên địa hồn long. Đột nhiên, hắn rút ra một cái tay. Thiên địa hồn long trong mắt ngay tức thì nghi ngờ, mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần bốn chỉ khép lại. Duy nhất ngón giữa thẳng đứng. Thanh âm lạnh như băng lại là chậm rãi vang lên, hồn điện, ta Diệp Thần chung có một ngày sẽ đích thân đạp diệt. Coi thường. Trần trụi trần chuồng coi thường. Thiên địa hồn long hoàn toàn tức giận, long ngâm vang khắp tiểu súc sinh, nếu ngươi không muốn sống. Bản long sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút vì sao là thống khổ. Giờ khắc này, hồn long lực lượng bỗng nhiên bùng nổ. Vô tận sát ý dường như muốn chiếm đoạt Diệp Thần. Nhưng mà, một khắc sau, Diệp Thần quanh thân lại dâng lên từng cơn hồng quang. Sau đó, một đạo kinh thiên long ngâm vang khắp. Động ta chủ nhân. Ngươi, chính là ở tự tìm cái chết. Tiếng nói vừa dứt, một cổ huyết quang ngất trời ra. Kèm theo là một đạo chấn thiên tiếng rồng ngâm, thanh thế so thiên địa hồn long cái này mới sinh ra chân long mạnh hơn hoành, còn muốn bá đạo, tựa như chính là xuất xứ từ tại cửu u vực sâu ma long vậy. Diệp Thần ngực lao ra huyết quang ở vào nước đen huyền sông trên mặt sông, ngưng kết là một tôn ngàn trượng huyết long. Là huyết long hư ảnh. Huyết long hộ chủ. Có thân hình khổng lồ huyết long, cả người bổ sung thêm màu máu miếng vảy. Sau lưng cái đuôi giống như là sắt thép trường thành vậy, càn quét qua mặt hồ, trực tiếp chu diệt trốn vạn điều ăn người cá chuối. Nước đen huyền sông, vô cùng là khổng lồ. Chính giữa ăn người cá chuối số lượng, cũng không ai rõ ràng. Nhưng là cũng không phải là bị Diệp Thần thật giết tuyệt, chỉ giết liền chín thành cỡ đó, còn lại liền thành ăn người cá chuối cũng núp ở đáy nước chỗ sâu, có thể bị huyết long đuôi rồng quét qua lúc, dù là núp ở chục nghìn mét dưới ăn người cá chuối. Thân xác vậy toàn bộ vỡ ra.
Không bao lâu, trên mặt sông dâng lên một phiến phiến máu loáng, lại không có một cái ăn người cá chuối nghe mùi máu tanh tới đây. Huyết Long đứng sừng sững trên mặt sông, nhất thời bá đạo uy phong cực kỳ, Long chảo vung lên, trực tiếp đánh tét thiên địa hồn Long Long chảo, đem Diệp Thần bắt tới, đặt ở mình sừng rồng bên cạnh, dù là mạnh hơn nữa, nó cũng là Diệp Thần chiến sủng, chủ nhân cần phải làm thuộc về đầu rồng sừng rồng trên. Huyết Long. Khí tức thật là mạnh. Có thể so với hợp đạo cảnh liền đi, nhưng là, làm sao uy áp như thế mạnh? Diệp Thần có chút hoảng sợ, ngừng mắt nhìn dưới chân Huyết Long, mặc dù nhìn dáng người so thiên địa hồn Long cũng phải lớn hơn một vòng, nhưng chân chính linh lực và thần hồn lực, thì không bằng thiên địa hồn Long, ngược lại có chút giống như là thiên địa hồn Long tình huống vừa rồi, nửa thật thể nửa hư hóa, chỉ là Huyết Long cũng không phải là hợp đạo thần khí luyện chế mà thành, ngược lại là chân Long thức tỉnh. Yên lặng mấy trăm ngàn năm huyết ma long thần lần nữa thức tỉnh. Chính là phong thần, phong tước hiệu chân thần, phong thánh tồn tại. Chỉ cần đại đạo không có bị đánh tan, dù là thân xác bị đánh bể, qua mấy trăm ngàn năm trước, cũng sẽ theo thiên địa biến hóa mà hồi phục, lần nữa leo đỉnh cấp, Huyết Long đã là như vậy, bất quá ở nhỏ yếu thời đại đã đi theo Diệp Thần. Theo Diệp Thần mạnh mẽ, lại là đi tới linh võ đại lục, Huyết Long vậy khôi phục một ít mình lực lượng. Thật là mạnh oai rồng. Ngươi là vậy một mạch long. Làm sao bản long cảm thấy mạch máu ngươi mạnh hơn? Thiên địa hồn long ngưng mắt nhìn Huyết Long, thân hình có chút run rẩy, nổ bể ra long chảo vậy khép lại. Dưới so sánh, nó dáng người xa không bằng Huyết Long, vảy rồng và màu da cũng không phải tối cao vô thượng màu vàng, hoặc là màu máu, chỉ là trung lưu màu xanh, tương tự với hoa hạ thanh long vậy. Ngươi cùng hèn mọn tạp long, cũng dám hỏi ta danh hiệu. Ngươi không xứng là long. Huyết Long sừng sững ra tay, to lớn long chảo giống như một móng thần đỉnh đĩa bay ra vậy, tuyệt đối bá đạo huyết mạch lực hiển hóa ra, trực tiếp bắt thiên địa hồn long hai con long chảo, dùng sức một nặn, trực tiếp bóp vỡ long chảo, càng đem giam cầm lại. Huyết Long cảnh giới và linh lực, thì không bằng thiên địa hồn long. Nhưng là máu huyết mạch của rồng, là chí cao vô thượng huyết ma long thần huyết mạch, thậm chí mình chính là huyết ma long thần. Huyết mạch lực so thánh long gia tộc nhất lưu, nhị lưu huyết mạch đều mạnh hơn được hơn. Đế tôn cảnh Diệp Lạc Nhi, bộc phát ra nhị lưu huyết mạch, hóa ra thánh long hư ảnh, đều có thể đánh chết hơn 10 vị hỗn nguyên cảnh võ giả. Huống chi là viễn cổ huyết ma long thần sống lại huyết long, huyết mạch lực áp chế so nó cao kỳ cái cảnh giới nhỏ thiên địa hồn long, tự nhiên không nói ở đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 72.